Thái Cổ Thần Vương chương 2168. Thỉnh cầu của Tần Chính, người của Tần tộc nín thinh, bọn họ không có cách nào trả lời được câu hỏi của Tần Vấn Thiên. Năm đó, khi Tần tộc giết Tần Viễn Phong, người của Tần tộc ở đâu? Bọn họ đang đứng nhìn thiên thần của Tần tộc tiêu diệt kẻ phản nghịch, Tần Viễn Phong. Khi mà Tần tộc truy sát Tần Vấn Thiên, bọn họ, có ai nói giúp cho Tần Vấn Thiên một tiếng? Tất cả mọi người đều hoàn toàn không hề nghi ngờ hay có bất kỳ thắc mắc gì với quyết định của gia chủ Tần tộc. Hiện nay, phụ tử Tần Viễn Phong đã trở về trong khí thế mạnh mẽ cường đại, phục thù, bọn họ có tư cách gì tới đây xin tha? Bọn họ có từng tha cho Tần Viễn Phong và Tần Vấn Thiên không? Nhưng cho dù là thế, bọn họ vẫn không có cách nào tiếp tục đứng thõng tay đó nhìn các thiên thần Tần tộc bị truy sát, không cách nào tiếp tục nhìn Tần tộc đi tới con đường diệt vong. Tần Viễn Phong, dù gì cũng là kế thừa cùng một huyết thống, tổ tiên khai sáng tạo lập Tần tộc, cũng không hy vọng có một ngày Tần tộc bị diệt vong, hơn nữa lại bị hủy diệt trong tay của người mang trong mình dòng máu của Tần tộc. Vẫn có người tiếp tục lên tiếng, hy vọng Tần Viễn Phong thủ hạ lưu tình, bọn họ đã hiểu, Tần tộc không có một ai có thể ngăn chặn được Tần Viễn Phong, hắn, người trở về, quá mạnh, cường đại tới độ có thể dễ dàng san bằng gia tộc Tần tộc trước đây của hắn, chỉ cần một mình hắn là đủ. Quân đoàn thiên thần và Tần Vấn Thiên thậm chí chỉ cần đứng ngoài mà nhìn, tạo uy thế đàn áp là được. Tần tộc giết bọn ta, lẽ nào, không sợ hủy diệt mất huyết mạch của Tần tộc? Tần Vấn Thiên lạnh băng nói. Tần Viễn Phong liếc nhìn người vừa nói, thần sắc điềm nhiên, bình thản, lên tiếng. Ta còn, huyết mạch tổ tiên còn, sẽ tiếp tục kế truyền đời này qua đời khác. Một mình ta, có thể làm một tộc. Một mình ta, có thể làm một tộc. Lời nói bình thản, nhưng ẩn chứa trong đó sự tự tin vô cùng lớn, khiến cho những người trong Tần tộc đều sững người đờ đẫn. Khí thế đến mức nào đây cơ chứ? Các cường giả của Tần tộc lại một lần nữa không biết nói gì. Hắn còn, huyết mạch còn, Tần tộc càng còn, ai? Ai có thể phản bác? Đừng nói nhà của hắn, một mình hắn, đều có thể là một tộc. Lúc này, hắn đang nghiền đang ép các thiên thần Tần tộc. Thiên thần Tần tộc dù liên kết với nhau, thì số phận của họ cũng chỉ là bị nghiền nát tiêu diệt thôi. Hắn, Tần Vấn Thiên, Tần Khả Hân, ba người bọn họ dễ dàng tiêu diệt Tần tộc, sau đó bọn họ đời đời kế thừa truyền lại cho đời sau, lẽ nào sẽ yếu hơn chi mạch Tần tộc này sao? Hình như đây chỉ là vấn đề thời gian thôi, mỗi đời mỗi thế hệ, Tần Viễn Phong, có thể khai sáng một Tần tộc khác. Vậy thì, diệt Tần tộc hiện tại thì có làm sao? Ánh sáng lục đạo, uy vũ trấn áp trời cao, bao trùm lên khắp Tần tộc, vòng xoáy lục đạo đáng sợ, mang trong mình sức mạnh hủy diệt mọi thứ. Những thiên thần còn đang sống của Tần tộc đều bị bao trùm trong đó, thậm chí, không có ai có thể thoát ra khỏi sức mạnh lục đạo đó. Quá mạnh rồi, những cường giả của Thái Cổ đến Tần tộc đều cảm thấy chấn động trong lòng, đồng thời, bọn họ cảm thấy đôi chút khủng hoảng, lo rằng mục tiêu tiếp theo của Tần Viễn Phong chính là bọn họ. Thật đáng hận, Tiểu Tây Thiên, có lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn như vậy, nhìn Tần tộc bị hủy diệt. Các cường giả của Thái Cổ tấn công thiên quật, kẻ đứng sau giật dây chính là Tiểu Tây Thiên. Nhưng Tiểu Tây Thiên không những không giải quyết được dứt điểm Tần Vấn Thiên, tới nay Tần Viễn Phong cũng lại đã quay lại rồi, mà bọn họ cũng chẳng tới đây tương trợ. Chẳng lẽ Tiểu Tây Thiên có ý định làm tiêu hao sức mạnh các thế lực đỉnh cấp của Thái Cổ Tiên Vực? Nếu như vậy thì bọn họ đều sẽ rất thảm, Tần Vấn Thiên tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ. Mặc dù hiểu điểm này, nhưng hiện giờ mà bảo bọn họ giúp Tần tộc chống lại Tần Viễn Phong thì bọn họ lại không có được sự kiên quyết đó. Tần Viễn Phong là nhân vật đáng sợ thực sự. Không biết có được phong thái của thần vương thời cổ hay không, nhưng ít nhất cảnh giới của bọn họ hiện tại thì chỉ có thể ngước mắt nhìn lên thôi. Tần Chính, cũng đã bị đánh tới độ không có cơ hội đánh trả. Đản Nhi, mau đi đi, ta yểm hộ cho con. Vợ của Tần Chính quay qua truyền âm cho Tần Đản, đôi mắt Tần Đản đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào cuộc chiến trên trời cao. Đi. Hắn mà đi lần này, thì tuyệt đối là, hoàn toàn là, một kẻ nhu nhược, phụ thân còn đang chiến đấu. Mà hắn lại bỏ chạy thoát thân, huống hồ chi, cho dù hắn muốn chạy, thật sự có thể chạy thoát sao? Chưa nói tới thực lực của Tần Viễn Phong, những cường giả thiên thần bọn người Tần Vấn Thiên còn đang bao vây bên ngoài kia kìa. Á, lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một thiên thần ngã xuống, hiện nay cường giả thiên thần của Tần tộc đã chỉ còn thưa thớt vài người, nếu tiếp tục thế này, sẽ rất nhanh thôi, bị hủy diệt hoàn toàn. Tần Viễn Phong, ngươi lại vô tình tới thế, một thiên thần gào thét điên cuồng. Nhưng thứ chờ đón hắn ta chỉ là ánh sáng lục đạo, một vòng xoáy thứ nguyên đáng sợ rạch toang mọi thứ, hút cơ thể của hắn vào trong, chết chắc không còn gì nghi ngờ cả. Vô tình,
Năm đó Tần tộc đối xử với hắn như vậy, giờ lại nói hắn vô tình, thế lực, máu lạnh, tàn nhẫn, một Tần tộc như vậy, không xứng đáng để được tiếp tục kế thừa, sau này, Tần tộc trong tay con trai ta sẽ chỉ càng lớn mạnh, Thái Cổ đương nhiên sẽ có một Tần tộc lớn mạnh đứng sừng sững. Giọng nói của Tần Viễn Phong vẫn điềm nhiên lạnh nhạt, lời của hắn vừa dứt, cuộc tàn sát lại tiếp tục, cùng với đó là từng thiên thần ngã xuống, cuối cùng, trừ vợ của Tần Chính và Tần Đãng không tham gia vào cuộc chiến ra, trong hư không, chỉ còn duy nhất một người còn đứng đối mặt với Tần Viễn Phong, gia chủ của Tần tộc, Tần Chính. Ngoài Tần Chính ra, các thiên thần của Tần tộc đều đã bị mai táng, bị Tần Viễn Phong tiêu diệt, kể trở lại, Tần Viễn Phong, hắn không một chút do dự, giết chóc, phục thù. Năm đó, Tần tộc đã giết hắn như thế nào? Nếu nói rằng mối thù hận này sau nhiều năm đã nhạt bớt đi vài phần, vậy thì Tần tộc truy sát con trai của hắn là Tần Vấn Thiên thì sao? Tần tộc là không thể tha thứ, giống lời hắn nói, một Tần tộc máu lạnh tàn khốc như vậy không xứng được tồn tại. Lúc này, Tần Chính đang đứng đối diện với Tần Viễn Phong, trong tay hắn cầm cây kích phán xử, tóc dài rối bời, nhìn đặc biệt thê thảm. Hoàn toàn không có chút phong độ siêu phàm của một người là gia chủ Tần tộc, hắn nhìn Tần Viễn Phong, kẻ đang đứng trước mặt mình, là người đệ trong tộc hắn, không cách nào xin tha, bởi vì hắn biết, vô ích thôi. Tần Viễn Phong cho dù có tha cho tất cả mọi người, cũng không có khả năng nào sẽ tha cho hắn, điểm này lòng hắn hiểu rõ, năm đó, hắn đã hao tâm tổn sức tìm mọi đủ kế sách đối phó với Tần Viễn Phong, ngoài việc vì hắn đạt được bảo vật ra, làm gì không có việc có mấy phần đố kỵ trong đó. Sau khi người đệ trong tộc này bắt đầu nổi lên, thì cũng bắt đầu bộc lộ những tư chất trời sinh không hề thua kém hắn. Khi đó, về mặt nội bộ, hắn đã được chỉ định làm người chấp chưởng đời tiếp theo trong Tần tộc rồi. Làm sao hắn có thể đứng nhìn một nhân vật khác kiệt xuất hơn hắn tồn tại trong Tần tộc? Như vậy thì sẽ uy hiếp tới địa vị của hắn trong Tần tộc, uy hiếp tới việc hắn thuận lợi tiếp quản chấp chưởng Tần tộc. Con người, ai cũng đều có sự ích kỷ cá nhân, hắn và phụ thân là Tần Đỉnh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ cần phải nắm được cả Tần tộc trong lòng bàn tay, và trên thực tế bọn họ cũng đã làm được, Tần tộc luôn nằm chắc trong vòng tay khống chế của bọn họ, hắn, thân là gia chủ Thần tộc, ở Thái Cổ tiên vực uy phong không gì bì được, hưởng thụ mọi vinh quang, đi tới đâu đều là hàng vạn đôi mắt nhìn vào, người bình thường nhìn thấy hắn, giống như nhìn thấy thần vậy, ở cả Thái Cổ tiên vực rộng lớn này, hắn là một đại nhân vật tầm cỡ, cho tới khi Tần Vấn Thiên xuất hiện, mọi thứ đều dần dần biến đổi. Hơn nữa dù có nằm mơ hắn cũng không thể ngờ rằng, những biến đổi này lại diễn ra nhanh chóng và mãnh liệt như thế, khiến cho người khác trở tay không kịp. Đầu tiên là Tần Vấn Thiên nổi lên một cách hùng mạnh, bước chân vào trong thần cảnh, liên kết với nhiều thế lực như Càn Khôn Giáo và Cửu Thiên Huyền Nữ Cung cùng với Yêu Thần Sơn. Sau đó Tần Thiên Cương lại trở về, chiến đấu vượt không gian thời gian, trục xuất phụ thân của hắn là Tần Đỉnh. Cho tới ngày hôm nay, Tần Viễn Phong cũng trở lại, trở thành Tần Viễn Phong. Người canh giữ lăng mộ của thần, từ trên cao nhìn xuống hắn, gia chủ của Tần tộc, cái gọi là quyền thế, địa vị gia chủ, khi đứng trước thực lực tuyệt đối thật sự, thì thật yếu đuối nhu nhược làm sao, không chịu nổi một đòn. Đây, chính là thứ ngươi muốn nhìn thấy sao? Tần Chính liếc nhìn những thiên thần đã biến mất bên cạnh mình, có chút tuyệt vọng. Ngươi có di ngôn gì để lại không? Tần Viễn Phong bình thản hỏi, giọng nói vẫn thế, không gợn chút sóng, câu nói đó càng giống như đang tuyên bố phán quyết tử hình cho Tần Chính, lời hắn chuẩn bị nói, sẽ là những lời cuối cùng của hắn, di ngôn. Tần Chính nhìn Tần Viễn Phong, đột nhiên cười, ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, thất bại hôm nay, ta không có lời nào để nói, chuyện năm đó, ta cũng chưa từng hối hận, thắng làm vua thua làm giặc, hồi đầu ta truy sát ngươi, từ đó trong Tần tộc không ai có thể uy hiếp được tới địa vị của ta, ta trở thành người đứng đầu của Tần tộc, đến nay, ngươi quay lại báo thù. Ta không bằng ngươi, bất luận ngươi nói gì, đều là đúng cả, ta chỉ cầu xin ngươi một việc, Mạc Nhi, mặc dù nàng ấy cũng từng có lỗi với ngươi, nhưng dù gì ngươi cũng từng ái mộ nàng, có thể tha cho nàng không? Tần Chính không ngờ trước khi hắn chết lại vì thê tử của mình mà cầu xin tha thứ, đây cũng là việc khiến hắn khá bất ngờ, còn thê tử của hắn, đôi mắt đẹp ngưng động, ngẩng đầu nhìn hư ảnh thê thảm trong hư không, thân hình lóe lên, đã đứng trong hư không, tà áo tung bay. Xinh đẹp kinh động lòng người, nàng và Tần Chính luôn là cặp đôi tuyệt đại được người trong thế gian ngưỡng mộ, bất kể là thiên phú hay tài năng của nàng, đều đứng ở đỉnh cao của Thái Cổ. Nàng cũng không hối hận khi năm đó đi theo Tần Chính, đó là lựa chọn của nàng, hơn nữa, đó chính là lựa chọn đúng đắn nhất, mọi thứ sau đó, đều chứng minh rằng lựa chọn của nàng tuyệt đối đúng, chỉ là hôm nay,
khi Tần Viễn Phong quay lại thì mới khiến mọi thứ thay đổi. Mọi việc trên thế gian luôn biến đổi khó lường, ai có thể biết trước tương lai chứ? Tần Viễn Phong nhìn nàng, Lạc Thần Thiên Tuyết cũng nhìn nàng, thấy Tần Viễn Phong không nói gì, nàng bình tĩnh lên tiếng, không được. Tần Chính với khuôn mặt cứng đờ, nhìn về phía Lạc Thần Thiên Tuyết. Lạc Thần Thiên Tuyết không giải thích câu nói của mình, chỉ lặng lẽ bình thản đứng đó, câu nói ấy là thái độ của nàng, Tần tộc đối phó với chống nàng, Tần Viễn Phong, người phụ nữ này không tham dự vào sao? Nàng biết rõ về nàng ta, biết nàng ta là một người như thế nào, mọi chuyện, nói bỏ qua là bỏ qua sao? Tần tộc giết chồng nàng, lại truy sát con trai nàng, phế bỏ ca ca nàng, khiến cho Lạc Thần thị chia rẽ tan rã, suýt chút nữa thì bị chôn vùi, mọi chuyện này, nàng ta không có phần trong đó sao, lẽ nào, cứ thế bỏ qua? Sau khi Tần Viễn Phong nghe thấy câu nói của vợ mình thì không nói gì, chỉ nhìn Tần Chính, Lạc Thần Thiên Tuyết đã mở miệng rồi, vậy thì, đó chính là lập trường của hắn, đó là nữ nhân của hắn. Thê tử của Tần Chính đột nhiên cười nhìn Tần Chính, nếu huynh chết, ta sống một mình có ý nghĩa gì, chúng ta không làm sai điều gì, chẳng qua là mệnh trời như thế, số phận trêu người. Nói rồi, nàng đi tới bên cạnh nắm tay Tần Chính, bọn họ không cầu xin Tần Viễn Phong tha cho con trai của mình, bởi vì bọn họ biết, đó là điều không thể. Nếu đã như vậy, thỉnh cầu cuối cùng của ta, con trai ngươi Tần Vấn Thiên, thiên phú vô song, được xưng tụng là thiên kiêu mạnh nhất thái cổ hiện nay, con trai ta Đảng Thiên, thiên tư tuyệt thế, được xưng tụng là người được trời lựa chọn, bọn chúng từng đấu với nhau hai lần, đều có thắng có bại, hôm nay, liệu có thể cho bọn chúng quyết đấu một trận thật sự không? Tần Chính nhìn Tần Viễn Phong nói, sắp chết, vẫn muốn nhìn thấy con trai mình là Đảng Nhi tuyệt đối không thua kém con trai của Tần Viễn Phong, y hy vọng, số mệnh này có thể kết thúc bằng một trận chiến. Tần Chính, hắn đã biết số mệnh của mình sẽ như thế, vào thời khắc khi sinh mạng sắp kết thúc, hắn vẫn không cam tâm, so với Tần Viễn Phong, đương nhiên hắn không bằng, điều này đã được chứng minh, nhưng hắn vẫn không muốn thừa nhận, không muốn triệt để nhận thua, cho nên, hắn mới đưa ra thỉnh cầu như vậy, hắn hy vọng con trai của mình có thể đánh một trận với con trai của Tần Viễn Phong, một trận chiến số mệnh, trận chiến này, là nơi hắn gửi gắm kỳ vọng, nếu như Tần Đảng Thiên chiến thắng, ít nhất cũng có thể làm cho hắn cảm thấy được an ủi, con trai của Tần Viễn Phong dù sao cũng không bằng được con trai của hắn, hắn không thua một cách hoàn toàn triệt để. Bất luận là Tần Viễn Phong hay Tần Vấn Thiên, đương nhiên đều hiểu tâm tư của Tần Chính, chỉ thấy Tần Vấn Thiên đi tới trước một bước, nhìn đối phương, điềm nhiên nói, năm đó, ngươi đã không bằng phụ thân ta, nhưng ngươi lại dùng thủ đoạn đê hèn, mượn tay Tần tộc giết phụ thân ta, tới nay, thời gian cuối cùng đã chứng minh tất cả. Ngươi căn bản không xứng để được so sánh với phụ thân ta, lúc sắp chết, ngươi vẫn muốn dùng cách này để mang tới cho thâm tâm của mình niềm an ủi sao, vậy thì ta thành toàn cho ngươi, để cho tia hy vọng tinh thần an ủi cuối cùng của ngươi tan thành mây khói. Lời vừa dứt, ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Đảng Thiên, bạch y phất phới, mái tóc đen tung bay, phong thái tuyệt thế, trong đống đổ nát của Tần tộc, vô số người ngẩng đầu nhìn về người thanh niên tuấn tú vô song khí chất kinh thiên đó, hắn tên là Tần Vấn Thiên. Là hậu nhân của Tần tộc, hiện nay, hắn được xưng tụng là người đứng đầu trong số người trẻ tuổi của Thái Cổ Tiên Vực, là thiên thần tuyệt thế có thiên phú mạnh nhất, cho dù là người được trời lựa chọn Tần Đảng Thiên cũng đều bị hắn đạp xuống dưới chân. Nhưng vị hậu nhân Tần tộc này, đã vì nguyên nhân từ đời cha chú mà đứng ở phía đối lập với Tần tộc. Hành động của Tần Vấn Thiên đương nhiên cũng thể hiện rõ thái độ của hắn, Tần Viễn Phong không ngăn cản, chỉ bình tĩnh quan sát, hắn tin rằng, con trai của mình, không yếu so với bất kỳ ai. Khi chưa có mình ở đây nó đã có thể lớn lên trưởng thành tới ngày hôm nay, vốn dĩ đây đã là một truyền kỳ, hơn nữa, truyền kỳ này sẽ còn tiếp tục được viết tiếp, con trai của hắn, rồi sẽ vượt qua hắn, trở thành sự tồn tại đỉnh cao nhất của Thái Cổ Tiên Vực. Tần Đảng Thiên nhìn thấy hành động của Tần Vấn Thiên, hắn bước ra, đi tới đứng đối diện với Tần Vấn Thiên, trong đôi mắt hắn, không có sự khủng hoảng lo sợ, mà là bình tĩnh và lãnh đạm, trận chiến số mệnh sao, trận chiến này. Hắn sẽ chứng minh tất cả, nếu ta có thể giết chết hắn, ngươi có nhúng tay vào không? Tần Đảng Thiên nhìn Tần Viễn Phong hỏi, có, Tần Viễn Phong trả lời không chút do dự, giọng nói lạnh lùng mà khí phách, trực tiếp đánh thẳng vào tâm lý hy vọng có được tia may mắn của Tần Đảng Thiên. Đương nhiên hắn sẽ nhúng tay vào, đó là con trai hắn, trong tình hình mà chiếm ưu thế tuyệt đối, trong tình huống mà có thể dễ dàng trừ khử tiêu diệt đối phương. Hắn có thể để cho Tần Vấn Thiên và Tần Đảng Thiên chiến một trận với nhau đã là nhân từ rồi, nếu Tần Đảng Thiên thật sự cường đại tới mức có thể giết chết Tần Vấn Thiên, vậy hắn có thể không ra tay sao? Với một sức mạnh tuyệt đối thế này,
không có gì là công bằng cả, Tần tộc năm đó đã giết hắn thế nào, Tần tộc còn đối xử với Tần Vấn Thiên ra sao. Mặc dù ta sẽ nhúng tay vào, nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách giết nó, ngươi không xứng. Tần Viễn Phong bình tĩnh nói, đương nhiên hắn sẽ ra tay, nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là hắn cần phải ra tay. Tần Đản Thiên hỏi, thì hắn cho y một câu trả lời khẳng định rất trực tiếp rất bá đạo, nhưng điều này hoàn toàn không có nghĩa là hắn cho rằng con trai của mình không bằng Tần Đản Thiên. Ta hiểu rồi. Thân hình Tần Đản Thiên lóe lên, bay về phía bầu trời cao, lên tiếng nói, tới đây chiến đấu thôi. Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, dậm chân bước ra, hắn đã nghe phụ mẫu mình nói, Tần Đản Thiên bước chân vào lăng mộ của thần tu hành, hắn cũng muốn biết, Tần Đản Thiên ở trong lăng mộ của thần đã trở nên cường đại tới mức nào. Dường như là sự an bài của số mệnh, Tần Vấn Thiên và Tần Đản Thiên lại một lần nữa đứng ở thế đối lập, hai người bọn họ đứng ngang với nhau, hai người đều tài giỏi kinh thiên như thế, tuyệt thế vô song như thế, chư cường của thái cổ tiên vực không ai không kinh sợ cảm thán. Hai người bọn họ giống như Tần Viễn Phong và Tần Chính trước đây, và sớm hơn nữa là Tần Thiên Cương và Tần Đỉnh, nhưng mà số mệnh khiến bọn họ đứng ở đối diện nhau trong trận chiến duy nhất này. Tinh hồn phóng ra, mang theo đạo Thái Sơ, Tần Đản Thiên vẫn luôn cho rằng đạo của y là đạo cuối cùng nhất có thể đi về hướng chí cường. Đạo Thái Sơ khủng khiếp ấp ủ trong đó thần pháp, phía sau xuất hiện vô tận những ánh sáng diễn hóa, một đạo kiếm ý xuất hiện, trong chớp mắt trời đất sinh ra vô cùng vô tận những kiếm ý, trong tinh không, ánh sáng tinh tú chiếu rọi, bầu trời hóa thành thế giới tinh không, ban ngày biến mất, đây là thế giới tinh tú, đạo Thái Sơ của hắn, dường như đã thay thế các thiên tinh tú, càng ngày càng cường đại rồi. Mọi người lên tiếng, đạo Thái Sơ của hắn, có thể trực tiếp thay đổi biến hóa thành các thiên tinh tú, hòa làm một thể với tinh không, đây là sự tiến hóa của đạo, Tần Đản Thiên để cho đạo của hắn hướng về phía cực hạn của đại đạo. Tần Đản Thiên của ngày hôm nay, tất nhiên cường đại hơn quá nhiều so với hắn của trước kia, lăng mộ của thần, quả nhiên là một nơi kỳ diệu, giống như thiên quật, những di tích thần vương của thái cổ tiên vực này đều có sự năng lực không gì tưởng tượng được, cả thế giới tinh không, hóa thành thần trận đại đạo, Tần Đản Thiên là trung tâm, giống như thần vương của tinh không, chúa tể của chư thiên tinh tú, giết. Tần Đản Thiên chỉ một ngón tay ra, trong phút chốc, trời cao chiếu xuống hàng vạn hàng triệu ánh sáng kiếm quang. Hàng vạn hàng triệu kiếm khí phóng tới giết chóc về phía Tần Vấn Thiên, cảnh tượng đó, rực rỡ tới mức khiến người ta cảm thấy tuyệt đẹp đến kinh sợ, đương nhiên, cũng cường đại tới mức khiến người ta tuyệt vọng, đây là đạo sát phạt hủy diệt tất cả, Thái Sơ kiếm đạo sinh ra hàng vạn hàng triệu kiếm, phá hủy thành cát bụi mọi sự tồn tại, mục tiêu của tất cả kiếm, đều là cơ thể Tần Vấn Thiên, những ánh mắt đổ dồn về phía Tần Vấn Thiên, đòn tấn công như vậy, Tần Vấn Thiên phải ngăn cản bằng cách nào đây? Có điều theo như bọn họ được biết, tinh hồn của Tần Vấn Thiên giống như vô tận vậy, khống chế trong tay các loại đạo pháp, cho dù là Tiểu Tây Thiên cũng không cách nào vây khốn được hắn, hắn đã đánh giết vào Tiểu Tây Thiên, có hai Phật chủ đã chết trong tay hắn, sự cường đại của hắn không có gì để nghi ngờ, hắn của hôm nay, lẽ nào lại yếu hơn trước đây sao? Chỉ thấy xung quanh Tần Vấn Thiên, xuất hiện những vòng xoáy đáng sợ, không gian như bị bẻ cong, đạo pháp cường đại được giải phóng. Hàng vạn hàng triệu kiếm ý trong nháy mắt lao tới giết chóc, sắp sửa nhấn chìm cơ thể hắn, nhưng khi ánh kiếm quang lại gần hắn thì vào thời khắc đó bỗng nhiên bị bẻ cong, không ngờ, giống như bị trục xuất tới một không gian thời gian khác sau đó biến mất không thấy dấu vết. Hàng vạn hàng triệu ánh kiếm quang, kiếm khí vô tận bao vây xung quanh Tần Vấn Thiên, cảnh tượng này quá rực rỡ quá hoành tráng, nhưng không một thanh kiếm nào có thể chạm được vào cơ thể hắn, có thể đâm được vào người hắn. Toàn bộ đều bị bẻ cong qua một vùng thời gian không gian khác, giống như bị hắn trục xuất vậy, không một bóng dáng tung tích, đạo thời không của hắn cũng đã trở nên cường đại hơn nhiều. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì thầm than trong lòng, Tần Đản Thiên đang lớn mạnh, nhưng Tần Vấn Thiên thì nào có không phải vậy đâu, hắn đang tiến sát gần tới tổ phụ của hắn. Trong trận chiến Tần tộc năm đó, Tần Thiên Cương vượt qua không gian thời gian trở về, chính là dựa vào đại thần thông thời không nghịch thiên để lưu đày Tần đỉnh, khiến cho y rơi vào trong không gian thời gian hỗn loạn vô tận, biến mất không còn tông tích bóng dáng, bị trục xuất vĩnh viễn. Đến nay, đạo thời không của Tần Vấn Thiên đã có được một nét phong thái của tổ phụ hắn, đã trục xuất hàng vạn hàng triệu kiếm ý, bẻ cong không gian thời gian, sức mạnh sát phạt vô cùng vô tận kia không cách nào tiến sát được vào hắn, đây là sức mạnh tới mức nào cơ chứ? Điều này khiến tất cả hiểu ra, hiện nay, cho dù là nhân vật đầu sỏ đẳng cấp của Thái Cổ, sợ là cũng khó mà có thể đối phó được với Tần Vấn Thiên, thí dụ nhân vật như Tần Chính, cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn.
Nếu ngươi mạnh hơn so với trước đây, thì mới có tư cách chiến đấu một trận với ta. Tần Đãng Thiên lạnh băng nói, đôi mắt của hắn ngập tràn sự tự tin mãnh liệt, cho dù hôm nay Tần tộc có gặp phải biến cố lớn, cả nhà hắn có thể sẽ gặp phải họa diệt thân, nhưng trong khi chiến đấu, phong thái của hắn vẫn như xưa, tự tin vô song, bởi vì hắn biết sâu sắc rằng ở mình đã có những biến hóa gì xảy ra, biết rằng hắn hiện nay đã cường đại tới mức nào, mặc dù hắn không bằng được Tần Viễn Phong, người nắm trong tay sức mạnh lục đạo, nhưng với Tần Vấn Thiên thì, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn Tần Đãng Thiên, lạnh nhạt nói, bại tướng dưới tay ta trước đây, không ngờ còn nói ra những lời như vậy, ngươi không thấy rằng rất buồn cười sao? Buồn cười. Tần Đãng Thiên mỉa mai, hắn chẳng cảm thấy buồn cười một chút nào cả, lúc này, chỉ thấy một luồng thần uy đáng sợ giáng xuống, phía sau Tần Đãng Thiên, vô tận những tinh không hạ xuống, từng chút tập trung lại, lờ mờ sắp xuất hiện thân ảnh một người hư ảo, được triệu gọi mà sinh ra, thân ảnh này to lớn, uy nghiêm, tuy rằng lờ mờ nhìn không rõ, nhưng dường như vẫn có thể khiến người ta cảm thấy nó mang một phong thái không gì bì nổi. Các cường giả thái cổ tiên vực ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Tần Đãng Thiên của bọn họ lộ ra nét kinh ngạc, đây là, nghĩ tới những lời đồn về lăng mộ của thần, rất nhiều người tim đập loạn xạ, chẳng lẽ, Tần Đãng Thiên thật sự đã được kế thừa từ thần lăng sao? Giáng xuống, Tần Đãng Thiên thốt lên một tiếng, hư ảnh vô cùng uy nghiêm đó sừng sững đứng trong trời xanh, tựa như chủ cả trời đất, giống như hóa thành thần bảo vệ xuất hiện sau lưng Tần Đãng Thiên. Tần Đãng Thiên của thời khắc này giống như nhận được sự che chở của thần vương, thừa kế thần đạo, là một người được trời lựa chọn thật sự, không ai bì nổi. Tần Viễn Phong nhìn thấy cảnh tượng này thì chau mày, quả nhiên, không ngờ hắn đã thật sự có được năng lực nghịch thiên như thế, không ngờ đã mượn cơ thể người thừa kế hậu thế để hiện thân, giáng xuống hạ thế, muốn quay lại cho một trận chiến. Nhưng mà, nếu tất cả đã mất đi, thì nên bụi về với bụi, đất về với đất, tuy rằng từng bảo vệ thần lăng, nhưng nếu di tích đã bị phá, thì sứ mệnh của hắn cũng đã kết thúc, nếu thần vương thật sự quay lại, hắn cũng không sợ một trận chiến. Đương nhiên, hắn không vội ra tay, đây không phải là một sự quay trở lại thật sự, đây là cuộc chiến của con trai hắn và Tần Đãng Thiên, hắn vẫn tin rằng, con trai hắn, Tần Vấn Thiên, nhất định có thể chiến thắng. Ta được xưng tụng là người được trời lựa chọn, vốn nên là số mệnh, mọi thứ xảy ra trong thực tế cũng đều xác thực số mệnh này, chỉ hận là, trong trời đất luôn có một vài những sự tồn tại mang tính chất đối kháng ảnh hưởng tới số mệnh, nhưng kết cục của trận chiến này, đã do số mệnh định sẵn, ngươi thất bại. Tần Đãng Thiên bình tĩnh nói, tự tin của hắn tới từ sự cường đại của hắn, tới từ sự kế thừa của hắn. Các cường giả của Thái Cổ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tinh không trên vòng trời cao đó, trong lòng chấn động sâu sắc, cùng với việc các di tích của thần dần dần được đề cập tới ở Thái Cổ, một vài những lời đồn đại cổ xưa cũng bắt đầu lan truyền trong Thái Cổ. Nghe đồn, trong thần lăng mai táng các thần từ thời viễn cổ, mà người sắp xếp bố trí mọi thứ này lại là một nhân vật cực mạnh, từng là chủ của cả một vực. Thần Vương Hồng Vực, Nguyệt Thần, Ngân Hà Cửu Thiên, Ánh Trăng, thứ sáng nhất trong bầu trời tinh tú, được người trong thế gian xưng tụng là Nguyệt Thần, chính là tín ngưỡng chí cao. Nghe đồn, thời đại đó, sự cường đại của Nguyệt Thần có thể lợi dụng sức mạnh của các thiên tinh tú để sử dụng cho chính mình, thần thuật chí cường giáng xuống trời đất, nghe đồn hắn chỉ còn cách một bước nữa thôi là tới được siêu thoát rồi. Hắn niêm phong bản thân mình trong di tích của thần, chẳng lẽ chính là vì chờ đợi có một ngày có thể một lần nữa trở lại sao? Đó là thần vương ư? Mọi người tập trung nhìn vào thân ảnh vô thượng hư ảo mơ hồ, y có phải là đang mượn cơ thể của người kế thừa để giáng lâm không? Nếu thần vương quay lại trong trận chiến này, vậy Tần Vấn Thiên làm sao có thể chống cự được? Huống hồ, cơ thể mà hắn mượn vốn dĩ đã là người được trời lựa chọn cực kỳ đáng sợ, Tần Đãng Thiên. Cảnh này khiến các cường giả thái cổ dao động, có lẽ Tần Đãng Thiên thật sự có thể chiến thắng thiên kiêu đệ nhất thái cổ hiện nay. Người của Tần tộc khi thấy cảnh tượng này thì cũng rúng động mãnh liệt như vậy. Đây chính là Tần Đãng Thiên, người quay trở lại từ di tích của thần sao. Thảo nào mà gia chủ Tần Chính nói rằng, hiện nay, hắn cũng không thể nào thẳng nổi con trai Tần Đãng Thiên của hắn nữa. Người được trời lựa chọn hiện giờ, đã thật sự có được sự quan tâm của thần vương, có sức mạnh không tưởng tượng nổi. Chỉ tiếc, Tần Vấn Thiên đã tới, không cho hắn có đủ thời gian để trưởng thành lớn mạnh hơn, nếu không Tần tộc chưa chắc đã không thể vượt qua kiếp nạn này, một bước nhảy vọt trở thành thế lực mạnh nhất thái cổ, sánh vai được với Tiểu Tây Thiên. Giống như Tần Đãng Thiên đã nói, số mệnh đã định sẵn hắn là người được trời lựa chọn, nhưng mà trong trời đất luôn tồn tại những nhân tố không thể chống lại, ảnh hưởng tới số phận.
Tần Đản Thiên được kế thừa từ thần vương, nhưng trớ trêu thay, Tần tộc Tần Viễn Phong lại chính là người bảo vệ di tích của thần, lẽ nào, đây không phải mệnh số sao? Hiện nay, những gì bọn họ có thể làm, hình như chỉ có duy nhất một điều đó là thưởng thức trận đấu, Tần tộc, cuộc quyết đấu số phận của hai thiên kiều tuyệt thế mang trên mình đầy ân oán này. Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, nhìn về hư không, vô tận những ánh sáng tinh tú huyễn hoặc hóa thành hư ảnh thần vương, trên vòng trời cao, ánh tinh quang sáng ngời nhất chói lọi nhất đó hóa thành đôi mắt của Nguyệt Thần. Tương truyền, ở thời cổ đại, mắt Nguyệt Thần có sức mạnh hủy diệt tiêu tan mọi thứ, hiện nay, xuất hiện trên cơ thể của Tần Đản Thiên, thì sẽ mạnh tới mức nào? Tần Vấn Thiên đi về phía bầu trời tinh tú, trên người hắn, cuồn cuộn tuôn trào một thần uy cường đại tới cực điểm, gió bão thời gian tập trung quanh người hắn, chỉ thấy hắn đưa tay ra vung lên, trong khoảnh khắc, có kiếm ý thời không có thể xé rách tất cả xuyên qua không gian, trực tiếp xuất hiện quanh người Tần Đản Thiên, hóa thành kiếm đạo chặt đứt thời không, ánh kiếm quang kinh người phóng ra trong bầu trời tinh tú, cực kỳ cường đại. Sau lưng Tần Đản Thiên, hư ảnh khổng lồ kia bay lên trời, bầu trời tinh tú vô tận diễn tiến biến hóa, sinh ra một mặt trăng siêu cường, giống như thần trận, ánh sáng bao trùm cơ thể Tần Đản Thiên, khi kiếm đạo thời không đó tấn công tới, không ngờ bị làm cho tan biến, hóa thành hư vô, như thể chưa từng xuất hiện. Ánh sáng đó, giống như nắm giữ uy lực diệt đạo, có thể tiêu diệt mọi sức mạnh thiên đạo, hệt như thần uy chí cao, chúa tể của tất cả. Tần Vấn Thiên nhíu mày, tiếp tục thử tấn công bằng những đạo pháp khác nhau, nhưng mà Tần Đản Thiên dưới sự bảo vệ của hư ảnh đó, Nguyệt Thần trận hủy diệt các loại đạo pháp, hàng vạn thần thuật đều không cách nào động được tới người Tần Đản Thiên. Mọi thiên đạo tấn công đều như thể mất đi sức mạnh công kích vậy. Diệt đạo, mọi người kêu lên thán phục, đây là sức mạnh của thần vương sao, quá cường đại rồi, được truyền lại trên cơ thể của Tần Đản Thiên, không ngờ có thể mượn cơ thể hắn để giải phóng ra loại năng lực này, thật sự là không thể tương tượng được, thủ đoạn của thần vương, trời đất khó đoán. Nếu cho ta thêm chút thời gian nữa, phụ thân Tần Viễn Phong của ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, huống gì là ngươi. Giọng nói Tần Đản Thiên ngạo nghễ. Cho dù đây có thể là trận chiến cuối cùng của hắn, nhưng hắn vẫn sẽ không mất đi sự kiêu ngạo của mình, đây là trận chiến thuộc về hắn sẽ tỏa sáng chói lọi trong trận chiến này. Hắn có sự tự tin tới cực điểm rằng, bởi vì sự kế thừa của hắn, sự kế thừa của thần vương, thì dù có là Tần Viễn Phong đi nữa chẳng qua cũng chỉ là người bảo vệ kế thừa mà thôi. Mượn sức mạnh của người xưa như vậy, không hiểu sự kiêu ngạo của ngươi từ đâu mà tới, nếu chỉ là ngươi, căn bản đến tư cách làm đối thủ của ta cũng không có. Tần Vấn Thiên bình tĩnh nói, bồng bềnh trong bầu trời tinh tú, mắt hắn nhìn Tần Đản Thiên nói, ra tay đi, để cho ta xem cái gọi là sức mạnh kế thừa thần vương, mạnh tới chừng nào. Thần vương cổ xưa hắn chưa từng gặp, hiện nay, trên thế gian này nếu vẫn còn tồn tại thần vương cổ xưa thì có lẽ chỉ có một vị, đó chính là nhân vật của Tiểu Tây Thiên kia, sự tồn tại của người này, sẽ là đại địch của hắn, bởi vì, hắn muốn thật sự cảm nhận một chút xem sức mạnh của thần vương cổ cường đại tới mức nào, phụ thân của hắn, còn cả lão điên, liệu đã tới tầng bậc này chưa? Nếu như chưa tới, thì khoảng cách là bao xa? Nực cười, lẽ nào thành tựu ngày hôm nay của ngươi, không dựa vào sự truyền lại của người khác, nếu trên người ta thì đương nhiên là sức mạnh thuộc về ta. Tần Đản Thiên lạnh lùng đáp trả, trong lòng không chút lay động, y nhìn Tần Vấn Thiên, thốt lên một tiếng, mắt Nguyệt Thần, cùng với đạo âm thanh này, trong bầu trời tinh tú vô tận, hư ảnh uy nghiêm to lớn vô cùng đó, đôi mắt của Nguyệt chói lòa tới cực điểm đó phóng ra hai đạo ánh sáng này nhấn chìm mọi thứ, trong chớp mắt, cơ thể Tần Vấn Thiên bị bao trùm vào trong ánh sáng ấy, khoảnh khắc ấy, Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy bản thân mình đến một thế giới khác, thế giới của mắt Nguyệt Thần, ở trong này, hắn dường như mất đi mọi sức mạnh, tựa như một người phàm, trước mặt hắn, một vị thần cực kỳ to lớn vĩ đại đang đứng. Giống như sự tồn tại của một thần vương, chỉ là ánh mắt liếc nhìn hắn là muốn hắn phải cúi đầu xưng thần, phủ phục trên mặt đất, quỳ xuống. Một âm thanh thần linh truyền tới, chấn động âm vang trong đầu Tần Vấn Thiên, khiến trong hắn nảy sinh một xúc cảm muốn quỳ xuống bái lạy, ý chí của hắn, chịu sự tác động cực lớn. Khẽ nhíu mày, Tần Vấn Thiên kiên định nhìn về phía thân ảnh đằng trước, hắn cũng là thiên thần, cho dù có là thần vương thật sự về đây, cũng không có tư cách bắt hắn quỳ xuống, hắn không quỳ. Kinh nhờn thần vương, giọng nói lạnh như băng vang lên, cùng với giọng nói đó, một thần binh tuyệt thế xuyên tới, giống như binh khí của thần vương, tàn sát mọi thứ, không ai có thể ngăn cản, Tần Vấn Thiên giải phóng uy lực thiên đạo của mình để chống lại, gió bão không gian sinh ra, muốn loại bỏ trục xuất thần binh này, nhưng mà,
khi thần binh đó xuyên tới, đạo của hắn đã trực tiếp bị tiêu diệt, yếu ớt tới độ không chịu nổi một đòn, thần binh xuyên qua, đâm vào cơ thể hắn, một cơn đau mãnh liệt lan ra, Tần Vấn Thiên cúi đầu nhìn ngực mình, thần binh xuyên thủng cơ thể hắn, máu tươi chảy phun ra, đây là sức mạnh gì? Tần Vấn Thiên thầm nghĩ, dưới sự bao trùm của sức mạnh mắt nguyệt thần, hắn giống như một người phàm, không chịu nổi một đòn, dễ dàng bị đâm xuyên cơ thể, nếu là như vậy, làm sao hắn có thể chiến đấu một trận với Tần Đản Thiên? Đòn tấn công của hắn không khiến đối thủ lung lay, phòng ngự của hắn lại không có tác dụng gì, vậy thì còn chiến đấu thế nào được đây? Huyễn thuật, Tần Vấn Thiên mở miệng nói đạo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tinh tú, đây là sức mạnh thiên đạo huyễn thuật, mắt nguyệt thần, một cái liếc mắt đưa hắn vào trong thiên đạo huyễn thuật, ảnh hưởng tới hắn, trong huyễn cảnh, sức mạnh của hắn bị bào mòn tới cùng cực, sức mạnh thiên đạo như thể không chịu nổi dù chỉ một đòn, hệt như một phàm phu tục tử, đối mặt với thiên thần. Căn bản không có sức lực để phản kháng, chỉ có đường chết, ý chí của hắn cường đại, muốn vùng vẫy thoát ra khỏi huyễn thuật, nhưng mà hắn lại phát hiện, huyễn thuật nghịch thiên này, không hề có sự khác biệt với hiện thực, không có kẽ hở. Đạo huyễn thuật nghịch thiên thật sự, huyễn tức là thật, thật cũng là huyễn, hiện thực và huyễn thuật là một thể, mượn tinh không thành đạo, hóa huyễn thuật chí cường, mắt nguyệt thần cường đại tới mức nào, e là chỉ có người của thời đại đó mới có thể biết được. Ngươi làm sao để đấu với ta? Lúc này, có âm thanh truyền tới, Tần Vấn Thiên nhìn về phía trước, dưới ánh trăng, một đạo thân ảnh tuyệt thế xuất hiện, đó chính là thân ảnh của Tần Đản Thiên, hắn của lúc này, giống như một thần vương thật sự, là thần vương mượn thân hắn quay lại để chiến đấu một trận, hay là hắn hóa thân thành thần vương? Giết! Âm thanh lạnh lẽo vang lên, lại một đạo thần binh tuyệt thế xuyên qua mọi thứ phóng tới, sắc mặt Tần Vấn Thiên lạnh như băng, nói, thời không bất động, xung quanh thời gian không gian giống như dừng lại, nhưng khi thần binh tuyệt thế đó xuyên tới, đạo bất động thời không bị phá hủy, thần binh đó lại một lần nữa giáng xuống, xuyên qua cơ thể hắn, không có bất kỳ sức mạnh nào có thể chống lại được, ngực hắn lại một lần nữa bị đâm xuyên qua, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ bộ đồ, cực kỳ thê thảm. Cuộc chiến đấu như vậy, giống như là cuộc chiến mà cơ bản không có bất cứ điều gì phải băn khoăn, chỉ cần Tần Vấn Thiên không phá được đạo này, thì hắn không thể chiến thắng được Tần Đản Thiên. Lúc này bên ngoài huyễn đạo, bọn người Tần Vấn Thiên cũng đang ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trong hư không, nhìn cơ thể Tần Vấn Thiên bị đâm xuyên vào, máu tươi chảy ra xối xả. Ca ca, đôi mắt đẹp của Lạc Thần Lệ lắng động, rất lo lắng, cho dù Lạc Thần Thiên Tuyết cũng rất lo lắng nhìn về phía trời cao, chỉ duy nhất sắc mặt Tần Viễn Phong vẫn bình tĩnh như trước giờ, hắn hiểu hơn cả về những truyền thuyết từ thời cổ đại, hắn biết sự đáng sợ của đạo Nguyệt Thần, ở thời đại đó. Mắt Nguyệt Thần, một cái nhìn có thể bao trùm cả thế gian cả chúng sinh, khiến tất cả mọi người đều rơi vào trong huyễn thuật chí cường không cách gì thoát ra được, hắn có thể mượn các thiên tinh tú hóa thành Mắt Nguyệt Thần, một khi đã khởi phát thần thuật này, người trong thế gian, đều không cách nào trốn thoát. Hiện nay, Tần Đản Thiên kế thừa năng lực của hắn, đương nhiên cường đại, nhưng muốn được sánh vai với thần vương tuyệt thế của thời cổ đại đó, hiển nhiên là không thể rồi, hắn không ra tay. Đây là thứ mà Tần Vấn Thiên buộc phải trải qua, tương lai của y, có thể sẽ phải đối mặt với cường giả thiên thần thật sự, thần vương mượn cơ thể Tần Đản Thiên quay lại trong trận chiến này, điều này đối với Tần Vấn Thiên mà nói, là một loại thách thức mà y cần phải chinh phục, con đường phía trước còn dài, nếu muốn hỏi trời xanh ai quyết định sự thăng trầm của cuộc đời, vậy thì hắn phải làm được những việc mà người khác không cách nào làm được, bí mật thiên quật con trai hắn còn phá giải được, hắn tin rằng, con trai hắn Tần Vấn Thiên, sẽ là kẻ siêu thoát khỏi số mệnh, vượt lên khỏi cửu thiên, dãy dụa, không có ích gì đâu. Trên vòng trời cao, Tần Đản Thiên giống như đã hóa thân thần vương, không gì sánh nổi, đôi mắt y nhìn chăm chăm vào Tần Vấn Thiên, lạnh lùng nói, chỉ cần cơ thể ngươi ở trong mảnh không gian thời gian trời đất này, thì vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi sự tấn công của đạo pháp của ta, ngươi đã bại rồi, ta, mới là người được trời lựa chọn, là thái cổ đệ nhất, đạo pháp tấn công của ngươi. Tần Vấn Thiên nhìn thân ảnh trong hư không, nói, đây thật sự là đạo pháp của ngươi sao? Đây là đạo pháp của thần vương, Tần Đản Thiên chẳng qua chỉ là người thừa kế, hơn nữa loại thừa kế này, sợ rằng Tần Đản Thiên không tiêu hóa nổi, đây đã không còn là sự truyền lại thông thường nữa rồi, mà là mượn cơ thể của hắn để quay lại chiến đấu một trận, mặc dù Tần Vấn Thiên không biết như vậy sẽ có hậu quả gì, nhưng cho dù hôm nay Tần Đản Thiên không chết, thì rồi cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Nguyệt thần đã an bài sắp xếp qua bao nhiêu, đã mai táng chính mình trong thần lăng,
làm gì có chuyện chẳng qua chỉ đơn giản là tìm một truyền nhân như thế. Hiện nay, đây là sức mạnh thuộc về ta, đương nhiên là đạo pháp của ta. Tần Đãng Thiên ngạo nghễ đáp lại, nói, Tần Vấn Thiên, ngươi đã không xứng là đối thủ của ta rồi, đi chết đi. Lời vừa dứt, trong trời đất sinh ra vô số thần binh tuyệt thế, tất cả đều lao tới giết chóc về phía Tần Vấn Thiên. Dưới bầu trời, vô số người nhìn lên trận đấu trên vòng trời cao, nguy cơ mà Tần Vấn Thiên gặp phải, Tần Viễn Phong, hắn sẽ ra tay không? Nhưng mà lúc này, chỉ thấy Tần Vấn Thiên nhắm mắt lại, tốc độ dòng chảy thời gian xung quanh hắn dường như đã thay đổi, thời gian đã trôi rất chậm. Ngươi nói đúng, chỉ cần cơ thể ta còn ở trong mảnh không gian thời gian này, thì không cách nào thoát ra khỏi huyễn thuật này, là huyễn đạo thời không, hơn nữa còn mượn sức mạnh tinh tú của trời cao để giáng xuống, nếu muốn phá đạo này, trừ phi ta không còn ở trong mảnh thời gian không gian này nữa. Tần Vấn Thiên nói, dưới bầu trời này, nơi bầu trời tinh không bao phủ này, bất kêu là mảnh thời không nào đều như thế cả thôi. Giọng nói Tần Đãng Thiên thật lãnh lẽo, thần binh tuyệt thế lao tới sát phạt, muốn đoạt mạng Tần Vấn Thiên. Ngươi nói đúng, nhưng mà, thế gian này, làm gì có đạo pháp vô địch, huyễn đạo có mạnh tới đâu, thì rốt cuộc cũng chỉ là mượn các thiên tinh tú để mà phát huy mà thôi. Tần Vấn Thiên bình tĩnh nói, lời vừa dứt, tinh môn thứ 9 trong đầu hắn phóng ra ánh sáng chói lòa, thời khắc này, chỉ thấy từng đạo ánh sáng tinh tú từ trên cửu thiên rọi xuống, trong phút chốc, Tần Vấn Thiên tắm mình trong tinh không vô tận, sáng rực chói rạng tới tận cùng. Đây, mọi người nhìn thấy cảnh này thì tim đập điên cuồng, ngân hà cửu thiên, vô tận ánh tinh quang chiếu xuống, đến từ các tinh tú vũ mệnh khác nhau, dường như sức mạnh của tinh tú cửu thiên hắn đều có thể sử dụng, chiếu sáng cơ thể hắn, thắp sáng mảnh hư không mà hắn đang ở trong, chói lọi tựa ban ngày rực rỡ. Cùng với vô tận những ánh tinh quang hạ xuống, thì sức mạnh đạo pháp chiếu hình xuống từ bầu trời tinh tú kia dường như cũng đang từng chút một suy yếu đi. Màn đêm che phủ bầu trời đang dần dần tản mát, thần sắc Tần Đãng Thiên thay đổi, nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ kinh ngạc không tưởng, làm sao có thể thế này chứ? Tần Vấn Thiên, làm sao hắn có thể phá giải được mắt Nguyệt Thần, mượn sức mạnh các thiên tinh tú? Ở phía dưới, rất nhiều cường giả rúng động, mắt Nguyệt Thần, vốn dĩ là mượn sức mạnh bầu trời tinh tú hóa thành huyễn cảnh thời không chiếu hình xuống, khiến cho cả thế gian đều chìm đắm trong huyễn cảnh. Tần Vấn Thiên, hắn lại liên kết với các thiên tinh tú, khiến cho ánh sáng của các thiên tinh tú giáng xuống người hắn. Đương nhiên rồi, huyễn thuật, không cần phải đánh cũng tự phá, không có phương pháp phá giải nào mà hoàn mỹ hơn phương pháp này. Nhưng mà Tần Vấn Thiên có thể mượn sức mạnh của các thiên tinh tú, vậy thì có phải thật sự giống như trong tin đồn kia không? Rằng là hắn có thể liên kết với bất kỳ một tinh tú vũ mệnh nào trên cửu thiên. Hắn khi ở trong thiên quật, rốt cuộc đã được kế thừa năng lực đáng sợ như thế nào? Phu thê Tần Chính thấy vậy thì sắc mặt khó coi vô cùng, phá rồi, mắt Nguyệt Thần cường đại, sự kế thừa tới từ Nguyệt Thần không ngờ bị phá giải rồi. Ngươi ở trong thiên quật rốt cuộc đã đạt được năng lực gì? Tần Đãng Thiên nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên nói, Tần Vấn Thiên không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không mượn sức mạnh của thần vương. Thiên đạo thái sơ của người, liệu có thể chiến một trận với ta? Phía sau Tần Đãng Thiên, vẫn có hư ảnh của thần vương, nơi đó có một đôi mắt đáng sợ, nhưng mà, đã không còn sức uy hiếp cường đại trước đây nữa rồi, đã không còn một cái nhìn là có thể đưa Tần Vấn Thiên nhập vào trong huyễn cảnh nghịch thiên nữa rồi. Thái sơ tinh hồn giải phóng ra, điên cuồng tiến hóa biến đổi, trong khoảnh khắc, thái sơ tinh hồn xuất hiện từng đôi mắt, mỗi một đôi mắt chính là một sức mạnh diễn hóa nghịch thiên của thái sơ tinh hồn. Như nơi bắt đầu của vạn đạo, có thể diễn tiến sinh ra đạo mạnh nhất hoàng mỹ nhất, tuy rằng mắt Nguyệt Thần đã bị phá, nhưng Tần Đãng Thiên không phải là kẻ không có sức mạnh chiến đấu. Từng đôi mắt đáng sợ đó nhìn về phía Tần Vấn Thiên, muốn niêm phong cứng ngắc cơ thể hắn, khiến hắn một lần nữa rơi vào trong huyễn pháp thời không. Nhưng phía trước Tần Vấn Thiên, đột nhiên nổi lên một cơn gió táp đáng sợ, xiết nát vụn mọi thứ, thời không trước mặt hắn đều bị nghiền nát, đến ta ra tay rồi. Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Đãng Thiên, trong phút chốc, đôi mắt đáng sợ đó giống như có thể khiến mọi thứ của thế gian đều rơi vào trong. Tần Đãng Thiên chỉ cảm thấy thời không xung quanh mình bắt đầu hỗn loạn, hắn nhìn thấy cơ thể Tần Vấn Thiên dường như đang bị bẻ cong, cực kỳ đáng sợ. Đứng trước mắt Nguyệt Thần mà Tần Đãng Thiên phóng ra, Tần Vấn Thiên đã thi triển thành tựu siêu phàm mà hắn đạt được trong đạo thời không của hắn, so với trước kia thì cường đại hơn quá nhiều, hắn đã có được năng lực trục xuất. Có thể dùng đạo đưa những đòn tấn công của đối phương trục xuất vào một thời không khác, mà lúc này, mỗi bước hắn đi ra, thời không cũng dường như đang uốn cong. Không chỉ như vậy, Tần Đãng Thiên cũng cảm thấy được, thời không xung quanh mình cũng đang bị bẻ cong.
gió bão thời không nổi lên, dường như muốn tận diệt mọi thứ, sắc mắt Tần Đãng Thiên trở nên khó coi vô cùng, đạo thái sơ diễn tiến hóa thành bão táp thời không, hai cơn bão táp lớn đụng độ nhau, nhưng chỉ khiến cho mảnh thời không đó càng thêm hỗn loạn, hắn cảm thấy thời không xung quanh bản thân mình đã rơi vào hỗn loạn, dần dần không còn khống chế được nữa. Ông, thân hình Tần Đãng Thiên lóe sáng, tựa như một tia chớp muốn lao ra ngoài, nhưng lại thấy lúc này, hắn chỉ nhìn thấy một tàn ảnh, một kiếm chặt đứt thời không, không gian bẻ cong đó muốn xé nát vụn cơ thể của hắn, chớp mắt, cơ thể Tần Đãng Thiên lùi về sau, hắn nhìn thấy Tần Vấn Thiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cản trở hắn xông ra ngoài, ta sẽ khiến cho ngươi hủy diệt trong mảnh thời không này. Tần Vấn Thiên bình tĩnh nói, toát ra vẻ tự tin không gì sánh được, nói rõ với Tần Đãng Thiên, hắn sẽ giết đối phương trong cơn bão táp thời không này. Sắc mặt Tần Đãng Thiên khó coi vô cùng, hắn lại một lần nữa lao về một hướng khác, nhưng con người Tần Vấn Thiên tựa như tàn ảnh, vượt ngang không gian giáng xuống, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Tần Đãng Thiên, một đòn đánh giết, tiếng nổ lớn vang lên cả trời đất, thời không giống như muốn vỡ vụn, cơ thể Tần Đãng Thiên bị chấn động bật trở lại, còn phạm vi của mảnh không gian thời gian bị bẻ cong đó càng trở lên to lớn hơn, không ngừng bao bọc lấy cơ thể của Tần Đãng Thiên vào bên trong nó, muốn từng chút một cắn, nuốt chửng y. Tiếp sau đó, Tần Đãng Thiên không ngừng thử đột phá vòng phong tỏa, nhưng lần nào cũng thất bại, không ngừng bị Tần Vấn Thiên ngăn cản quay trở lại, gió bão thời không trên trời cao càng lúc càng đáng sợ, tựa như một cái miệng lớn đỏ máu, muốn chôn cất mai táng hoàn toàn Tần Đãng Thiên trong đó. Đãng Nhi, Tần Chính hét lớn, đôi mắt hắn lộ ra vẻ lo lắng, thần sắc Tần Chính cũng xanh đen đi, tốc độ mà Tần Vấn Thiên đang phát huy trên bầu trời cao kia, đã cường đại tới mức này rồi sao, nếu tiếp tục như vậy, rồi cuối cùng cũng có một ngày, y sẽ lĩnh ngộ được đạo thời không cuối cùng. A, à, một đạo âm thanh thảm thiết phát ra, gió bão thời không kinh người bẻ cong không gian, xé nát vụn một cánh tay của Tần Đãng Thiên, máu tươi chảy ra ròng ròng, Tần Chính phẫn nộ gào lên, bước chân tới, cất bước về phía chiến trường, nhưng một bàn tay lớn xuất hiện, hóa thành sức mạnh lục đạo, tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, cơ thể Tần Chính bị chấn động bắn ngược lại, Tần Viễn Phong lạnh lùng liếc nhìn y, trận chiến của hai người, bất kỳ một người nào có nguy cơ nguy hiểm tới tính mạng, thì bậc làm cha đều không thể không ra tay, nhưng mà, hắn có ra tay được không? Hắn căn bản không phải là đối thủ của Tần Viễn Phong, Tần Vấn Thiên, tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên, còn kèm theo những tiếng gào thét phẫn nộ, cơn gió bão thời không kinh người đó đã cường đại tới mức đủ để tiêu diệt Tần Đãng Thiên. Hôm nay, người được trời chọn, sẽ dùng mạng mình để mai táng Tần tộc sao? Người của Tần tộc, đều cảm thấy một nỗi bi ai sâu sắc, các cường giả thái cổ, chứng kiến mọi việc, bọn họ đều cảm thấy một luồng áp lực đè nén. Cả nhà Tần Vấn Thiên đều cường thế như vậy, từ nay về sau, ở thái cổ lại xuất hiện một thế lực đỉnh cao khác, vượt lên trên hẳn các thế lực đỉnh cấp khác. Hử, đúng vào lúc này, chỉ thấy Tần Viễn Phong nhíu mày, sau đó từ nơi xa dường như có một làn sương mù màu đen khủng khiếp lao vọt tới, bầu trời giống như bị mở ra một con đường thời không, có một đạo ánh sáng hắc ám không gì sánh được từ thiên ngoại xuyên qua không gian thời gian rọi xuống, chiếu bóng xuống, rọi lên trên chiến trường. Khi đạo ánh sáng kia chiếu rọi lên gió bão thời không, cơn gió bão thời không cường đại đó đã từng chút bị hủy diệt, cuối cùng tiêu tán không còn bóng dáng, cơ thể Tần Đãng Thiên xuất hiện, nhưng lại cực kỳ thảm hại. Tần Vấn Thiên nhíu mày, ngẩng đần nhìn con đường thời không đó, trong con đường thời không có một đạo ánh trăng hắc ám, trong ánh trăng này có đạo ý đáng sợ phóng ra, có thể hủy diệt mọi thứ đạo pháp trên thế gian. Tần Vấn Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV cảm giác, sức mạnh như vậy, có chút tương tự với uy lực diệt đạo mà trước đó Tần Đãng Thiên đã giải phóng ra, chỉ có điều là, còn cường đại hơn, là ngươi. Tần Viễn Phong nhìn vào con đường thời không đó, giọng nói uy nghiêm mà lạnh lùng. Nguyệt Trường Không, Tần Vấn Thiên lạnh lùng lên tiếng, đám sương mù đen đó, đương nhiên hắn nhận ra, là sức mạnh của Nguyệt Trường Không. Con đường hắc ám đáng sợ trực tiếp hạ xuống ngay trên người của Tần Đãng Thiên, sương mù đen bao bọc lấy cơ thể của hắn, một đạo thanh âm vượt qua thời không truyền tới, Tần Đãng Thiên, kế thừa thần vương mà ngươi có được hoàn toàn chưa hoàn chỉnh, hiện nay, Tần tộc đã được định sẵn rồi sẽ không còn tồn tại nữa, ngươi muốn báo thù thì hãy để cho sự kế thừa đó được quy về một mối đi. Tần Đãng Thiên ngẩng đầu, nhìn mảnh trăng hắc ám lạnh lẽo u tịch, đây là một bán nguyệt khác, cộng thêm với bán nguyệt được kế thừa trên người hắn, vậy thì sẽ hội tụ lại để thành sự kế thừa nguyệt thần hoàn chỉnh. Hơn nữa, lĩnh ngộ của Nguyệt Trường Không đối với đạo của nguyệt thần, hình như đã vượt trước hắn. Tần Đãng Thiên liếc nhìn phụ mẫu của mình,
rồi lại lạnh lùng nhìn Tần Vấn Thiên, trong đôi mắt hắn là ngọn lửa thù hận cháy rực, giống như lời Nguyệt Trường không nói, Tần tộc sẽ bị hủy diệt, phụ mẫu của hắn có thể sẽ chết, còn hắn chọn cái chết, hay là chọn một con đường báo thù khác, được, ta thành toàn cho ngươi, Tần Đãng Thiên lạnh lùng nói, không tiếp tục kháng cự lại sự thôn tính gặm nhấm của đám sương mù đen kia nữa, trong phút chốc, một sức mạnh hắc ám đáng sợ chiếm đoạt mọi thứ trên cơ thể hắn, giống như một cái miệng cắn nuốt vậy, linh hồn của hắn bị kéo bay ra, bị nuốt vào trong đám mây đen hắc ám, sau đó bị kẹp lấy mà cuốn đi, đi về phía con đường thời không kia. Đãng Nhi, phu thê Tần Chính nhìn thấy cảnh này la lớn, chỉ thấy hư ảnh đã phiêu diêu bay đi đó nhìn về phía bọn họ, mở miệng nói, phụ thân, mẫu thân, con chắc chắn sẽ quay lại báo thù. Không, thê tử của Tần Chính thét lên một tiếng chói tai, đám sương đen đó cuốn lấy linh hồn của Tần Đãng Thiên, biến mất trong con đường hắc ám. Tần Viễn Phong nhìn cảnh đó thì nhíu mày, hắn biết đó là người nào, cũng chính là người tà tu đã bước vào lăng mộ của thần đó, người này có thủ đoạn cực tà ác, hôm đó muốn nuốt cả thần lăng, nhưng mà, Nguyệt Thần lại không muốn bị hắn nuốt, mà chọn Nguyệt Trường không làm một nửa kế thừa còn lại, nhưng hiện nay, xem ra đến cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi được bị hắn đoạt được kế thừa Nguyệt Thần hoàn chỉnh. Tần Viễn Phong bước ra, không ngờ lại đi về phía con đường thời không hắc ám đó, sau đó, giơ nắm đấm lên, tấn công về phía con đường thời không, khoảnh khắc này, một con bão táp kinh người lao theo con đường thời không, hóa thành nắm đấm lục đạo, thắt nghiền nghiến nát mọi thứ, con đường thời không không ngừng rung lên, tiếng nổ lớn mãnh liệt không ngừng truyền ra, ở đầu kia của con đường thời không, một tiếng kêu hậm hực vang lên, sau đó là âm thanh của một nụ cười tà ác, người giữ lăng mộ, đợi đó, phụ tử nhà ngươi, rồi cũng sẽ là chất dinh dưỡng của ta, giọng nói tà ác đó vang vọng khắp trời đất. Con đường thời không rung chuyển rồi khép lại, những dòng không khí cuồng loạn dần dần dịu lại, cuối cùng, mọi thứ dường như đã hạ màn, cơ thể Tần Đãng Thiên rơi xuống từ hư không, được Tần Chính đón lấy, đã từ lâu không còn chút khí tức sinh mệnh nào, người được trời chọn, rớt, các cường giả thái cổ ngẩng đầu, đây là trận chiến vượt qua thời đại, người được trời lựa chọn Tần Đãng Thiên trở lại từ thần lăng, người được kế thừa là hắn, không gì sánh được, ngạo nghễ vô song, nhưng đến cuối cùng thì hắn vẫn bại rồi. Giống như lời của Tần Vấn Thiên, đó dù sao cũng chỉ là sức mạnh kế thừa, thậm chí còn không thuộc về bản thân Tần Đãng Thiên, nó càng giống như thể thần vương quay lại chiến đấu một trận, đạo thái sơ của bản thân hắn ở trước mặt Tần Vấn Thiên vẫn cứ yếu ớt như trước thôi, bởi thế khi mắt Nguyệt Thân bị phá giải, Tần Đãng Thiên không còn cách nào để có thể tiếp tục chống lại Tần Vấn Thiên, chiến bại, sau đó, bị Nguyệt Trường không mang đi, người được trời chọn đã bỏ mạng, Tần tộc sẽ diệt vong. Còn hai cha con Tần Viễn Phong và Tần Vấn Thiên, càng như những sự tồn tại chói lòa nổi bật bậc nhất của thời đại này, sẽ không còn có ai có thể ngăn được ánh hào quang của bọn họ, hoặc có thể, hiện nay, những nhân vật tồn tại mà có thể kháng cự lại được với bọn họ, thì chỉ còn có Tiểu Tây Thiên và cả kẻ tu hành tà ác thần bí Nguyệt Trường không. Đến hiện tại, người của Thái Cổ Tiên Vực làm sao có thể không hiểu rằng, Nguyệt Trường không này căn bản đã không còn là Nguyệt Trường không trước đây, nhìn thân ảnh biến mất trong hư không. Chân mày Tần Viễn Phong vẫn tiếp tục nhíu chặt, sự tồn tại của Nguyệt Trường không này sẽ là một sự phiền toái không nhỏ. Ánh mắt quay qua nhìn phu thê Tần Chính, phu thê Tần Chính cũng nhìn hắn, thần lắc lạnh lùng, tỏa ra ngọn lửa của sự thù hận, nhưng nội tâm của Tần Viễn Phong không một chút lung lay, thù hận sao? Bọn họ, có tư cách gì mà nhìn hắn bằng ánh mắt thù hận? Nếu so với tất cả những gì mà bọn họ đã làm với cả nhà hắn, thì chút đó có đáng là gì? Ánh sáng lấp lóe. Chỉ thấy cây kích phán xử bay ra, hạ xuống trên hư không, sau đó, không ngờ lại đổi hướng, chỉ thẳng vào bản thân Tần Chính. Mọi thứ, đều kết thúc, ngẩng đầu, nhìn về hư không, Tần Chính than thở, trời xanh diệt ta, không phải lỗi của ta, quả thật tạo hóa trêu người. Một đời của hắn, để có ngày hôm nay, đã phải bỏ ra biết bao nhiêu, nhưng nay, mọi thứ đã hóa thành cát bụi, truyền kỳ một đời của hắn, cuối cùng đã đi tới điểm cuối. Kích phán xử phóng ra vô tận những ánh sáng rực rỡ, giống như ánh sáng rực rỡ cuối cùng, rung động trong hư không, kêu lên bong bong. Thời khắc tiếp theo, kích phán xử hóa thành một đạo ánh sáng, bay về phía Tần Chính, tựa như chớp giật, xuyên qua cơ thể Tần Chính, thân thể hắn rung rẩy rung lên kịch liệt, ngửa đầu nhìn về Tần Viễn Phong nói, Viễn Phong, ta quả thật không bằng ngươi. Lời vừa dứt, một quy lực giáng xuống, nổ ầm trên người hắn, trong khoảnh khắc, ánh sáng thần phạt vô tận lan tỏa khắp người hắn. Cùng giải phóng với sức mạnh phán xử, phá hủy xác thịt, hủy diệt linh hồn, cơ thể hắn dần dần hư ảo,
như thể lúc nào cũng có thể tiêu tan biến mất vậy. Trước khi chết, cuối cùng hắn cũng thừa nhận, không bằng Tần Viễn Phong, bất luận là bản thân hắn hay là con cái của hắn. Đã từng, hắn hao tổn tâm cơ, đến cuối cùng đã hạ được Tần Viễn Phong, trở thành người đứng đầu Tần tộc, nhưng mà tính toán hết thảy mọi đường ấy thế nhưng tới cuối cùng, mọi thứ hóa hư không, hơn nữa, còn ngã xuống càng thảm hơn, cả nhà hắn, đều bị tiêu diệt, không còn thể nào tồn tại trên đời. Thê tử của hắn nhìn thấy cảnh này, nơi khóe mắt, hai hàng lệ chảy xuống, chỉ thấy nàng ta ôm lấy cơ thể Tần Chính, cũng có uy lực đạo pháp đáng sợ phóng ra, phản ngược lại lên người nàng, đạo muốn hủy diệt chính mình, hủy diệt cơ thể chính mình, cùng với Tần Chính bước xuống hoàng tuyền. Cuộc đời này, bọn họ đã từng huy hoàng, đã từng vinh quang, hiện nay, mọi thứ đã kết thúc, Tần Viễn Phong trở lại báo thù, con trai bị giết, bọn họ không còn bất kỳ hy vọng nào, chỉ cầu được chết. Đây, chính là số mệnh, bất luận bọn họ từng huy hoàng thế nào, cường đại ra sao, nhưng lúc này, chẳng có gì khác so với người bình thường. Các cường giả của Thái Cổ nhìn thân ảnh dần dần trở nên hư ảo của bọn họ, trong lòng thầm dấy lên nỗi bi thương, ở trên đỉnh cao thì làm sao chứ, nếu không thể bước lên vị trí chí cao vô thượng thì tới cuối cùng cũng chỉ một nắm đất chôn vùi trong thế gian thôi, ai có thể siêu thoát khỏi sinh tử. Tiêu Diêu tự tại trong thế gian không chịu bất kỳ sự trói buộc từ kẻ nào, chỉ có siêu thoát cửu thiên, từ xưa tới nay, đã từng có ai làm được chưa, hoặc cũng có lẽ là có, trong lòng bọn họ nghĩ như vậy. Người của Tần tộc càng cảm thấy bi thương hơn, gia chủ của bọn họ, Tần Chính, tự sát mà chết, mẹ của Tần tộc cũng đi cùng, thiên thần Tần tộc, tất cả đều đã bỏ mạng, không còn sót lại một ai. Đây chính là cái giá mà bọn họ phải trả cho những sai lầm bọn họ mắc phải, cái giá này thê thảm quá, đau xót quá, sai lầm năm đó phạm phải quá lớn, không thể tha thứ. Các thiên thần của Tần tộc bắt tay nhau cùng chôn vùi một vị thiên kiều kiệt xuất nhất của Tần tộc, thậm chí cướp đoạt thân thể hắn, tàn nhẫn tới mức nào. Đến nay, Tần Viễn Phong quay lại báo thù, bọn họ thật sự có thể oán hận Tần Viễn Phong sao? Dựa vào cái gì mà oán hận? Cuối cùng, cơ thể phu thê Tần Chính tiêu tán, hóa thành cát bụi trong gió, một đời gia chủ Tần tộc và mẹ của Tần tộc đã bị hủy diệt như thế, tự sát phía trên bầu trời Tần tộc để tạ tội. Mối thù hận này, đã chấm một dấu chấm hết. Tần Viễn Phong nhìn hai người bọn họ tan biến, trong lòng hắn cũng không có quá nhiều niềm khoái cảm của sự phục thù, rất bình thản. Giống như đã làm một việc mình nên làm, hắn không bị thù hận ảnh hưởng nữa, nhưng đã là thù hận, đương nhiên phải trả thôi, hiện nay, mọi thứ, cuối cùng cũng có thể coi như đã kết thúc. Ngẩng đầu nhìn về nơi xa, Tần Viễn Phong nhìn những người của Tần tộc, chỉ thấy có cường giả Tần tộc quỳ xuống đất nói, Tần tộc đã trả giá cho sai phạm năm đó, Tần Chính đền tội, thiên thần Tần tộc đã tận diệt, ân oán năm đó, sao không chấm dứt tại đây, bản thân người vốn là thiên kiêu của Tần tộc, hiện nay, cũng xin người quay lại, chấp chưởng Tần tộc, thiên thần của Tần tộc đều đã bị tận diệt, nếu không có thiên thần trấn thủ, cho dù là Tần Viễn Phong chỉ đến đây là dừng lại, Tần tộc vẫn tồn tại cái tên trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế đã diệt vong, một thế lực cầm đầu mà không có lấy một thiên thần, thì chỉ có thể bị người khác khinh thường, kết cục cuối cùng sẽ rất thê thảm. Lời vừa dứt, không ít người trong Tần tộc quỳ xuống nói, xin quay lại, chấp chưởng Tần tộc, nếu Tần Viễn Phong quay lại, Tần tộc vẫn còn là Tần tộc, giống như Tần Viễn Phong đã nói vậy, một nhà của hắn, có thể là một tộc. Tần Viễn Phong nhìn từng đạo thân ảnh đó, và cả những âm thanh đang vang lên quay lại chấp chưởng Tần tộc, tâm hắn như mặt nước phẳng lặng, thần sắc vẫn bình thản như không. Đã từng, các thiên thần Tần tộc muốn giết ta, Tần tộc thuận thế mà làm, không người nào đứng ra, hôm nay, Tần Chính đền tội, lại thuận thế muốn ta chấp chưởng Tần tộc, tất cả những thứ này, chẳng qua chỉ sáu chữ mà thôi. Được làm vua thua làm giặc, Tần Viễn Phong bình thản nói, thâm tâm tất cả chấn động, quả thực, tất cả mọi thứ này, chẳng qua chỉ gói gọn trong sáu chữ, được làm vua thua làm giặc, kẻ thắng làm vua, cường giả Tần tộc, thuận thế mà làm, không có gì là đúng sai cả, được làm vua thua làm giặc, nếu ở một quốc gia, cũng có lẽ chẳng là gì cả, nhưng ở trong một gia tộc, không tránh khỏi có vẻ quá vô tình, một gia tộc như vậy, còn có ý nghĩa gì để tồn tại đây, Tần Viễn Phong lại cảm thán. Bởi vì một lời nói của hắn, khiến cho thâm tâm của những người trong Tần tộc lại một lần nữa căng thẳng rối loạn. Giải tán đi, niệm tình huyết mạch đồng tộc, ta tha cho các ngươi, nhưng từ nay về sau, Tần tộc không còn tồn tại nữa. Tần Viễn Phong phất tay nói, lời nói của hắn vừa chấm dứt, giơ tay lên phất, lập tức có sức mạnh siêu cường giáng xuống từng tòa kiến trúc có tính tượng trưng của Tần tộc, uy lực thiên đạo giáng xuống,
Những tòa kiến trúc nối tiếp nhau đổ sụp hủy diệt, hoàn toàn tan vỡ sụp đổ trước mặt tất cả người đời. Quay đầu lại, nhìn từng tòa kiến trúc của Tần tộc sụp xuống, hóa thành cát bụi, người của Tần tộc cảm thấy một nỗi buồn mang mắt dâng lên, bọn họ hiểu, đối với Tần tộc, lòng Tần Viễn Phong đã chết từ lâu, từ nay về sau, thời đại thuộc về Tần tộc đã qua rồi. Vô số người trong Tần tộc có một cảm giác buồn mất mát hụt hẫng sinh ra trong lòng mình, kết thúc rồi, mọi thứ kết thúc rồi, đã từng, bọn họ là người của Tần tộc, đã vinh quang tới mức vô thượng, nhưng sau ngày hôm nay, Thái Cổ đã không còn Tần tộc nữa, người trong thế gian sẽ chỉ biết tới tên của Tần Viễn Phong và Tần Vấn Thiên, tên của bọn họ, sẽ đại diện cho Tần tộc tương lai. Đã từng, vô số lần ta tưởng tượng đến ngày mình về lại nơi đây, hủy diệt Tần tộc, thay phụ thân người báo mối thù năm xưa, không ngờ tới nay, phụ thân người đích thân trở về, chấm dứt cuộc ân oán này. Tần Vấn Thiên đứng bên cạnh Tần Viễn Phong, khẽ nói, hắn cũng có rất nhiều thứ cảm xúc, Tần Chính chết rồi, người được trời chọn, Tần Đảng Thiên, e là cũng đã kết thúc rồi, cho dù ta không trở về, cũng sẽ có một ngày con đứng ở đây, kết cục, sẽ chẳng có gì khác. Tần Viễn Phong nhìn con trai của mình, bình tĩnh nói, tương lai của Thái Cổ, cuối cùng cũng sẽ thuộc về con, chúng ta tạm thời trở về đi đã. Được, Tần Vấn Thiên gật đầu, ánh mắt của hắn quét nhìn một lượt xuống phía dưới. Những cường giả Thái Cổ đó cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đôi mắt Tần Vấn Thiên, thâm tâm từng người trong bọn họ rúng động, từ trong đôi mắt của Tần Vấn Thiên bọn họ có thể nhìn thấy được sát ý lạnh lẽo của hắn. Tần tộc bị tiêu diệt, tiếp theo đây, e là sẽ tới lượt bọn họ. Hiện nay, với sự cường đại của Tần Viễn Phong và Tần Vấn Thiên, bọn họ chỉ giống như những con sơn dương đang chờ bị làm thịt, hoàn toàn không thể trốn thoát được. Lúc này Tần Vấn Thiên không ra tay, cũng có thể chỉ là bởi vì người của bọn họ còn chưa tới đông đủ mà thôi. Bọn họ không ai cho rằng, Tần Vấn Thiên vì lòng nhân từ mà tha cho bọn họ. Phải nhớ rằng không lâu trước đây, bọn họ đã từng xông tới chém giết trong thiên quật. Món nợ này, Tần Vấn Thiên nhất định sẽ đòi lại. Tần Vấn Thiên dắt theo các thiên thần quay trở về. Trên đường trở về, Tần Viễn Phong lên tiếng nói, con phải cẩn thận người đó. Hắn và Tần Đảng Thiên đã từng cùng vào thần lăng, theo như ta suy đoán. Hắn có lẽ là do một vị thần vương cổ xưa nào đó chuyển thế. Nguyệt Trường không sao. Tần Vấn Thiên hỏi với ánh mắt lạnh lùng. Thật không ngờ, ở thời đại này, còn có thể gặp được thần vương khác nhau. Thần vương từng mở ra tám vực Thái Cổ. Nếu như bọn họ theo đuổi con đường chí thượng, hoặc là ngã xuống hoặc là không cam tâm, muốn trở lại, thần lăng, chính là do Nguyệt Thân sắp đặt. Hắn đã sắp đặt qua vô số năm tháng rồi, chính là đợi ngày trở về thôi. Con không thấy Tần Đảng Thiên không giống như thể đã kế thừa sức mạnh của hắn, mà càng giống như thể bị sức mạnh thần vương bám lên người sao, hắn lựa chọn Tần Đảng Thiên chứ không phải kẻ tà tu kia, sợ là vì Tần Đảng Thiên dễ khống chế hơn, có thể giúp hắn quay lại, nhưng tiếc thay, màn sắp đặt bao nhiêu năm tháng đó, đến cuối cùng lại thành ra trồng cây cho kẻ khác hái quả. Tần Viễn Phong chậm rãi nói, nhìn xa xăm về phía trời cao, nói, thần vương lần lượt trở lại xuất hiện tại thế gian, giống như thể đặt một dấu chấm hết cho thời đại này, từ đó, mở ra một thời đại mới khác. Cho tới tận lúc bây giờ, những nhân vật thần vương trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc với hắn có 5 người rồi. Trong thời thượng cổ, 8 thiên thần chí cường của Thái Cổ Tiên Vực đã sáng tạo khai phá ra 8 vực, mỗi người thống lĩnh một phương, được phong làm thần vương, thiên quật là được kế thừa tới thần vương Hy. Năm xưa trong giới thiên thời gian huyền vực, hắn từng gặp thần vương thời gian, đã ban cho hắn đạo thời gian. Giúp hắn lĩnh ngộ đạo thời gian, sau đó hắn và Tiểu Tây Thiên bùng phát xung đột, được biết Tiểu Tây Thiên là một vị thần vương, tới nay vẫn còn sống. Cộng thêm vào đó là hiện nay, lăng mộ của thần thì lại do một vị thần vương bố trí sắp xếp, và kể cả tiền thân kiếp trước của Nguyệt Trường Không, 8 đại thần vương của Bắc Vực thì đã có tới 5 vị xuất hiện. Điều này cực kỳ không bình thường, giống như thể có ý nghĩa vượt thời đại, giống như Tần Viễn Phong đã nói, hoặc là có di tích để hiện thân hoặc là chuyển thế trở về. Là để đặt một dấu chấm chết cho thời đại của bọn họ. Vậy thì, tân thời đại chuẩn bị ra đời này, sẽ do ai nắm toàn bộ quyền hành? Tần tộc bị hủy diệt, thiên thần tất thảy đều bỏ mạng, phu thê gia chủ Tần Chính tự sát mà chết, Tần Đảng Thiên bị Nguyệt Trường Không nuốt gọn. Tin tức này chỉ trong chớp mắt cuộn tung cả Thái Cổ Tiên Vực, Thái Cổ chấn động, lại một thế lực cầm đầu đã bị xóa sổ. Thiên vực Tần tộc, một gia tộc mạnh tới mức nào, bị tiêu diệt trong một sớm một chiều, nghe nói. Sau trận chiến đó, Tần tộc giải tán, chia ly tan tác, mỗi mạch tách rời mà đi, trong nội bộ còn xảy ra không ít xung đột, hoặc là vì phân chia tài sản không được đồng đều, lại không có một nhân vật mạnh mẽ có đủ sức uy hiếp các cường giả. Tên tuổi Tần Viễn Phong vang vọng khắp Thái Cổ, đã từng,
hắn bị Tần tộc vứt bỏ, ngày nay, hắn trở về và chôn vùi Tần tộc, một truyền kỳ tới mức nào đây chứ, giống như một cuốn sử thi vậy. Hắn nắm giữ sức mạnh lục đạo, coi thường thiên đạo, một người có thể chiến đấu với các thiên thần của Tần tộc, Tần Chính, không chịu nổi một đòn. Có người nói, thực lực của Tần Viễn Phong thậm chí có thể sánh với tử thần, người đời bàn tán, Tần Viễn Phong và tám đại thần vương thời thượng cổ, ai mạnh ai yếu. Cùng với sự diệt vong của Tần tộc, bí mật thần lăng cũng đã lộ ra, đó là do thần vương từ thời thượng cổ, Nguyệt thần sắp đặt, mượn cơ thể Tần Đản Thiên để quay lại chiến đấu một trận, cường đại không gì bì nổi, suýt chút nữa đã diệt Tần Vấn Thiên, nhưng mà, Tần Vấn Thiên, kẻ được xưng tụng là đệ nhất thiên kiêu của Thái cổ hiện nay, dựa vào năng lực nghịch thiên của mình liên kết với vô tận các tinh tú, phá giải được mắt Nguyệt thần, vẫn có thể đánh bại được Tần Đản Thiên. Tần Viễn Phong và Tần Vấn Thiên, hai cha con, có thể chiến với cả thiên hạ, bọn họ đã bộc lộ ánh hào quang rực rỡ chói lòa, cả Thái cổ phải kêu lên thán phục. Bởi sự xuất hiện của Nguyệt thần, bàn luận của người đời đối với tám đại thần vương thời thượng cổ cũng bắt đầu nhiều hơn lên, rất nhiều người đã tìm những điển tích cổ xưa, mở xem những truyền thuyết còn lưu giữ lại đôi chút về tám đại thần vương, biết được một số sự tích của tám thần vương. Trong số tám đại thần vương, có một người vô cùng tà ác đáng sợ, hắn từng muốn dùng sinh mệnh của chúng sinh để hoàn thành cho đạo của mình, tàn nhẫn hết sức, thần vương cô. Cuộc đời của thần vương rất truyền kỳ, nghe nói cực ít người biết được tên của hắn, bởi vì hắn là một đứa trẻ mồ côi cô độc, vì thế mà mới có tên như vậy. Theo ghi chép có hạn trong các sách cổ, thân thế của thần vương cực kỳ thê thảm, bởi thế mới dẫn tới việc hắn căm hận chúng sinh, coi mạng người như cỏ rác, không hề quan tâm tới tính mạng của người khác. Hắn vô cùng tàn nhẫn, đã từng thống trị hoàng vực, tất cả mọi người trong vùng vực đó đều sợ hãi hắn. Thần vương cô có hàng nghìn hàng vạn hóa thân, thậm chí có thể nói rằng hắn là một sự tồn tại bất tử, còn có thể gặm nuốt thâu tóm sức mạnh của người khác, hóa thân thành người khác. Hắn tu hành tà đạo, đã bước lên một con đường không thể quay lại. Những lời đồn ấy, dường như có chút gì đó rất trùng hợp với vị cường giả nào đó trong thời đại này, người đó, chính là Nguyệt Trường Không. Thêm vào đó là hiện nay những lời đồn liên quan tới Nguyệt Trường Không càng lúc càng nhiều, người trong thế gian đều biết hắn là kẻ tu hành chuyển thế. Vì vậy, có rất nhiều người đồn đoán, Nguyệt Trường Không chính là chuyển thế của thần vương hoàng vực, một trong tám đại thần vương. Lúc này, Nguyệt Trường Không đang ở trong một vùng núi hoang tàn vắng vẻ không một bóng người, vùng núi rộng lớn vô biên này bị một đám mây đen bao trùm, đè nén tới bây giờ nên không còn một chút khí tức sinh mệnh nào cả. Những động vật giả thú chạy nhảy đầy sức sống nơi đây đều đã chết hết, bị bỏ mạng hết trong đám sương mù màu đen này. Ở trung tâm của đám sương mù đen, Nguyệt Trường Không đang ngồi xếp bằng, xung quanh, xuất hiện từng khuôn mặt, trong đó, có một khuôn mặt, bất ngờ lại là của Tần Đản Thiên. Ngươi còn muốn giữ hắn tới khi nào? Khóe miệng Nguyệt Trường Không phát ra một giọng nói lạnh lẽo, chỉ thấy hắn hơi chút nhếch miệng lên, để lộ một nụ cười mang dáng vẻ tà dị quỷ mị. Ta biết ngươi có chút không cam tâm. Đã sắp đặt biết bao nhiêu năm tháng rồi, vốn dĩ có thể xuất hiện lại nơi thái cổ này, nhưng lại bị ta giam hãm, đến nay cam tâm để cho ta tinh luyện, nhưng mà, thời đại đã khác rồi, thời đại thuộc về ngươi thực sự cũng đã qua. Người nhìn người thanh niên trẻ tuổi chiến đấu với Tần Đản Thiên, còn cả phụ thân của hắn, và cũng chính là người giữ lăng của ngươi, cường đại không? Bọn họ, mới là nhân vật chính của thời đại này, ngươi và ta muốn khống chế nắm giữ trong tay thời đại này, thì nhất định phải hòa làm một thể, tìm lại vinh quang huy hoàng năm xưa. Nguyệt Trường Không tiếp tục lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự mê hoặc. Rốt cuộc ngươi đang nói với ai? Tần Đản Thiên nhìn chằm chằm vào Nguyệt Trường Không, lạnh lùng hỏi. Ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Nguyệt Trường Không liếc xéo Tần Đản Thiên, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi đã chiến đấu với Tần Vấn Thiên bằng năng lực của bản thân mình sao? Đó là người có thể đánh bại ta đó, ngươi, cái gọi là được trời lựa chọn, căn bản không xứng trở thành đối thủ của hắn, không có sức mạnh của hắn, đạo của ngươi vô dụng không chịu nổi một đòn. Hiện nay, phụ mẫu của ngươi đều đã tự sát mà chết, tộc nhân của ngươi đã chia năm xẻ bảy, tốt nhất trong lòng ngươi đừng nên tồn tại bất kỳ mộng tưởng nào. Khuôn mặt Tần Đản Thiên vặn vọ méo mó, cực kỳ khó coi, giống như thể vẫn còn có tư duy vậy. Ngươi xem đi, tim của hắn đã tan vỡ từ lâu, hà cớ gì còn muốn mượn hắn để mà kháng cự ta, ngươi cũng biết. Nếu như ta cứ muốn nuốt ngươi thì không phải là không làm được, nhưng ta không hy vọng như thế, ngươi biết ta muốn điều gì, ta muốn sức mạnh hoàn chỉnh của ngươi, ta cần đạo của ngươi, cũng giống như đối với hắn vậy, truyền lại đạo lên người ta. Đôi mắt Nguyệt Trường Không lóe lên ánh nhìn tà ác đáng sợ, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn,
ngươi và ta hợp tác, dẹp bằng thái cổ, ngươi và ta xưng hùng, nếu không thuận theo, từ nay, ngươi hoàn toàn biến mất. Giọng nói của Nguyệt Trường không càng lạnh giá hơn, sau lưng hắn, xuất hiện một vòng ánh sáng bán nguyệt, chói lọi rực rỡ không gì sánh được, chiếu rọi lên đỉnh đầu Tần Đản Thiên. Đến đây, hãy cho ta đạo hoàn chỉnh, hãy dung hợp ta và ngươi một cách hoàn mỹ, hãy tác thành cho thần vương mới, thời đại này sắp thuộc về chúng ta. Nguyệt Trường không tiếp tục dụ dỗ mê hoặc, khuôn mặt của Tần Đản Thiên dần dần bay về phía bán nguyệt đó, một vòng ánh sáng chói lòa phóng ra, mơ hồ hóa thành một bán nguyệt khác, hoàn toàn khớp với bán nguyệt còn lại trên đầu Nguyệt Trường không. Tại sao lại như vậy? Khuôn mặt Tần Đản Thiên điên cuồng vặn vẹo, vì sao lúc này hắn không khống chế được chính mình, giống như có một sức mạnh trong U Minh đang điều khiển mọi thứ. Trong thần lăng, hóa đạo mà tồn tại, Nguyệt Thần, truyền kỳ của ngươi và ta mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Nụ cười trên khuôn mặt Nguyệt Trường không càng lúc càng tà ác, cùng với sự dung hòa của hai nửa bán nguyệt, một đạo ánh sáng trăng chói lọi không gì sánh bằng phóng ra, trong khoảnh khắc, vùng trời này hóa thành bầu trời đêm, vô tận những đám sương mù màu đen tản ra, mặt trăng tròn xuất hiện, dường như xuất hiện một đạo thân ảnh uy nghiêm vô song, tựa như, thần của Nguyệt. Cuối cùng, kết thúc rồi, Nguyệt Trường không thốt lên một âm thanh cực kỳ tà ác, mọi thứ của thái cổ, cuối cùng sẽ do hắn đặt dấu chấm hết, thằng ở tiểu Tây Thiên kia, hiện nay không biết có thực lực mạnh tới cỡ nào rồi. Tần Thiên Thần Tông, đám người Tần Vấn Thiên trở về, Tần tộc bị diệt vong, coi như cũng giải quyết xong một tâm nguyện, nhưng mà cuộc phân tranh nơi thái cổ còn chưa kết thúc, Tần Vấn Thiên biết, hắn vẫn còn hai kẻ địch lớn, Nguyệt Trường không, đó là kẻ hắn phải giết, cái chết của Tiểu Diệp, hắn sẽ không quên. Nhưng mà, phụ thân nói rằng Nguyệt Trường không có khả năng là chuyển thế của thần vương, hắn còn nuốt cả Nguyệt Thần, đương nhiên đã cường đại hơn rồi, sớm muộn cũng sẽ khôi phục lại được tu vi đỉnh cao của hắn. Trên thực tế, trong trận đánh lần trước Tần Vấn Thiên đã hiểu, Nguyệt Trường không hiện nay, từ lâu đã không còn là Nguyệt Trường không trước đó rồi. Một kẻ địch khác, chính là Tiểu Tây Thiên, nơi vùng đất Phật Môn vì cái thiện, lại tàn nhẫn vô đạo, là kẻ đầu sỏ đứng đằng sau trong cái chết của Tiểu Diệp, tương tự thế, cũng là kẻ đứng sau thúc đẩy trong đợt các cường giả thái cổ tấn công thiên quật, bọn họ suýt chút nữa đã mai táng bản thân ở Tiểu Tây Thiên, trở thành một Phật chuyển sinh ở một kiếp khác, một khi đối phương thành công, thì chính mình sẽ bị tiêu diệt, ở thiên quật, nếu không phải là phụ mẫu kịp tới, hậu quả sẽ ra sao, hắn không dám nghĩ tiếp, cho dù là hôm nay. Hắn vẫn sẽ không quên tiếng tạm biệt của Khuynh Thành và Thanh Nhi vang vọng trong đầu hắn. Hai kẻ địch này, cường đại hơn rất nhiều so với Tần tộc, thực lực hiện nay của hắn, sợ rằng còn kém xa, cho dù là phụ thân, đều chưa chắc đã có thể đối phó được, đó mới là thần vương thật sự. Lúc này, phụ tử Tiểu Tây Thiên đang ngồi cạnh nhau, Tần Vấn Thiên hỏi, phụ thân, đạo của Nguyệt Thần, có hai loại mạnh nhất, một là mắt Nguyệt Thần, có thể mượn sức mạnh các thiên, một cái nhìn của huyễn đạo thời không. Một loại khác nữa, là pháp diệt đạo, có thể hủy diệt mọi đạo pháp trên thế gian, hai cái này nếu kết hợp lại, không gì là không thể tiêu diệt, hôm đó trong trận chiến với Tần Đản Thiên, cũng có thể chỉ là một chút sức mạnh của Nguyệt Thần mà thôi, đã khiến con suýt chút nữa rơi vào trong đó rồi, hơn nữa sức mạnh diệt đạo của Nguyệt Trường không còn chưa đủ mạnh, nếu giả như tương lai mà đụng phải hình thái cuối cùng của Nguyệt Thần, thì phải là một đạo như thế nào mới có khả năng chống lại đây? Tần Viễn Phong lắc đầu nói. Đạo pháp trên thế gian vô tận, không tới tầng cấp đó, không ai có thể biết cực hạn của đạo pháp cường đại tới đâu, con không cần phải suy nghĩ làm sao có thể lĩnh ngộ được một đạo nhất định nào đó, mà hãy thuận theo tâm cảnh của con, hãy lĩnh hội cảm nhận được đạo của riêng mình con có trong tay ưu thế độc nhất trong trời đất, có thể liên kết với vô tận các tinh tú, lại còn có khả năng vô hạn, bất cứ đạo nào, đều có thể được sinh ra trên người con phải tin bản thân mình có thể mở ra một con đường khai sáng. Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu, trận chiến ở Tần tộc, mặc dù hắn đã chiến thắng Nguyệt Trường không, nhưng vẫn có cảm giác khá sâu sắc rằng, sức mạnh của Nguyệt Thần thật quá bá đạo. Tiểu Tây Thiên, Phật Pháp hàng nghìn hàng vạn, tự xưng có thiên biến đạo Pháp, vạn biến thần thông, thần vương của Tiểu Tây Thiên mặc dù từng bị trọng thương, nhưng sau bao năm đã tu hành hồi phục lại, nhưng hiện nay, kẻ luôn giấu mình trong bóng tối là y đó, hắn cường đại tới cỡ nào, đạo của y, đáng sợ tới mức nào. Những điều này đều mang tới cho hắn một áp lực không hề nhỏ. Sư huynh, lúc này, một âm thanh vang lên, chỉ thấy Quân Mộng Trần đi về phía bên này. Mộng Trần, Tần Vấn Thiên cười nói, sư huynh, đã tập hợp đủ tất cả mọi người, phía bên Lôi tộc cũng đã theo dõi rồi. Quân Mộng Trần nói, được, ta lập tức tới. Mắt Tần Vấn Thiên lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo, người của Tần Thiên Thần Tông nói,
Trước đây Lôi tộc tấn công Tần Thiên Thần Tông, có thể nói rằng là rất tích cực, vô cùng tích cực. Người đầu tiên nhảy ra chính là thiên thần của Tuyết tộc, các đệ tử của thần tông hắn đã chết trong bi tráng. Ta qua đó đợi ngươi. Thân hình Quân Mộng Trần lóe lên, Tần Viễn Phong nhìn theo bóng dáng Quân Mộng Trần, cười nói, Vấn Thiên, người sư đệ này của con không tầm thường. Địa vực, một trong tám vực của Thái Cổ, Lôi tộc ở trong vực này. Năm đó, các cường giả Thái Cổ tấn công vào thiên quật, cường giả của Lôi tộc nhảy múa tưng bừng vui vẻ nhất, bá đạo ngang ngược, hoành hành không chút e ngại, giết người của thần tông. Nhưng tới nay, cường giả của Lôi tộc lại lo lắng trùng trùng, hồi đầu, những kẻ nào nhảy múa càng nhiều càng mạnh, thì giờ e là nỗi khủng hoảng hoảng sợ càng mãnh liệt hơn. Tần tộc, tấm gương trước mặt, đã bị hủy diệt, một thế lực đỉnh cao cường đại của thiên vực, đã trở thành lịch sử, kẻ thì chết, người thì ly tán, thiên thần bị tận diệt. Từ sau khi tần tộc bị diệt vong, cường giả của Lôi tộc lại càng không có ngày nào là không sống trong lo sợ, bọn họ kinh hoàng cho tương lai, tộc trưởng của tần tộc tới tiểu Tây Thiên của vũ vực, nhưng mà cuộc nói chuyện không thành công, tộc trưởng Lôi tộc trở về thì chửi ầm lên rằng tiểu Tây Thiên bị ổi đê tiện, không ngờ lại ném đá xuống giếng, còn như khi ở tiểu Tây Thiên hắn và các Phật của tiểu Tây Thiên nói gì, thì người của Lôi tộc hoàn toàn không được biết, thiên thần của Lôi tộc cũng từng bàn luận, có nên tạm tránh khỏi sóng gió một thời gian không, nhưng mà, Lôi tộc mênh mông rộng lớn, nhân khẩu lên tới hàng vạn hàng triệu, cho dù có muốn trốn thoát thân thì cũng làm sao trốn. Mục tiêu quá lớn, cơ bản không thể trốn khỏi được, trừ phi giải tán cả tộc, biến tất cả thành con số không, thiên thần trốn đi lánh nạn, nhưng như vậy, những thiên thần đó của Lôi tộc lại có chút không cam lòng, tu hành tới thiên thần cảnh giới, người khác còn chưa tới, mà đã làm chó mất nhà, vậy còn ra cái gì? Rốt cuộc, Lôi tộc vẫn lựa chọn chờ đợi, đồng thời, một trận chiến. Lôi tộc, với tiềm lực tích tụ trải qua bao nhiêu năm tháng, không hẳn đã không có đủ sức để đánh một trận. Tuy nói rằng đã có sự chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng khi Tần Vấn Thiên thống lĩnh đoàn quân thiên thần hùng hậu tiến đến, thì các cường giả của Lôi tộc vẫn cảm thấy chấn động, trong lòng có một luồng cảm xúc sợ hãi dâng lên. Trong pháo đài Lôi thần to lớn uy nghiêm, vô số người hướng cặp mắt lên nhìn đoàn quân thiên thần trên vòng trời cao, đây chính là sức mạnh của thiên quật, không ngờ lại có nhiều nhân vật thiên thần đến vậy. Thái cổ tiên vực, ai xứng để được sánh vai cùng cơ chứ? E rằng, duy chỉ có mình tiểu Tây Thiên, thế lực thiên quật, một bước nhảy vọt trở thành thế lực cầm đầu trong thái cổ tiên vực, vượt lên trên mọi thế lực đỉnh cao khác. Tộc trưởng Lôi tộc đứng dưới bầu trời, ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào khung trời cao vút, thần niệm của y càng quét khắp nơi, trong lòng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Tần Vấn Thiên thống lĩnh đoàn quân thiên thần tới đây, Tần Viễn Phong hắn không tới. Tần Viễn Phong mới là một nhân vật khiến người ta cảm thấy khiếp sợ thật sự, sự cường đại của hắn thì các nhân vật thiên thần không thể nào chiến thắng được, cho dù là gia chủ của Tần tộc, Tần Chính, đứng trước mặt hắn cũng không chịu nổi một đòn, các thiên thần của Tần tộc liên kết với nhau cũng bị quét sạch, bị hủy diệt hoàn toàn, hắn tựa như thần vương, thiên thần như những con kiến bé nhỏ, cũng may, hôm nay hắn không tới, nếu không thì Lôi tộc, sợ là thật sự không có hy vọng gì. Tần Vấn Thiên, tộc trưởng Lôi tộc lên tiếng, những việc làm của ta ngày trước quả thật có chỗ đắc tội với ngươi, nhưng mà đó là đại thế, không phải chỉ có mình tộc của ta, hôm nay ở đây, ta nguyện tạ lỗi vì những việc làm trước kia của mình, nếu ngươi muốn bồi thường gì, đều có thể được hết, từ nay Lôi tộc và thiên quật, hai bên không liên quan tới nhau, ân oán xóa bỏ, thế nào? Tần Vấn Thiên đứng trên bầu trời cao, nhìn xuống những bóng người phía dưới, thần sắc của hắn toát lên vẻ lãnh đạm lạnh lùng, lại là mấy lời nói buồn cười kiểu vậy cơ đấy, vì sao người trong thế gian lúc nào cũng như vậy? Khi đắc ý thì ngông cuồng, khi thế không bằng người thì lại muốn xin lỗi, một gạch xóa hết mọi thứ, nếu mọi chuyện trong thế gian có thể giải quyết một cách đơn giản như vậy, thì còn có hai chữ thù hận hay sao? Ta giết người của ngươi, đợi tới khi thế lực của người vượt qua hơn ta, thì ta xin lỗi một cái, thế là xong. Ta nghe nói, Lôi tộc khi đánh giết vào trong Tần Thiên Thần Tông của ta thì uy phong khắp chốn, khí phách bá đạo tuyệt luân, uy phong hồi đó nay đâu rồi? Tần Vấn Thiên cười nói, nhưng mà trong nụ cười của hắn lại mang vẻ mỉa mai dễu cợt, từ khóe mắt hắn, sát niệm lạnh băng lóe lên, nếu tha cho Lôi tộc, vậy thì đệ tử của Tần Thiên Thần Tông bỏ mạng vô nghĩa sao? Bọn họ mang trong mình bầu nhiệt huyết nóng bỏng, đã bỏ mạng vì Thần Tông, nếu không báo mối thù này, vậy Tông chủ là hắn làm sao mà xứng với Thần Tông? Trước đây tuy rằng Lôi tộc ta có đắc tội, nhưng chẳng qua chỉ là giết vài đệ tử của Tần Thiên Thần Tông mà thôi, Lôi tộc ta nguyện trả giá. Đâu cần thiết phải cố bắt ép nhau như thế, tộc trưởng Lôi tộc tỏ ra yếu mềm,
chỉ là giết vài đệ tử của thần tông. Mắt Tần Vấn Thiên càng lạnh lùng hơn, hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, lạnh lẽo nói, mạng của ngươi cũng không bằng một người đệ tử thần tông, hôm nay, chết. Lời vừa dứt, trên người Tần Vấn Thiên phóng ra một luồng sát khí mãnh liệt, uy lực thiên đạo được giải phóng, trong phút chốc bầu trời bị thần uy ngạt thở đó bao trùm, Tần Vấn Thiên bước ra một bước, tựa như thần vương, cao cao tại thượng, thần uy cuồn cuộn khắp cả Lôi tộc rộng lớn mênh mông. Tộc trưởng Lôi tộc nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, ánh mắt rất khó coi, nếu Tần Vấn Thiên đã không muốn bỏ qua cho Lôi tộc, vậy thì chỉ còn có thể chiến đấu một trận thôi. Trước đó không lâu, trong trận chiến ở Tần tộc, Tần Vấn Thiên đã đánh bại Tần Đản Thiên, người được kế thừa Nguyệt Thần, ở Tiểu Tây Thiên, hắn đã giết nhân quả Phật bằng khí thế mạnh mẽ của mình, khiến cho chuyển sinh Phật chủ phải bỏ mạng, có thể thấy thực lực của Tần Vấn Thiên đã vượt lên trên đầu rất nhiều các nhân vật ở những thế lực đứng đầu đỉnh cấp, nhưng cho dù như thế, Lôi tộc của hắn cũng hoàn toàn không phải là không có sức mạnh để đánh một trận. Thiên Thần tộc, tộc đã được truyền từ bao nhiêu đời nay, có tiềm lực khá thâm hậu. Tần Vấn Thiên chỉ thấy tộc trưởng Lôi tộc lùi bước lại sau, hắn phất tay, trong phút chốc, ở phía dưới Lôi tộc, đột nhiên phóng ra vô tận những ánh sáng sấm sét, cả Lôi tộc, giống như trong chớp mắt đã sản sinh ra thần trận sấm sét, ánh sáng sấm sét đáng sợ khủng khiếp không gì sánh bằng cuộn nổi lên, khiến cho bầu trời cao phát ra những tiếng sấm to lớn kịch liệt, ánh sáng sấm sét màu tím bao phủ cả bầu trời, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả khu vực to lớn vô tận, cả vũ trụ trời cao giống như đã hóa thành thế giới sấm sét. Mọi người cúi đầu nhìn về phía Lôi tộc mênh mông rộng lớn, cả Lôi tộc đều đang tỏa ra ánh sáng vô cùng chói lòa rực rỡ, toát lên đạo ý hủy diệt chí cường, giống như đại trận diệt thần, mà ở trung tâm của đại trận đó, có một thần binh siêu cường xuất hiện ngay nơi ấy, chính là mồi dẫn cho trận đạo siêu cường đó. Ngoài ra, khắp bốn phương tám hướng thuộc Lôi tộc, có tám thần binh, mỗi một thần binh cũng hết sức đáng sợ, đến nay đều đã hóa thành một phần của thần trận, không cần tưởng tượng cũng biết quy lực của trận này đáng sợ tới mức nào. Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, trận này tuy rằng lấy Lôi tộc làm cơ sở, nhưng sức mạnh hủy diệt thật sự lại ở trên bầu trời cao, trong hư không vô tận, nơi trời cao mênh mông, hóa thân thành thế giới sấm sét hủy diệt, ở trên vòng trời cao ấy, xuất hiện tầng tầng những thần chù y cự trống. Hiển nhiên, Lôi tộc đã sớm có sự chuẩn bị từ đầu, chỉ đợi bọn họ tự tới đây thôi. Thiên Thần tộc cường đại, làm sao có thể dễ dàng ngồi chờ cái chết đến được chứ? Cẩn thận! Tần Vấn Thiên cảm nhận được uy lực của trận pháp này của đối phương nên nhắc nhở cảnh báo cho những thiên thần bên cạnh hắn. Mọi người đều gật đầu, quân đoàn thiên thần giáng xuống, không được để cho Lôi tộc có cơ hội giết một ai trong số bọn họ, bất kỳ một người nào cũng không thể mất đi. Tần Vấn Thiên, ngươi tội gì mà cứ ép ta thế? Tộc trưởng Lôi tộc bước chân ra, khi câu nói đó kết thúc, trống Lôi thần trên bầu trời vang động, mọi người chỉ cảm thấy trong linh hồn mình xuất hiện một sức mạnh hủy diệt không tưởng tượng nổi, khiến cho có nhân vật thiên thần phải bật trên lên một tiếng, sắc mặt trong phút chốc tái nhợt. Tần Vấn Thiên, ta hỏi ngươi thêm một lần nữa, ngươi có bằng lòng buông tay không? Lôi tộc ta vẫn nguyện tạ lỗi như đã nói, còn bồi thường lễ vật tạ lỗi. Tộc trưởng Tuyết tộc lên tiếng nói, cơ thể hắn đắm mình trong sấm sét, tựa hệt như thần chủ của trời cao nắm trong tay cửu thiên thần lôi, ngạo nghễ không ai bì nổi. Hắn vẫn vậy, vẫn không muốn khai chiến, cho dù là có thể chặn đứng lại đoàn quân thiên thần này đi chăng nữa, sau lưng đối phương còn có nhân vật nghịch thiên như Tần Viễn Phong còn tồn tại, không ai có thể ngăn được. Ngươi chắc chắn là muốn phản kháng lại như vậy sao? Tần Vấn Thiên liếc mắt nhìn tộc trưởng Lôi tộc, khinh thường nói, khi nhìn thấy ánh mắt khinh thường lạnh lùng của hắn, và kể cả giọng nói mang vẻ hết sức kiêu căng ngông cuồng ấy, tộc trưởng Lôi tộc thầm cảm thấy bất an trong lòng, nhưng hắn vẫn ngạo nghễ đứng ở đó, mở miệng nói, xem ra, các ngươi vẫn thật sự không muốn bỏ qua, nếu đã như vậy, chỉ còn cách đấu một trận thôi. Lời vừa dứt, hắn liền dậm chân bước ra, dẫm đạp lên trời đất, thiên lôi sấm sét cuồn cuộn, khoảng cách không gian không là gì với thần lôi. Mọi người chỉ cảm thấy một uy lực đè nén giáng lên người mình, muốn tiêu diệt linh hồn của bọn họ, muốn tiêu hủy xác thịt của bọn họ. Nhưng vào lúc này, Tần Vấn Thiên cất bước đi lên, giơ hai tay ra, ánh sáng thiên đạo được phóng ra, trong phút chốc dường như đã triệu hồi được một mảnh thời không, bao chụp các thiên thần xung quanh hắn vào trong đó. Trong mảnh thời không này, giống như tồn lại một sức mạnh kỳ diệu, khiến cho những đòn sấm sét khi tấn công tới đều bị rơi vào trong, dần dần bị hủy diệt và tiêu tán không còn chút tông tích nào cả. Sức mạnh trục xuất thời không sao? Thâm tâm tộc trưởng Lôi tộc lạnh toát, hắn không ngừng vẫy tay, khiến cho các thiên sấm sét như muốn làm vỡ nát cả bầu trời. Đầu óc Tần Vấn Thiên điên cuồng rung lên,
mơ hồ cảm thấy hắn đang đứng bên trong mênh mông đại dương sấm sét, đang đối diện với những sấm sét hủy diệt bao la bát ngất, bản thân mình đang ở trong đó, nhỏ bé vô cùng. Vào trong, Tần Vấn Thiên lạnh băng thốt ra hai chữ, trên bầu trời, vô tận sấm sét cũng đã bắt đầu chìm vào, bị đóng vào trong một mảnh thời không mà hắn tạo ra, hệt như thể bị trục xuất, lại cũng giống như bị nhốt chặt tại nơi đó, ánh sáng sấm sét màu tím không ngừng giáng xuống, nhưng cũng không ngừng biến mất. Tộc trưởng Lôi tộc nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, sắc mặt vô cùng khó coi, tên này, đây là đạo pháp gì vậy, ngươi tội gì phải thế? Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói, lời vừa dứt, sức mạnh trong mảnh thời không đó đổ nghiêng xuống, không ngờ lại hướng về phía Lôi tộc, trong phút chốc, sức mạnh bị cầm giữ bên trong đó lập tức bạo phát, tựa như ngày tàn của thế giới, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, các công trình kiến trúc lũ lượt sụp đổ, cường giả Lôi tộc chạy trốn bán sống bán chết. Chỉ duy có cường giả thiên thần cảnh là còn chống cự, để bảo vệ cho bọn họ. Sao có thể thế được? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Khi tộc trưởng của Lôi tộc nhìn thấy cảnh tượng này thì thần sắc xanh xám lại, không ngờ Tần Vấn Thiên lại có thể niêm phong khóa chặt thần thuật tấn công mà bọn họ phóng ra, sau đó lại dùng nó để tấn công bọn họ, thật sự gây ra sự đả kích quá lớn đối với người khác. Đó chỉ là do đạo thời không diễn hóa mà sinh ra thôi sao? Hiển nhiên không thể nào, còn có cả đạo pháp phong ấn dung nhập ở bên trong. Sau ngày hôm nay, Lôi tộc sẽ không còn tồn tại nữa. Mảnh thời không hủy diệt đó bay hướng về phía Lôi tộc bên dưới, và cứ thế một đòn tấn công ầm ầm vang lên, nhất thời, mọi thứ trong trời đất đều bị hủy diệt một cách điên cuồng, những tiếng răng rắc vang lên, thần trận đã bị sụp đổ, bị phá giải, cường giả của Lôi tộc đều bị phơi ra trước quân đoàn do Tần Vấn Thiên dẫn đầu. Hạo Thiên Thần Chù Y bay trở lại trong tay của tộc trưởng Lôi tộc, nhưng sắc mặt hắn ta lại xám ngoét lại, lộ ra vẻ hụt hẫng. Hắn biết rằng, không có cơ hội rồi, không ngờ Tần Vấn Thiên Y đã cường thế tới độ phá giải được đại trận phòng ngự của Lôi tộc. Tần Vấn Thiên đi thẳng về phía tộc trưởng Lôi tộc, sát ý lạnh lẽo như băng, đạo thời không đáng sợ bốc lên cuồn cuộn, phong ấn toàn bộ cơ thể của Lôi thần, thời không hỗn loạn. Giết! Bọn người Quân Mộng Trần bước tới, đi về phía cường giả của Lôi tộc. Trong đôi mắt bọn họ đều ánh lên sát ý cực mạnh, đã từng, Lôi tộc khí phách bá đạo không ai bì nổi, đánh giết vào Tần Thiên Thần Tông, bọn họ bao vây cả gia đình của Tần Vấn Thiên, ngông cuồng càng rỡ tới mức nào, tới nay, tộc trưởng Lôi tộc lại dám mở miệng nói rằng chỉ giết có vài đệ tử của Thần Tông mà thôi, sao mà buồn cười đến thế, một quyền của Quân Mộng Thần có thể sánh với sức mạnh của một phương thế giới, đánh tan phá nát vạn cổ, thiên thần bỏ mạng, sụp đổ tan vỡ hoàn toàn. Trời xanh rúng động, uy lực của nó cường đại không ai bì nổi, Lôi tộc bên dưới như bùng nổ điên loạn, không ngừng bị phá hủy. Cặp móng sắc nhọn của tiểu hỗn đản vương ra, hắn hóa thân thành cự thú tinh không, vuốt nhọn toát ra sức mạnh cắn nuốt đáng sợ, khi lao xuống giết chóc, muốn nuốt toàn bộ Lôi tộc vào trong không gian bộ móng sắc nhọn của hắn, giống như năm đó hắn nuốt gọn Tử Vi thần đình vậy. Phía dưới, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, không biết có bao nhiêu người bỏ mạng, Lôi tộc rộng lớn nhanh chóng hóa thành đống tàn tích, thần trận bị hủy, Lôi tộc làm sao có thể chống lại sức mạnh của các thiên thần. Năm đó, các thiên thần tộc của Thái Cổ liên thủ với nhau tấn công thiên quật nhưng không cách nào hạ được thiên quật. Hiện nay, khi một mình đối mặt với các cường giả của thiên quật, thì cục diện của cuộc chiến thế nào chắc không cần nói cũng có thể hình dung ra được, căn bản hoàn toàn không có một chút sức kháng cự nào cả. Tộc trưởng Lôi tộc dám nói rằng, chẳng qua chỉ là giết vài đệ tử của thần tông mà thôi. Có thể thấy hắn tự cho mình đứng ở trên cao so với người khác như thế nào, coi đệ tử của thần tông chi như cỏ rác kiến mọn, nhưng lúc này, người của Tần Thiên thần tộc, nào có phải là không coi người của Lôi tộc bọn họ như kiến đâu, cho dù là bản thân hắn đi chăng nữa, trong con mắt của Tần Vấn Thiên, nào có không phải là một con kiến, mạng của hắn trong đôi mắt Tần Vấn Thiên, không bằng đệ tử thần tông, bởi thế, số mệnh của hắn đã được định đoạt rồi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tộc trưởng Lôi tộc điên cuồng gầm lên giận dữ, bị Tần Vấn Thiên đánh ép dữ dội, thời không bạo loạn, không gian giết chóc trùng điệp đã từng chút một phá hủy niềm tin chiến đấu của hắn, cho dù trong tay có cầm Hạo Thiên Thần Chủ Y đi nữa vẫn không cách nào chống lại được với đòn tấn công của Tần Vấn Thiên, nói về trình độ lĩnh ngộ thiên đạo thì Tần Vấn Thiên đã hoàn toàn vượt qua hắn. Một tiếng kêu lớn vang lên, tộc trưởng Lôi tộc cầm Hạo Thiên Thần Chủ Y trong tay phá tung hết mọi ràng buộc hạ xuống trước mặt Tần Vấn Thiên. Một đòn tấn công giáng tới, phía trước cơ thể Tần Vấn Thiên, nổi lên những cơn bão táp hung bạo đáng sợ, đôi tay hắn nắm về phía hư không, xé rách mở ra một vết nứt thời không đáng sợ, trực tiếp hiện lên trước mặt đối phương,
Tộc trưởng Lôi tộc thấy tình thế có gì đó không ổn, muốn tránh thoát, bất động thời không. Một âm thanh lạnh lùng phát ra từ miệng Tần Vấn Thiên, trong phút chốc, cả mảnh thời không dường như rơi vào trong tĩnh mịch, cơ thể tộc trưởng Lôi tộc đều đã bị ngưng lại, dòng máu trong cơ thể hắn dường như đã ngừng chảy, những tiếng sét đánh ầm ầm đang dần chậm lại, muốn phá hủy đạo bất động thời không, nhưng dường như đã quá muộn rồi, vết nứt thời không hắc ám đó lao tới cắn nuốt, bao trùm lên mọi sự tồn tại trong trời đất, nuốt luôn lấy cơ thể của tộc trưởng Lôi tộc, trục xuất vào trong mảnh thời không đó. Đạo pháp của Tần Vấn Thiên không ngừng phóng ra, đạo niêm phong thời không đáng sợ cứ giải phóng ra, đánh vào bên trong mảnh thời không ấy. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ lớn kinh trời từ trong hư không truyền ra, dường như không phải tới từ mảnh không gian này, mà là ở trong một mảnh thời không khác, giống như tộc trưởng Lôi tộc đang phản kích, nhưng những đòn phản kích đó càng lúc càng yếu, uy lực của đạo trên người Tần Vấn Thiên chưa từng giảm bớt. Cuối cùng, một tiếng nói lạnh băng vang lên, trục xuất. Hắn vừa dứt lời, mảnh thời không đó không biết đã bị trục xuất tới phương nào, tộc trưởng của Lôi tộc, một nhân vật thiên thần mạnh không ai sánh bằng, cũng đã biến mất cùng với mảnh thời không bị trục xuất kia. Phía dưới, vô số người đang còn sống ngẩng đầu nhìn tộc trưởng của bọn họ bị trục xuất, trong lòng hoảng loạn, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn họ biết, Lôi tộc, gia tộc đã sừng sững bao nhiêu năm nay giờ thì kết thúc rồi, giống hệt như Tần tộc vậy, trở thành một hạt bụi trong lịch sử của Thái Cổ Tiên Vực, sau này, chỉ còn xuất hiện trong sách cổ trong lịch sử. Hơn nữa khi bọn họ xuất hiện trong sách sử cũng có khi chẳng qua chỉ là một nét đệm cho sự tồn tại của Tần Vấn Thiên. Chiến đấu, cuộc chiến vẫn đang tiếp tục, nhưng làn sóng chiến đấu càng lúc càng yếu đi, mãi cho tới khi, Lôi tộc, nơi to lớn mênh mông hoàn toàn hóa thành một đống phế tích đổ nát, thiên thần của Lôi tộc bị tận diệt hoàn toàn, tất cả, mới coi như chấm dứt, quân đoàn đến từ thiên quật không tiếp tục ra tay, bọn họ đều hiểu rằng, Lôi tộc đã không còn có thể bò dậy nổi nữa, sẽ vĩnh viễn biến mất. Lúc này, trong đống đổ nát của Lôi tộc, một thân ảnh lồng cồn đứng dậy từ trong đống đổ nát, chỉ thấy người này toàn thân tắm trong máu, ngẩng đầu lên nhìn Tần Vấn Thiên trên vòng trời cao, gió thổi phất qua làm tung bay bộ y phục màu trắng của hắn, hắn chói lòa xuất chúng như vậy, tuyệt thế vô vong, nhưng trong đôi mắt của vị cường giả Lôi tộc này chỉ có ngọn lửa căm hận tức giận. Tần Vấn Thiên, ngươi tàn nhẫn vô đạo, diệt thiên thần Tần tộc, lại tắm máu Lôi tộc, lẽ nào, ngươi vùng dậy mạnh mẽ thì phải để cho cả Thái Cổ làm bàn đạp cho ngươi, cho dù có một ngày ngươi xưng bá ở Thái Cổ, các thiên thần ngã xuống, Thái Cổ từng một thời cực thịnh, từ nay về sau rơi vào vòng trầm luân, đây chính là mục đích của ngươi sao? Vị cường giả Lôi tộc đó phẫn nộ thét lên, đôi mắt phun ra lửa. Tần Vấn Thiên lạnh lùng liếc nhìn y, trong đôi mắt hắn không hề có một chút tình cảm hay một làn sóng xao động nào cả, hắn quay người, sải bước bỏ đi, hoàn toàn không hề quan tâm tới đối phương. Người đời đều ích kỷ, chỉ đứng trên lập trường của bản thân để suy nghĩ vấn đề, bọn họ khi vào diệt thiên quật có từng nghĩ tới những điều này chăng? Tới nay, hắn cần thiết gì mà phải giải thích chứ, Tần tộc, Lôi tộc. Nếu như hôm đó phụ thân của hắn không kịp tới, thiên quật đã bị hủy diệt, vậy thì, hắn sẽ tắm máu cả Thái Cổ, đừng nói là thiên thần, cho dù là người ở hạ cảnh giới, hắn cũng không tha, làm gì có chuyện nhân từ như vậy. Hắn không phải ác ma, không lạm sát người vô tội, nhưng hắn tuyệt đối không phải thánh nhân, có thể tha thứ cho những kẻ đã giết thê tử của hắn, những kẻ địch đã tiêu diệt bằng hữu người thân của hắn. Quân Mộng Trần nghe những lời đối phương nói thì sắc mặt giận dữ, bàn tay nắm chụp vào hư không, giữ chặt lấy đối phương, lạnh băng băng nói, chỉ cho các ngươi được đối phó với thiên quật bọn ta, còn không được phục thù sao? Nực cười, cho dù là có giết các thiên thần Thái Cổ thì có làm sao, huynh đệ bọn ta còn... Thiên quật còn thì Thái Cổ Tiên Vực trong tương lai sẽ còn sinh ra một quân đoàn thiên thần lớn mạnh hơn, trăm hoa đua nở, sẽ chỉ còn cường đại hơn gấp vô số lần so với Thái Cổ hôm nay. Cường giả đó mặt cứng đơ lại, những lời cuồng ngạo của Quân Mộng Trần hoàn toàn không phải không có lý, đoàn quân thiên thần hiện tại trong thiên quật chính là một ví dụ, còn thiên quật thì Thái Cổ tương lai có thể sẽ thật sự xuất hiện thịnh thế, ta đợi xem, người đó lạnh lùng nói, ngươi đợi xem. Nghĩ hay quá đó. Ngươi khiến ta tức giận, bởi thế, ngươi sẽ không được chứng kiến ngày hôm đó đâu. Lời của Quân Mộng Trần vừa dứt, sắc mặt người đó biến đổi, liền đó, đại thủ ấn trực tiếp bóp nghẹt giết chết hắn, bọn họ đã nhân từ, không đuổi cùng giết tận, chỉ cần không phải là cường giả thiên thần, người còn sống bọn họ có thể tha cho một mạng, nhưng tuyệt đối, ngàn vạn lần tuyệt đối đừng có khiêu khích sự nhân từ của bọn họ. Mục tiêu kế tiếp, Quân Mộng Trần lạnh lùng nói, những người hôm đó lao vào chém giết trong thiên quật muốn yên tâm thoải mái tiếp tục làm bá chủ của Thái Cổ,
ngồi trấn giữ một phương hưởng thụ mọi vinh hoa phú quý, nằm mơ đi, người của Tần Thiên Thần Tông bọn họ, sẽ không bỏ mạng oan uổng vô nghĩa, thù hận của thiên quật không thể quên, lẽ nào, bọn họ không chấp nhận chuyện này thì những kẻ đó sẽ đội ơn sao? Sai rồi, nếu bọn họ thật sự nhân từ tới mức bỏ qua cho những thế lực đó, một khi có cơ hội một lần nữa, bọn họ sẽ hoàn toàn không do dự mà lại lao vào giết chóc thiên quật, hơn nữa, vẫn sẽ không có một chút nương tay. Sa tộc, cũng là địa vực thuộc Thái Cổ Tiên Vực, khi bọn người Tần Vấn Thiên tới Sa tộc, thì phát hiện, Tần tộc trước đây từng rực rỡ chói sáng một sắc vàng kim, thế gia luyện binh khí đệ nhất Thái Cổ đột nhiên biến mất, từng tòa nhà từng công trình kiến trúc đã đổ sụp chỉ còn đồng đổ nát phế tích, giống như bị ai đó hủy diệt. Ngoài Sa tộc, vô số người nhìn về thế gia luyện binh khí số 1 Thái Cổ đều cảm thán vô tận, thế lực luyện binh khí số 1 Thái Cổ hiển hách một thời, không ngờ, chạy trốn rồi sao, hơn nữa còn tự phá hủy mọi thứ trong gia tộc, ngay cả rất nhiều thần trận cũng giống như là bị bọn họ tự mình phá hủy, đám người này, đúng đủ tàn nhẫn. Tề Vũ mở miệng nói, không ngờ cứ thế bỏ luôn vinh quang của thế gia đệ nhất Thái Cổ để mà bỏ chạy luôn rồi. Thần niệm Tần Vấn Thiên bao trùm khắp trời đất, quét về mọi hướng mọi phương, quả thật không phát hiện bóng dáng của bọn họ, chỉ thấy phía dưới, có thân ảnh lóe lên, đối diện với Tần Vấn Thiên nói, bái kiến tông chủ, có chuyện gì? Tần Vấn Thiên hỏi, ta luôn ở ngoài giám sát động tĩnh của Sa tộc, một thời gian trước, đột nhiên Sa tộc xảy ra một chuyện kinh thiên động đác, vô tận những thần quan sinh ra, giống như thần trận được khởi động, sau đó rất nhiều người đã khởi động thần trận rời đi, tiếp đó, thần trận của Sa tộc đều bạo phát, vô tận các thần uy phóng ra, căn bản không biết được phía bên trong xảy ra chuyện gì, sau đó thì thành ra như thế này. Người đó trả lời nói, Tần Vấn Thiên không nói gì, bọn họ phái người đi giám sát các tộc, nhưng không phái đi thiên thần, dù gì một thiên thần đều rất nổi bật dễ bị người khác chú ý, một khi lộ ra thì quá nguy hiểm, Sa tộc nếu đã có ý muốn trốn chạy, thì không giám sát nổi bọn họ cũng là điều bình thường. Đúng vào lúc này, sau lưng hắn, Tề Vũ bước tới, nói với Tần Vấn Thiên, Thánh chủ, người canh giữ bên Ngũ Hành Giáo nói, cách đó không lâu, một đám sương mù màu đen hạ xuống, bao trùm Ngũ Hành Giáo, sau đó người trong Ngũ Hành Giáo đều biến mất rồi. Nguyệt Trường Không, thần sắc Tần Vấn Thiên lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo, Nguyệt Trường Không bắt đầu hành động rồi, hơn nữa, khi hắn hủy diệt Lôi tộc, sợ rằng các thế lực của Thái Cổ cũng biết cả, bên cạnh Lôi tộc không thể nào không có tai mắt của bọn họ, bởi thế tất cả mọi người đều muốn tìm đường lui, Sa tộc cũng vậy, Ngũ Hành Giáo cũng vậy, những thiên thần tộc này của Thái Cổ, rõ ràng sẽ không ngồi chờ chết, tạm thời quay về. Tần Vấn Thiên trầm mặc một hồi rồi mở miệng nói, mọi người lần lượt gật đầu, xem ra, thế cục của Thái Cổ lại một lần nữa xảy ra biến động rồi, sau này, có thể sẽ không còn là thời đại của cả tám vực cùng sánh vai nữa rồi. Bọn người Tần Vấn Thiên sau khi rời khỏi Sa tộc thì trở về thiên quật, mảnh phế tích đó của Sa tộc vẫn ở đấy, nhưng không có ai biết, trong đống đổ nát ấy, có một không gian độc lập khác, niêm phong khóa giữ ở đó, trong mảnh không gian đó, bầu trời đều màu vàng kim. Vô tận những ngọn lửa thần đang luyện rèn thần binh, giống như là muốn luyện ra thần binh lợi khí số 1 Thái Cổ, với sức mạnh của cả một tộc Sa tộc, trải qua hàng bao nhiêu năm tháng, thần binh này tới ngày hôm nay vẫn còn chưa được luyện ra, bọn họ đi rồi. Lúc này, có người đi đến bên cạnh tộc trưởng Sa tộc nói, tộc trưởng khẽ gật đầu, việc bọn họ đã dùng thần trận đưa mọi người rời khỏi đây đó chẳng qua chỉ là kế che mắt mà thôi, trên thực tế, cường giả của Sa tộc đều đã vào trong mảnh thời không này. Đồng thời dùng thần uy của món thần binh đang chế luyện này để che giấu mọi khí tức của mảnh thời không khiến Tần Vấn Thiên cũng không thể nào phát hiện, được. Sau khi Tần Vấn Thiên trở về thiên quật, tin tức từ khắp nơi liên tục đổi về, Diệt Thần Cung, Ngục Thần Tộc, những thế lực đỉnh cấp từng tấn công vào thiên quật đều đã biến mất, giống hệt với Sa tộc và Ngũ Hành Giáo. Nếu như nói trước đây bọn họ giống như Lôi tộc ôm trong mình một chút hy vọng, thì sau khi Lôi tộc bị hủy diệt, bọn họ đã hoàn toàn tỉnh mộng, Tần Vấn Thiên sẽ cho bọn họ biến mất hoàn toàn khỏi Thái Cổ. Khi tin tức này được truyền đi khắp nơi trên Thái Cổ, người đời mới thật sự ý thức được rằng, thời đại các thế lực đỉnh cấp của tám vực Thái Cổ cùng sánh vai đã hoàn toàn trở thành lịch sử. Một thời đại, kết thúc rồi. Thời đại này, các thế lực của tám vực cạnh tranh với nhau đỉnh cao nhất, quần hùng giành giật, cuối cùng sẽ xuất hiện sự cân bằng vi diệu, các thế lực cầm đầu của tám vực thống trị Thái Cổ, thiên hạ thần phục. Thậm chí bọn họ còn chia nhau thống trị cả hạ giới thiên tiên vực trừ Thanh Huyền ra, nhưng tất cả điều này đã không còn tồn tại khi mà thiên quật bắt đầu nổi lên. Sau đó, Thái Cổ xuất hiện một vài lời đồn, những thế lực đã biến mất đó, đều đã đi theo Nguyệt Trường Không,
bọn họ để tránh khỏi sự truy sát của Tần Vấn Thiên, đều đã bái vào làm môn hạ của Nguyệt Trường Không. Nguyệt Trường Không có thể nói là mang trong mình sức mạnh của hai đại thần vương, hiện nay, trong thời đại mới này, chắc chắn tuyệt đối có một chỗ dành cho hắn, hơn nữa, hắn chỉ có thể càng lúc càng mạnh hơn lên. Sau khi những lời đồn đại này được lan truyền, người trong thế gian nói rằng, thời đại cũ đã qua đi, thời đại hiện nay ở Thái Cổ, thuộc về ba thế lực Thiên Quật với Tần Viễn Phong, Tần Vấn Thiên đứng đầu, cũng chính là Tần Thiên Thần Tông, thế lực này ngoài Tần Viễn Phong ra, đều là những người dựa vào bản thân mình mà đi lên, bởi vì có một ưu thế may mắn và đặc biệt là Thiên Quật mà đã tạo lên một đoàn quân thiên thần, cho đến ngày hôm nay, đã trở thành nơi mà cả Thiên Cổ phải ngước mắt nhìn vào. Ngoài thế lực bản thân cường đại ra, thế lực Thiên Quật còn có mối quan hệ tốt đẹp với Thiên Đạo Thánh Viện, tuy rằng Thiên Đạo Thánh Viện không hỏi tới sự việc bên ngoài, nhưng Viện trưởng Diệp, người ẩn thế tu hành nhiều năm của Thiên Đạo Thánh Viện cũng không phải là người có thể dễ dàng mà bị bỏ qua được. Cuối cùng, Tần Vấn Thiên lại còn là truyền tự của tử thần. Bọn họ đã bức ép khiến cái đại thế lực thần phục Nguyệt Trường Không, do đó, có thể nói rằng Thiên Quật đã đặt dấu kết thúc cho triều đại cũ. Thế lực thứ hai, đương nhiên thuộc về Nguyệt Trường Không, trên người hắn mang trong mình sức mạnh của hai đại thần vương, thần bí khó đoán, tà ác không ai sánh được, lại khiến các thế lực đang đi trốn tránh thảm họa của Thiên Cổ kia phải thần phục. Bọn họ có lực lượng có thể uy hiếp tới Thiên Quật, sâu không lường khó đoán. Thế lực cuối cùng, không có gì để nghi ngờ, là thế giới Tây Phương, thế lực đã lưu truyền kế thừa qua bao nhiêu năm tháng mà không ngã đổ, trước tới giờ luôn thống trị vùng đất Phật Môn của Tây Phương, chưa từng có bất cứ sóng gió nào lay động, trong đó có một vài nhân vật Phật chủ, thánh Phật ở cấp bậc thiên thần lại càng không ít, nhưng điều thật sự khiến cho người khác cảm thấy đáng sợ chính là, tương truyền, thần vương người khai sáng vũ vực, chủ nhân của tiểu Tây Phương, có thể chưa từng ngã xuống, vẫn mãi tồn tại từ trước tới nay. Thái Cổ, thế vạc ba chân, lại một lần nữa đạt đến một cảm giác cân bằng tới vi diệu, làm cho Thái Cổ Tiên Vực lại có một quãng thời gian yên bình, trong Thái Cổ có không ít người mới nổi lên, có người cũ ngã xuống. Cùng với thế cục hiện nay ở Thái Cổ, những sự việc có liên quan tới Tần Vấn Thiên lại cũng bị đào bới ra, lịch sử trưởng thành của hắn, từng chút một hiện ra trong mắt người đời. Đã từng, ai có thể nghĩ được rằng, một người đi ra từ huyền vực, đến khi tham gia vào Đại hội Vạn Giới Thiên mới bắt đầu thành danh với cái tên thiên kiêu trẻ tuổi, sẽ kết thúc một thời đại mới, mở ra một lịch sử phát triển mới. Khi đó, Tần Vấn Thiên chẳng qua chỉ là một người trẻ có một chút thiên phú xuất chúng, được gọi là giới chủ phi phàm, được xưng tụng là giới chủ Thanh Thành, hoặc nếu như tiếp tục truy ngược đến trước đây, giới chủ Thanh Thành này đều là do hắn từng bước đạt đến, trước kia hắn từng chỉ là một tiểu tiên bé nhỏ, còn từng làm cường đạo, rồi làm việc cho cung chủ Ly Hỏa Cung, cuối cùng, từng bước đi lên, thay thế Ly Hỏa Cung chủ, giết Trường Sinh giới chủ, vo cho tới ngày hôm nay được người trong thế gian ngưỡng mộ. Mỗi một nhân vật truyền kỳ, đều từng có một giai đoạn lịch sử phấn đấu gian khổ, lúc đó bọn họ không được ai biết đến, trải qua muôn ngàn khó khăn vất vả tai ương, mãi cho tới khi có một ngày, không ai trong thiên hạ là không biết tới ta. Tần Vấn Thiên, hắn cũng là một truyền kỳ của thời đại này. Tới giờ, từ Thanh Thành giới, có số lượng lớn người tu hành không ngừng từ đó đi ra, đi tới khắp nơi trong thế giới bên ngoài, ví dụ như, tới Thiên Vực, hành hương tới Vô Nhai Hải, những truyền kỳ có liên quan tới Tần Vấn Thiên. Mỗi ngày đều được truyền tụng nhau qua miệng hết người này tới người kia trong Thanh Thành giới, những đệ tử đời sau, hết thảy đều mang trong mình lòng quyết tâm vô tận hướng tới hắn học tập, đều mơ ước có một ngày có thể mở ra câu chuyện truyền kỳ của chính mình, nhưng mà truyền kỳ nếu nó đã là truyền kỳ thì làm sao có thể dễ dàng mà được lập lên như thế. Tần Vấn Thiên hắn hoàn toàn không biết, cho dù hắn có không quay trở lại Thanh Thành giới, nhưng hắn đã trở thành trụ cột tinh thần của nơi đây. Cổ vũ khích lệ tinh thần tu hành của vô số các nhân vật hậu bối, bọn họ người đi trước kẻ nối tiếp sau, hệt như những con thiêu thân lao vào lửa, đi tìm kiếm đi theo đuổi con đường lên tới đỉnh cao của mình. Thời gian dần trôi, thế cục chân vạc mạnh mẽ nơi Thái Cổ đã không còn ai có thể làm lung lay, cho dù là những nhân vật siêu phàm mới nổi lên của Thái Cổ, thậm chí cũng đã có những thiên thần ra đời, nhưng về cơ bản đều không đủ tư cách để lập ra một đế chế mới, người trong thiên hạ đều hiểu rõ. Thái Cổ hiện nay, thuộc về ba đại thế lực lớn, hơn nữa, sự tĩnh lặng hiện giờ chẳng qua chỉ là sự tĩnh lặng trước khi cơn phong ba bão táp kéo tới thôi, ba thế lực mạnh nhất của Thái Cổ này sớm hay muộn cũng sẽ có cuộc đụng độ cuối cùng, kẻ thắng, đương nhiên có thể xưng vương ở Thái Cổ. Hiện nay, đã có rất nhiều người ở Thái Cổ bắt đầu bàn tán, tương lai,
ba thế lực này của Thái Cổ thì ai sẽ là vương của Thái Cổ? Đừng nói là những thế lực mới nổi lên, cho dù là những thế lực cầm đầu trước đây đi nữa, ví như Càn Khôn Giáo và cả Cửu Thiên Huyền Nữ Cung của Thiên Vực, bọn họ đều đã mất đi tư cách có thể xưng vương ở Thái Cổ, chỉ có thể là quần chúng đứng ngoài chứng kiến, nhưng bởi vì bọn họ chưa từng đắc tội với bất kỳ thế lực nào, do đó tới nay mới có thể tiếp tục tồn tại mà không bị chút hao tổn nào ở Thái Cổ này. Bọn họ đã từng kết liên minh với Tần Vấn Thiên, tuy rằng đã rút lui, nhưng Tần Vấn Thiên tuyệt đối không phải là kẻ lấy oán báo ân, dù gì hai thế lực lớn đó coi như cũng đều từng giúp đỡ hắn, sau này cũng chưa từng đối phó lại với Thiên Quật, đương nhiên cũng sẽ không động tới bọn họ, thêm vào đó nữa là bọn họ vốn ở Thiên Vực, cùng một vực với Thiên Quật, cho dù là Nguyệt Trường Không và Tiểu Tây Thiên có ý định gì đi nữa cũng không dễ dàng ra tay. Lúc này, bên ngoài Thiên Quật, vùng đất của Tần Thiên Thần Tông, có hai đạo thân ảnh cùng nhau đi tới, một nam một nữ, khí độ của hai người siêu phàm thoát tục, nữ tử có thể nói vô cùng tuyệt sắc, chính là Càn Khôn Giáo Chủ và Cửu Thiên Huyền Nữ. Hai người ngẩng đầu lên, nhìn mọi thứ trước mặt mình, Tần Thiên Thần Tông của hiện tại so với hồi đó đã khuếch trương ra to lớn không gì sánh được, lại dựa vào Thiên Quật phía trên, tới nay đã là vùng đất thánh địa của Thái Cổ, những người tới đây hành hương bái lạy đã nhiều hơn gấp không biết bao nhiêu lần so với số người tới Càn Khôn Giáo và Cửu Thiên Huyền Nữ Cung của bọn họ. Thế sự vô thường, ngươi có từng nghĩ được rằng, nơi đây, sẽ sừng sững một đỉnh cao của Thái Cổ không? Hơn nữa, còn có cơ hội xưng vương ở Thái Cổ không? Càn Khôn Giáo Chủ cảm xúc lên tiếng, đôi mắt đẹp của Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn về phía trước không nói gì, quả thật chưa từng nghĩ tới, Thái Cổ mấy năm trở lại đây thay đổi thật sự quá nhanh, cả thời đại này đều đã và đang thay đổi, phản bối bái kiến Càn Khôn Giáo Chủ và Cửu Thiên Tiên Tử. Lúc này, trong Tần Thiên Thần Tông có người đi ra, không lưng bái kiến, hai người bọn họ thân phận siêu phàm hơn nữa đã từng có mối quan hệ mật thiết với Tần Vấn Thiên, nên có người của Thần Tông nhận ra bọn họ. Ừm, chúng ta tới bái kiến Tần Tông Chủ. Càn Khôn Giáo Chủ gật đầu. Tông Chủ có lẽ đang tu hành trong Thiên Quật, xin mời Giáo Chủ vào trong nghỉ ngơi đôi chút, chúng ta phải thông báo lên phía trên, đưa tin tức truyền vào trong Thiên Quật, Giáo Chủ và Tiên Tử có thể đợi trong đôi phút được không? Người đó cất tiếng nói, Càn Khôn Giáo Chủ và Cửu Thiên Huyền Nữ đều sững người. Sau đó khẽ gật đầu, trong lòng có đôi chút xúc cảm. Hiện nay, với thân phận của bọn họ mà đi gặp Tần Vấn Thiên không ngờ cũng phải thông báo và chờ đợi nữa. Nếu là trước đây, bọn họ muốn gặp thì có ai mà không lập tức tới ngay chứ? Hiện nay, mọi thứ khác rồi, điều này thì bọn họ cũng hiểu, hơn nữa cũng chấp nhận sự thay đổi này. Với địa vị hôm nay giờ này của Tần Vấn Thiên, cho dù không gặp bọn họ thì có làm sao? Tần Vấn Thiên đã có cái tư cách đó. Dù gì nếu tính ra thì bọn họ cũng coi như đã phản bội lại đồng minh trước. Giáo Chủ, Tiên Tử, xin mời. Người đó khách khí nói, dẫn hai người vào trong Thần Tông, đợi khi bọn họ rời đi rồi, người bên cạnh hắn liền lên tiếng nói, ngươi có phát hiện ra không, khi đứng trước Càn Khôn Giáo Chủ và Cửu Thiên Huyền Nữ, không ngờ ngươi lại rất điềm nhiên. Hử, người kia sững người, sau đó hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tương tự như thế. Đó là Càn Khôn Giáo Chủ và Hồng Trần Đệ Nhất Tiên đó, còn nhớ trước kia, khi hắn gặp một vị đại năng giáo chủ còn nơm nớp lo sợ, quả thật không thể tưởng tượng nổi, đây, chính là sự tự tin do Tần Thiên Thần Tông đem lại. Người của Tần Thiên Thần Tông chúng ta, không cần phải ngưỡng mộ bất kỳ ai, chỉ cần nỗ lực tu hành, trung thành với Thần Tông, tương lai được vào Thiên Quật tu hành, chúng ta cũng sẽ trở thành những thiên thần. Ánh mắt hắn ngước nhìn lên bầu trời, trong lòng mang theo viễn cảnh đó. Càn Khôn Giáo Chủ và Cửu Thiên Huyền Nữ đi vào trong Thần Tông, có người với thân phận cao hơn ra tiếp đón, lại đợi một lúc nữa, Tề Vũ và Quân Mộng Trần từ trong Thiên Quật đi ra gặp hai người, Giáo Chủ và Tiên Tử tới tìm Thánh Chủ, không biết có việc gì không? Ánh mắt Tề Vũ nhìn hai người bọn họ rồi bình thản lên tiếng, Quân Mộng Trần chỉ chắp tay đứng ở bên cạnh, khí độ trên người hai bọn họ, khiến cho thần sắc của Càn Khôn Giáo Chủ có hơi ngưng động lại, đây chính là sự thay đổi của bọn họ sao? Hiện nay hai người bọn họ đứng ở đây, không ngờ khí thế uy phong cũng chẳng kém gì hắn, giống như hoàn toàn có thể ngang hàng về địa vị với hắn ấy. Ta muốn gặp Tần Vấn Thiên thương lượng một vài việc, Càn Khôn Giáo Chủ mở miệng nói. Tề Vũ không nói gì, mắt Quân Mộng Trần lóe lên, chậm rãi lên tiếng. Sư huynh rất bận, còn đang tu hành, nếu không có chuyện gì lớn thì nói với bọn ta là được. Đối với việc năm đó Càn Khôn Giáo và Cửu Thiên Huyền Nữ Cung phản bội lại liên minh, hắn có chút không hài lòng. Nếu đã là đồng minh, thì vốn dĩ nên cùng tiến cùng lùi, nhưng đối phương lại vì thế giới Tây Phương mà rụt vòi lại,
bởi thế giọng điệu hắn khi nói chuyện không được khách khí cho lắm. Càng không giáo chủ khi nghe những lời Quân Mộng Trần nói có chút không vui, nhưng cũng không tiện nói gì. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy, đừng nói khí phách phong độ, cho dù là thực lực thì người thanh niên trẻ tuổi trước mặt đây sợ là cũng đã hoàn toàn không thua kém gì hắn. Hắn đã nghe nói rồi, năm đó trong trận chiến thiên quật, Quân Mộng Trần đã đứng lên độc lập chiến đấu với tộc trưởng Sa tộc, thực lực siêu cường. Hiện nay, lại thêm một thời gian nữa trôi qua, thiên quật còn có mật cảnh thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian, đối phương chỉ có thể càng mạnh hơn lên thôi. Tuy là nhân vật hậu bối, nhưng tu vi cảnh thì trước giờ chưa bao giờ dùng tuổi tác để luận tôn ti trật tự, bởi thế với thái độ không khách khí của đối phương hắn thật sự cũng không thể nói gì cả. Mộng Trần, nói chuyện với giáo chủ kiểu gì đó. Lúc này, từ trên trời cao, trong thiên quật truyền ra một đạo thanh âm, là giọng nói của Tần Vấn Thiên. Sư huynh, Quân Mộng Trần ngẩng đầu kêu lên, giọng nói có chút không phục, có điều Tần sư huynh đã lên tiếng thì hắn cũng sẽ không phản bác lại. Giáo chủ và tiên tử xin mời vào trong thiên quật bàn chuyện, Mộng Trần còn trẻ, cũng mong hai vị tiền bối đừng trách cứ. Giọng nói của Tần Vấn Thiên khách khí, Càn Khôn giáo chủ và Cửu Thiên huyền nữ gật đầu, cho dù là Tần Vấn Thiên không xin lỗi thì bọn họ cũng không có gì để mà nói cả. Thiên quạt, từng tòa cung điện treo sừng sững trên bầu trời cao, tắm mình trong vô tận ánh tinh quang, khí thế rầm rộ hào hùng. Lúc này, Càn Khôn giáo chủ và Cửu Thiên huyền nữ đi tới bên ngoài một tòa cung điện lơ lửng trên trời. Tòa cung điện này đứng ở vị trí trung tâm, chính là nơi Tần Vấn Thiên ở, có cường giả bảo vệ bên ngoài cung điện. Hiện nay trong thiên quật đã có rất nhiều người, tòa cung điện lơ lửng này không phải nơi có thể dễ dàng quấy rầy tới. Người ở trong đó là Tần Vấn Thiên, và cả gia đình, người thân của hắn, cả những bằng hữu tốt nhất của hắn nữa. Càn Khôn giáo chủ và Cửu Thiên huyền nữ nhìn hai thân ảnh đang canh giữ tòa cung điện, trên người một người là những ma uy uốn lượn, tựa như ma thần, trên người một người khác lại mơ hồ có những chiến ý cường đại bao quanh. Sự tồn tại của bọn họ khiến cho Càn Khôn giáo chủ và Cửu Thiên huyền nữ không kìm được phải hơi rung lên chấn động, trái tim đập mạnh, chỉ bởi vì hai người đang bảo vệ cho tòa cung điện này, không ngờ đều là thiên thần giữ cửa, thái cổ to lớn này còn có ai được như thế. Bọn họ thân là Càn Khôn giáo chủ và Cửu Thiên huyền nữ cung chủ, tự cho rằng mình kiến thức rộng lớn nguyên thâm, không có chuyện gì có thể làm bọn họ kinh ngạc chấn động, nhưng lần này khi tới thiên quật, còn chưa gặp Tần Vấn Thiên mà đã bị làm cho chấn động mạnh tới thế rồi. Thiên thần bảo vệ cửa, có nghĩa là gì căn bản không cần nói nhiều nữa, có nghĩa là thiên quật ngày nay, cường giả thiên thần sợ là đã. Nghĩ tới đây, trái tim bọn họ lại một lần nữa cảm thấy co rút, nhưng vẫn ra sức cố gắng kiềm chế. Giữ lại trái tim đang đập thình thịch hoảng loạn, từng bước bước chân vào trong tòa cung điện trên không. Trên đường đi, bọn họ gặp một số người, cũng giống như bọn họ đã nghĩ, những người mà bọn họ gặp có rất nhiều người đều là thiên thần cảnh giới, như thể ở nơi đây, thiên thần chẳng qua chỉ như người thường, không có gì khác biệt. Cuối cùng bọn họ đã tới nơi, Tần Vấn Thiên xuất hiện trước mặt cười nói, giáo chủ và tiên tử tới không kịp tiếp đón, xin hai vị đừng trách móc. Hai người thầm đánh giá Tần Vấn Thiên, phong thái của hắn lúc này đã càng hơn xưa rất nhiều, cái nhìn đầu tiên cho người ta cảm giác sâu sắc khó mà lường được, đệ nhất thiên kiêu của thái cổ, kẻ năm đó đã có thể nghiền nát tộc trưởng Lôi tộc, tới nay tu vi của hắn đã cường đại thêm đến thế nào, điều đó thật sự khó có thể tưởng tượng được, nhưng không có gì phải nghi ngờ cả, để đối phó với hai người bọn họ thì dư sức, riêng điều này, bọn họ vẫn có thể chấp nhận được. Càn Khôn giáo chủ cười gượng gạo, vừa rồi hắn còn vì chuyện Tần Vấn Thiên ở trong thiên quật trực tiếp triệu kiến bọn họ, không ra ngoài nghênh đón mà cảm thấy có chút khó chịu, cảm giác như thể Tần Vấn Thiên có chút không tôn trọng, nhưng sau khi tới đây, ý nghĩ này đã biến mất, hắn thật sự nhận thức được rằng, hiện nay, địa vị của Tần Vấn Thiên đã không còn ở trong cũng tầng bậc với hắn nữa rồi, có thể ra gặp hắn đã là đủ tôn trọng rồi, nếu không với việc năm đó hắn bội phản lại đồng minh, không gặp thì có làm sao. Tần Vấn Thiên căn bản không cần thiết phải khách khí với bọn họ, ngồi đi. Tần Vấn Thiên chỉ tay ra nói, Càn Khôn giáo chủ và Cửu Thiên huyền nữ khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống phía trước Tần Vấn Thiên, bên cạnh, có một nữ tử xinh đẹp đi tới rót trà, nữ tử này đẹp đẽ thanh xuân, tựa như người trong tranh, trẻ tuổi lại xinh đẹp, nhưng mà điều khiến Càn Khôn giáo chủ và Cửu Thiên huyền nữ chấn động kinh ngạc vẫn lại là tu vi cảnh giới của nàng ấy, thiên thần. Bọn họ cảm giác như ở trong tòa cung điện lơ lửng trên trời này của Tần Vấn Thiên, phần lớn mọi người đều là thiên thần. Tần tông chủ, vị cô nương có dung nhan xuất chúng này không biết là. Càn Khôn giáo chủ thử thăm dò hỏi, muốn biết thân phận của nữ tử châm trà này.
ta là nha hoàn bên cạnh tông chủ, hầu hạ cuộc sống hàng ngày của tông chủ. Nữ tử xinh đẹp mỹ miều chớp chớp đôi mắt, có chút tinh quái, càng không giáo chủ đổ mồ hôi hột, thị nữ là thiên thần, hắn cảm thấy trái tim của mình đập nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. Giáo chủ đừng nghe nha đầu này nói bậy bạ, nàng ấy là Nam Hoàng Sơn Ca, là bằng hữu tốt của ta, đã quen biết nhau khi ở trong Thanh Huyền. Tần Vấn Thiên trừng mắt liếc Nam Hoàng Sơn Ca, Nam Hoàng Sơn Ca không quan tâm, mỉm cười kiều diễm. Hóa ra là vậy, càng không giáo chủ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thán thở dài, đây mới thật sự là một người làm quan cả họ được nhờ, bằng hữu thuộc hạ mà hắn đem tới từ Thanh Huyền giờ đây đã là thiên thần cả rồi. Thiên quật, thật sự thần kỳ tới vậy sao? Hắn đang nghĩ, nếu như năm đó, hắn không phản bội lại đồng minh, thì tới nay càng không giáo của hắn có phải cũng đã có thể có cả một quân đoàn thiên thần không? Tần tông chủ, tốc độ dòng chảy thời gian trong tòa cung điện trên không này có lẽ không giống với thế giới bên ngoài phải không? Ta không cách nào cảm nhận được tốc độ dòng chảy thời gian đã thay đổi bao nhiêu. Cửu Thiên Huyền Nữ tò mò hỏi, nàng nào có phải không kinh ngạo đâu, đến một nữ tử của Thanh Huyền giờ cung đã là thiên thần rồi. Ngoài vùng đất thánh địa tu hành thiên quật này ra, sợ rằng thời gian cũng là một thứ không thể thiếu. Tốc độ thời gian của nơi này hiện nay đã gần gấp ngàn lần rồi. Tần Vấn Thiên cười nói, Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu, chẳng trách, thiên quật có ưu thế tu hành độc nhất vô nhị, có thể ngộ đạo ở trên những tinh tú vũ mệnh, thêm vào đó là sự thay đổi của tốc độ dòng chảy thời gian, trong này đã không biết bao nhiêu năm trôi qua rồi, bọn họ đến nay đã có thể xác định chắc chắn một điều, ở trong thiên quật này, thiên thần không phải là hiếm hoi ít thấy, sợ là đâu đâu cũng có thể gặp. Càn Khôn giáo chủ và Cửu Thiên Huyền Nữ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ tới đây, vốn dĩ là muốn thỏa thuận điều kiện, nhưng hiện nay, lại chẳng có chút tự tin khí thế gì cả, thiên quật của hôm nay, dường như nếu thêm một Càn Khôn giáo và kể cả Cửu Thiên Huyền Nữ cung thì cũng không có mấy tác dụng. Vấn Thiên, một số sự việc năm đó, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi, sự cường đại của thế giới Tây Phương, chắc là ngươi cũng biết đôi chút, vị thần vương đó cứ mãi không xuất hiện. Vốn dĩ hắn là một sự uy hiếp cường đại đáng sợ rồi, năm đó bọn họ kêu chúng ta rút khỏi thiên quật, chúng ta cũng bất đắc dĩ. Càn Khôn giáo chủ chậm rãi nói, Tần Vấn Thiên khoát tay, ngăn không cho hắn tiếp tục nói, cười bảo, giáo chủ không cần phải giải thích chuyện này, nói chung về những điều đó ta đều rõ cả và cũng đều hiểu cả. Hơn nữa năm đó ta và giáo chủ với tiên tử từng sát cánh chiến đấu, nên một sự việc nhỏ như vậy, ta sẽ không để trong lòng. Người không vì mình trời tru đất diệt. Càn Khôn giáo chủ và Cửu Thiên Huyền Nữ đã có sự lựa chọn của bản thân, không hề sai, bọn họ vì bản thân bọn họ, ai cũng không muốn đối mặt trực diện với thế giới Tây Phương. Nếu là như vậy thì ta cũng yên tâm rồi. Càn Khôn giáo chủ khẽ gật đầu, Tần Vấn Thiên bưng ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm, không nói gì, hắn tin rằng, Càn Khôn giáo chủ và Cửu Thiên Huyền Nữ cùng nhau tới đây chắc chắn không chỉ là vì tới để xin lỗi, nếu chỉ là xin lỗi thì đã tới từ sớm rồi, làm gì mà đợi tới ngày hôm nay. Lúc này, Tần Vấn Thiên đang đợi Càn Khôn giáo chủ lên tiếng, quả nhiên, trầm ngâm một lát, Càn Khôn giáo chủ tiếp tục nói, Tần tông chủ, lần này tới đây, ngoài việc xin lỗi cho những sự việc xảy ra năm đó, chúng ta cũng hy vọng rằng có thể một lần nữa kết đồng minh với thiên quật. Kết đồng minh, Quân Mộng Trần đứng bên cạnh cao mào nói, ngươi cho rằng, với sức mạnh hiện tại của thiên quật chúng ta, còn cần kết đồng minh với Càn Khôn giáo các ngươi sao? Huống hồ chi? Một khi gặp nguy hiểm là ngươi có thể rời bỏ đồng minh đi bất cứ lúc nào, thế còn cần để làm gì? Điều này, sắc mặt Càn Khôn giáo chủ có hơi xấu hổ, nhưng cũng không phản bác lại lời nói của Quân Mộng Trần, tuy rằng hắn nói không được dễ nghe, nhưng lời của hắn lại có vẻ là sự thực. Trước đây bọn họ còn tự tin cho rằng thiên quật cần sức mạnh của mình, nhưng sau khi vào đây, sự tự tin này của bọn họ đã biến mất hoàn toàn. Nhưng cũng chính vì nhìn thấy sự cường đại của thiên quật, bọn họ càng quyết tâm kiên định muốn kết làm đồng minh. Hiện nay, ba thế lực chân vạc của Thái Cổ đã ra đời, địa vị của Càn Khôn giáo và Cửu Thiên Huyền Nữ cung của bọn họ ở thế rất khó xử, hoặc là bọn họ không cần thiết phải đứng về phe nào, thì cũng có thể sẽ bình yên vượt qua được cái ngày mà ba thế lực này phân thắng bại, nhưng sau ngày hôm đó thì sao chứ? Càn Khôn giáo và Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ phải tự xử thế nào đây? Tiểu Tây Thiên giáo hóa thế gian tu hành Phật đạo, một khi Tiểu Tây Thiên xưng vương ở Thái Cổ, thế gian đều tu Phật, sợ là sẽ không có chỗ cho bọn họ nữa rồi. Nguyệt Trường Không nếu thắng, lại càng đáng sợ hơn, thần vương cô năm đó quái gở tà ác, nếu hắn xưng vương, Càn Khôn giáo và Cửu Thiên Huyền Nữ cung về cơ bản không có kết cục tốt đẹp. Chỉ duy nhất với nhân phẩm của Tần Vấn Thiên là bọn họ vẫn tin tưởng dược,
bọn họ hy vọng Tần Vấn Thiên chiến thắng, hơn nữa sau khi tới Thiên Quật, bọn họ cảm giác rằng khả năng Thiên Quật xưng vương là rất lớn, nếu đã ủng hộ Tần Vấn Thiên, vậy thì gia nhập trước khi phân thắng bại đương nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với gia nhập sau khi đó, bởi khi ấy, không phải là đồng minh, mà phải là thần phục, địa vị khác nhau hoàn toàn. Thấy thái độ của Quân Mộng Trần thì biết, một khi Thiên Quật xưng vương, người bên cạnh Tần Vấn Thiên sợ là sẽ không coi bọn họ ra gì, nếu bây giờ gia nhập còn có thể sát vai chiến đấu. Lần này, Tần Vấn Thiên không ngăn Quân Mộng Trần nói, tuy rằng Tần Vấn Thiên không hề hận bọn họ đã phản bội lại đồng minh, nhưng nếu bảo một lần nữa bình thản tiếp nhận bọn họ, sợ là cũng không dễ dàng. Chuyện xảy ra năm đó, thật sự là bọn ta không đúng, sau này, chắc chắn sẽ không xảy ra việc tương tự như vậy. Hiện nay thế cục ở Thái Cổ đã rõ ràng, nếu chúng ta đã gia nhập vào thế lực Thiên Quật, thì hoàn toàn đã buộc chung vào với Thiên Quật rồi. Càn Khôn giáo chủ lên tiếng giải thích, nói thì đơn giản, nhưng nếu tới lúc đó Thiên Quật và hai thế lực còn lại xảy ra tranh chấp mà Thiên Quật rơi vào thế yếu, đối phương lại dụ dỗ mê hoặc các ngươi phản ngược lại đối phó với Thiên Quật bọn ta thì sao? Vết xe đổ trước đó, sư huynh không thể không đề phòng. Quân Mộng Trần nói, ngươi quá đáng rồi đó. Đôi mắt đẹp của Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn chằm chằm vào Quân Mộng Trần nói, bọn ta há lại là loại người đó sao? Có phải hay không? Không chỉ nói miệng là được. Quân Mộng Trần thản nhiên nói, ánh mắt Tần Vấn Thiên nhìn Nam Hoàng Sên Ca đang đứng bên cạnh, hỏi, Sên Ca, muội thấy sao? Nam Hoàng Sên Ca đang nghe truyện trên TV audio CV cười dịu dàng nói, Sên Ca rất tin tưởng vào thành ý và nhân phẩm của giáo chủ và tiên tử, tuy nhiên dù gì, trước đó cũng đã có chuyện không vui xảy ra. Nếu như nói Thiên Quật phải giống như trước đây hoàn toàn thu nhận mọi người mà không tồn tại bất kỳ vướng mắc nào trong lòng thì sợ là rất khó. Giáo chủ và tiên tử nếu như có thành ý, có thể dẫn mọi người gia nhập vào Tần Thiên Thần Tông, gia nhập vào thế lực thần tông chúng ta, trở thành một mạch trong đó, sau này xem thể hiện cảo giáo chủ và tiên tử thế nào, rồi mới quyết định xem có thể cho cường giả của Càn Khôn giáo và Cửu Thiên Huyền Nữ cung vào Thiên Quật tu hành hay không. Nếu không, chẳng may nếu như thế lực của giáo chủ và tiên tử mạnh rồi, một khi lại có chuyện gì không vui thì việc này đối với Thiên Quật mà nói cũng là một tai họa. Điều này, thần sắc của Càn Khôn giáo chủ thì không được vui vẻ như nàng. Tần Vấn Thiên cười nói, giáo chủ, tiên tử, tạm thời chúng ta không đề cập tới những việc không vui đó nữa. Bất luận thế nào, chúng ta cũng từng kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu, cho dù có một ngày Thiên Quật xưng vương ở Thái Cổ, cũng tuyệt đối không làm khó cho hai vị. Lòng Càn Khôn giáo chủ và Cửu Thiên Huyền Nữ thầm thở dài, Tần Vấn Thiên như vậy đã âm thầm thừa nhận lời của Nam Hoàng Sên Ca, dù gì bọn họ cũng đã phản bội trước, nếu Tần Vấn Thiên tiếp nhận bọn họ như trước kia thì e là cũng khó mà được mọi người phục. Thiên Quật, sớm đã không còn là Thiên Quật năm đó nữa rồi, mà là một trong ba bá chủ của Thái Cổ. Nói chuyện một lúc, Càn Khôn giáo chủ và Cửu Thiên Huyền Nữ đứng dậy cáo từ rời đi, khi bọn họ rời khỏi nơi đây họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên cao. Trong lòng Càn Khôn giáo chủ một cảm giác anh hùng ở lúc xế chiều, thời đại thay đổi rồi, thiên hạ hiện giờ, đã không còn là thiên hạ của bọn họ. Vài ngày sau, một tin tức lan truyền khắp Thái Cổ, Càn Khôn giáo và Cửu Thiên Huyền Nữ cung đã đưa cả tộc di chuyển vào Thiên Quật. Lần này, không phải là liên minh, mà là gia nhập. Có Càn Khôn giáo và Cửu Thiên Huyền Nữ cung gia nhập khiến cho thế ba chân vạc càng được củng cố vững chắc, ngoại trừ này ba cổ lực lượng này. Ở Thái Cổ tiên vực đến ngay cả thế lực đỉnh cấp cũng không có. Trong Tinh Không Vô Tận tại Thiên Quật có một mảnh kỳ cảnh, là một vị cự yêu màu vàng vô cùng to lớn, lỗ chân lông khắp toàn thân màu vàng khai mở cắn nuốt ánh sáng của các vị thiên tinh thần, vô tận tinh quang từ lỗ chân lông thâm nhập vào trong cơ thể, khiến cho thân thể vô cùng to lớn của nó toát ra quang huy cực kỳ chói lòa, như là tinh không thần thú vậy. Vô số người tại Thiên Quật đều đã nhìn thấy cảnh tượng ấy. Tần Vấn Thiên đứng ngay sát cạnh cung điện trên không mà ngước mắt nhìn lên mảnh tinh không đó, ở bên cạnh hắn là Khuynh Thành lẳng lặng nép sát bên người, tuyệt đại quyến lữ. Hiện tại, tu vi của Mạc Khuynh Thành cũng đã bước vào cảnh giới thiên thần, tuy rằng thiên phú của nàng vẫn còn hơi kém, thế nhưng sau ngàn vạn năm tu hành bên trong bí cảnh, hơn nữa còn có điều kiện tu hành mà Tần Vấn Thiên thiết lập cho riêng nàng, nàng đã ngộ đạo trên vũ mệnh tinh thần và cuối cùng cũng đã lĩnh ngộ được thiên đạo, đặt chân thần cảnh. Không chỉ có mình nàng, như lần trước Càn Khôn giáo chủ và Cửu Thiên Huyền Nữ tới nhìn thấy vậy, hiện tại Thiên Quật khắp nơi nơi đều có thiên thần, thật sự có một đại quân thiên thần, nếu không vào Thiên Quật thì căn bản sẽ không tưởng tượng được bọn họ lại rầm rộ như vậy. Tiểu hỗn đảng càng lúc càng lợi hại, Mạc Khuynh Thành ôn nhu nói, mỗi người tại Thiên Quật đều đang trở nên mạnh mẽ hơn,
thế nhưng bọn hắn vẫn còn ngủ đông như cũ, bọn họ thì vẫn có thời gian chờ đợi, càng về sau, thiên quật sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Ân, tiểu hỗn đản đã có thể thu nạp đạo của các thiên võ mệnh tinh thần, nghe đồn thôn thiên thú thượng cổ có thể cắn nuốt cả mặt trời, mặt trăng và các vì sao, quả là cũng không phải nói xạo, Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu. Đúng vào lúc này, thân thể cao lớn trong tinh không chợt run rẩy, hơn nữa còn không ngừng trầm trọng thêm, xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Tần Vấn Thiên lóe lên, loại tình huống này trước đây chưa từng xuất hiện qua, tiểu hỗn đản là đang xảy ra chuyện gì? Đây là làm sao vậy? Mạc Khuynh Thành nhẹ giọng hỏi, ta đi xem sao? Thân hình Tần Vấn Thiên lóe lên, xuyên qua hư không, rất nhanh đã đi tới trong tinh không. Thân thể hắn xẹt qua trước thân thể cao lớn của tiểu hỗn đản, đi tới phía trước đầu hắn. Chỉ thấy tiểu hỗn đản hai mắt nhắm chặt, thân thể cao lớn điên cuồng rung động, trong miệng thậm chí còn nhả ra từng tiếng hô trầm thấp. Không, đừng! Hắn không ngừng lắc đầu, thân thể cũng theo đó mà run rẩy kịch liệt hơn. Tần Vấn Thiên chau mày, bàn tay đặt trên mặt tiểu hỗn đản, từng tia lực lượng kỳ diệu dũng mãnh tràn vào trong thân thể hắn. Không! Một tiếng rống to, tinh không chấn động, dường như các thiên tinh thần đều hơi run rẩy. Hai con mắt cực đại mở ra. Hắn thấy được Tần Vấn Thiên. Vấn Thiên, tiểu hỗn đản khẽ kêu lên, xảy ra chuyện gì? Tần Vấn Thiên nhẹ giọng hỏi, hình như ta đã nhìn thấy phụ mẫu ta. Tiểu hỗn đản mở miệng nói, khiến cho thân thể Tần Vấn Thiên rung lên. Tiểu hỗn đản chính là thôn thiên thú vương, năm đó hắn và Mạc Khuynh Thành gặp được nhau cũng là nhờ có nó, thế nhưng khi đó nó đã một thân một mình, không có đồng bạn, không có người thân, trời sinh đã có rất nhiều bản lĩnh kỳ diệu. Hắn cũng đã từng thắc mắc không rõ phụ mẫu của tiểu hỗn đản là ai, phụ mẫu của thôn thiên thú vương sẽ đơn giản hay sao, yêu thần và nhân loại khác nhau, mặc dù huyết thống truyền thừa của nhân loại là quan trọng, thế nhưng bọn họ vẫn có thể dựa vào việc tu hành trong lương lai, còn yêu thú thì lại khác, huyết mạch truyền thừa quan trọng hơn đối với yêu thú, thí dụ như tiểu hỗn đản là thôn thiên thú vương, phụ mẫu nó liệu có thể là yêu thú tầm thường hay sao, nhất định bọn họ cũng là thôn thiên thú vô cùng cường đại. Sao lại thấy được? Tần Vấn Thiên hỏi. Tiểu hỗn đản ở đây tu hành, không hề ra khỏi thiên quật, làm sao lại có khả năng nhìn thấy phụ mẫu của hắn? Ta vừa tu hành, cắn nuốt đạo của các thiên tinh thần, thì thấy bản thân như đang tiến vào trong một giấc mộng. Ta thấy được phụ mẫu ta, bọn họ cũng đã từng cắn nuốt các thiên tinh thần giống như ta. Trong nháy mắt ấy, như thể đang xuyên qua thời không, ta đã thấy được phụ mẫu của ta, bọn họ xuất hiện ở trong ký ức của ta. Hai con ngươi của tiểu hỗn đản hóa thành màu đỏ thẫm, hình như đặc biệt kích động, trong đầu vẫn quanh quẩn từng cảnh tượng lúc trước, có cái gì lưu lại hay không? Có thể biết bọn họ hiện tại như thế nào hay không? Tần Vấn Thiên hỏi, không có, bọn họ đã xảy ra chuyện, muốn cắn nuốt các thiên tinh thần lại bị cắn trả và bị thương nặng, sau đó có một thân ảnh mơ hồ xuất hiện ra tay đối phó bọn họ, chuyện sau đó ta không có cách nào nhìn thấy được, tiểu hỗn đản cắn răng, trầm thấp quát. Thân ảnh mơ hồ ở chỗ phụ mẫu ta là ai, không ngờ lại dậu đổ bìm leo, thứ đê tiện, cắn nuốt các thiên tinh thần, Tần Vấn Thiên run rẩy trong lòng. Quá điên cuồng. Lai lịch của tiểu hỗn đản cuối cùng lại khủng khiếp như vậy sao? Trong đầu hắn nghĩ đến một vài chuyện, đã có suy đoán gì đó rồi mà vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây thật sự là chân tướng hay sao? Đi về nghỉ ngơi trước đã, Tần Vấn Thiên nhẹ giọng nói, tiểu hỗn đản gật đầu. Thân thể vô cùng to lớn lập tức hóa nhỏ lại, rất nhanh đã hóa thành tiểu yêu tuyết trắng, khôi phục lại bộ dáng khả ái trước kia mà nhảy vào trong lòng Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên dậm bước quay về, trong đôi con ngươi vẫn lóe ra tinh quang. Lời nói vừa rồi của tiểu hỗn đản đã khiến cho hắn có kích động muốn giúp nó tìm ra thân thế. Sau khi trở lại cung điện trên bầu trời, Tần Vấn Thiên để cho tiểu hỗn đản đi nghỉ ngơi còn mình thì tìm đến phụ thân Tần Viễn Phong cùng với ngoại công Lạc Thần Xuyên. Ba người tập trung lại một chỗ, Vấn Thiên, ngươi có chuyện gì muốn hỏi hay sao? Lạc Thần Xuyên mở miệng nói, ngoại công, ta đã từng nghe ngươi đề cập tới một vài chuyện về thần vương của Thái Cổ Bắc Vực, trong cổ tịch có ghi chép, thần vương của Hoang Vực danh xưng là Hoang, tới nay không có cái tên nào khác được lưu truyền, thế ngoại công từng nói, thần vương Hoang cũng có khả năng không phải là người mà là yêu thú, có phải vậy không? Tần Vấn Thiên hỏi, thời đại Bắc Vực thần vương đã là quá lâu trước đây. Rất nhiều sách cổ đều không còn trọn vẹn, không thể khảo chứng được, chuyện người đời biết đến cũng chỉ là những chuyện lưu truyền từ trong cổ tịch. Ta cũng từng tìm hiểu qua về lịch sử của Hoang Vực, theo ta suy nghĩ, thần vương Hoang quả thật rất có khả năng là một vị yêu thú. Ta đã từng có một lần xem qua một cuốn sách cổ mục nát,
trong đó có ghi chép về một vài tích truyện của thần Vương Hoang, như là nuốt nhật nguyệt hay như là hái tinh thần. Căn cứ vào những manh mối này, bản thể của thần Vương Hoang rất có thể sẽ giống với yêu thú đồng bọn của ngươi, là một thôn thiên thú. Lạc Thần Xuyên mở miệng nói, đương nhiên, đã không tìm ra được gì trong cổ tịch nữa rồi, đây chỉ là một vài suy nghĩ của ta mà thôi. Vấn Thiên, ngươi hỏi những chuyện này, phải chăng đã phát hiện ra cái gì sao? Lạc Thần Xuyên có chút ngạc nhiên. Đúng, Tần Vấn Thiên gật đầu, nói, vừa này, khi tiểu hỗn đảng đang tu hành trong tinh không, hắn nói trong đầu mình xuất hiện một đoạn ký ức như là cảnh tượng trong mơ vậy, hắn thấy được phụ mẫu của hắn cắn nuốt các thiên tinh thần, bị cắn trả rồi lại bị một kẻ thần bí tập kích, sau đó thì cũng không biết có chuyện gì nữa. Vì vậy ta có vài suy đoán, thế nhưng thời gian lại hoàn toàn không trùng hợp, cho nên mới muốn hỏi ngoại công và phụ thân. Thời gian không thành vấn đề, Tần Viễn Phong mở miệng nói, đã đến trình độ thần vương thì bất cứ thủ đoạn nào cũng đều không tính là lạ, nguyệt thần đúc lăng mộ của thần, vô số năm sau mới trở về, nếu như thần vương hoang năm đó thật sự có hậu nhân nối dõi thì cũng có thể bố trí để cho hậu nhân sau vô số năm mới xuất thế, để chúng được đạo nuôi dưỡng. Ánh mắt Tần Vấn Thiên lóe lên, nếu như vậy thì thật sự có khả năng này, thế nhưng kẻ năm đó lén bất ngờ tập kích phụ mẫu của tiểu hỗn đảng là ai? Tần Vấn Thiên nhẹ giọng hỏi, e rằng phải tìm được hắn thì mới có thể có được đáp án. Nếu như suy đoán của ngươi chính là sự thật thì tiểu hỗn đảng sẽ là hậu nhân của thần Vương Hoang. Như vậy, cho dù phụ mẫu hắn có bị tổn thương nặng nề thì cũng sẽ không có quá nhiều kẻ dám đánh lén, rất có thể là nhân vật cùng cấp bậc. Tần Viễn Phong đáp lại, Lạc Thần Xuyên cũng gật đầu. Đến cấp bậc thần Vương, mặc dù ngươi có bị thương thì đối phương có là thiên thần cũng không thể tập kích bất ngờ là được. Nói như vậy, kẻ có khả năng nhất chính là mấy vị thần vương khác, Nguyệt Trường không có khả năng sẽ biết chút gì đó. Ánh mắt Tần Vấn Thiên lóe lên, suy đoán của hắn thật sự có thể được củng cố hay không? Giờ đây biểu hiện của tiểu hỗn đảng đã càng lúc càng nghịch thiên, nếu không thì hắn cũng sẽ không có suy đoán lớn như vậy mật. Tiểu Tây Thiên, tại một mảnh thời không độc lập, trong một thế giới màu vàng có Phật quang vàng rực giống như thánh quang đang thiêu đốt thế giới màu vàng này vậy. Ở tại thế giới màu vàng này lại có một bóng dáng vô cùng khổng lồ. Chiếc bóng này có chút hư ảo không chân thật, dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng biến mất. Phật quang màu vàng thánh khiết khóa thân thể khổng lồ của hắn lại, mỗi một tấc trong cơ thể hắn đều giống như có một ngọn Phật đăng đang thiêu đốt, những Phật đăng ấy liên kết lại làm một mà hóa thành dây xích kinh khủng nhất. Đúng lúc này, từ trong Phật quang đột nhiên có một thân ảnh mơ hồ xuất hiện, bóng người ấy cũng giống như hư ảo, không nhìn thấy rõ khuôn mặt, hai tay của hắn chắp lại trước ngực, hiển nhiên là một vị Phật tu. Sau khi hắn đi tới mảnh thời không này, này từng ngọn Phật đăng đều đổ về phía thân thể của hắn, Phật quang cũng tiến nhập vào cơ thể hắn, khiến cho thân thể hư ảo ấy dường như sẽ ngưng kết lại thêm chân thực vài phần. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa sống lại hay sao? Thân thể cao lớn đột nhiên mở mắt ra, phun ra một câu nói vô cùng uy nghiêm mà cũng lạnh như băng, cho dù rất suy yếu nhưng vẫn có khí thế kinh người. Từng chút một tróc đi thiên đạo mà ngươi đã từng cắn nuốt, đợi đến một ngày ngươi biến mất, pháp đạo của ta cũng sẽ cách ngày đại thành càng gần, tương lai ta chứng đạo chí cao, siêu thoát cửu thiên thì cũng sẽ có một phần công lao của ngươi. Tăng nhân khẽ nói, giọng hắn mờ mịt, có chút không chân thật, ngươi cho rằng mình có thể thành công. Vô số năm qua ta lại thấy được tương lai của ngươi đã cách ngày hủy diệt không còn xa, cho nên, ngươi mới đưa con nối dõi tới thời đại này. Tăng nhân bình tĩnh nói, khiến cho thân thể cao lớn kia run rẩy mãnh liệt, sau đó hắn nói, con nối dõi của ta. Ngươi không thừa nhận cũng không sao, dù gì thì hắn cũng đã xuất hiện. Không nghĩ tới, năm đó ngươi vậy mà vẫn giữ lại một chiêu, đáng tiếc, tất cả những điều này đều chỉ sẽ thành toàn ta mà thôi. Giọng nói của tăng nhân này không hề có một chút gợn sóng nào, từng chút một hấp thu Phật quang. Sau một hồi lâu hắn mới rời khỏi mảnh không gian này, bóng dáng khổng lồ đột nhiên rít gào rung trời, giống như đã bị kích thích cực lớn vậy, đã từng đến thời đại này sao? Hắn thật muốn đi xem một chút. Di tích của Sa tộc đã từng thành đống đổ nát khi Sa tộc rời đi, thế nhưng hiện tại nó đã tráng lệ trở lại, từng ngọn cung điện hùng vĩ đứng sừng sững, hơn nữa còn không thuộc về một thế lực nào mà là bị nhiều lực lượng chiếm đóng. Hiện tại ba thế lực lớn của Thái Cổ có thể thấy di tích Sa tộc chướng mắt, thế nhưng đối với các thế lực khác tại Thái Cổ mà nói, đây lại là của quý. Sau nhiều lần đại chiến mấy năm qua, bọn họ cuối cùng đã đạt được một thế cục cân bằng nào đó. Một vài thế lực chiếm khối bảo địa này không chịu rời đi, muốn tiếp tục đào bới bảo tàng của Sa tộc. Sa tộc đã từng có một thời cực thịnh, có thể so sánh với một quốc gia, chắc chắn sẽ không có khả năng dễ dàng khai cuộc đào bới mảnh di tích này. Tuy nhiên,
Những thế lực chiếm Sa tộc cũng không biết, các cường giả của Sa tộc đều đang tồn tại trong một mảnh thời không khác dưới đống đổ nát này. Trong mảnh không gian có thần diễm màu vàng đốt cháy trời cao này xuất hiện một lò luyện thế giới vô biên cực lớn, giống như lửa hỗn độn, bên trong có oai lực kinh thế tràn ngập, vô tận thần trận khắc trong khắp thiên địa. Nếu không có thần trận vô tận, một khi mảnh thần diễm hỗn độn này bạo phát thì cũng có thể dễ dàng phá hủy cả thế giới không gian. Mặc dù có thần trận, thế nhưng lúc này vẫn có dấu hiệu không áp chế được, trong mảnh thần diễm hỗn độn đã mơ hồ một kiện thần binh hỗn độn xuất hiện, không ngừng diễn hóa thành các loại hình thái, lực lượng phun ra từ trong đó đang từng chút một phá hủy thần trận, giống như muốn phá vỡ ràng buộc, xé nát mảnh không gian này. Sao lại có thể như vậy? Sắc mặt tộc trưởng Sa tộc trở nên khó coi. Bọn họ tiêu hao hết tâm huyết, cường giả Sa tộc mỗi đời đều cố gắng, có rất nhiều thiên thần đã tuẫn đạo vì nó, thế mà lại không có cách nào ngăn chặn nổi thần binh được luyện chế ra hay sao? Sa tộc bọn họ cũng không có đạo pháp đủ cường đại để khiến cho nó thành hình hay sao? Hắn không cam lòng, thần binh được toàn tộc chế luyện này chính là hy vọng cuối cùng của Sa tộc hắn, một khi thất bại thì Sa tộc sẽ bị hủy diệt, không còn tồn tại. Trên các trận pháp xung quanh thần diễm hỗn độn, vô số các cường giả của Sa tộc đều đang cố gắng, tất cả lực lượng đều dồn vào trong mảnh thần diễm hỗn độn, muốn ngưng hình khống chế thần binh. Đạo pháp dung nhập vào trong nỗ lực khai thông, đạt được cộng hưởng, thế nhưng thần diễm hỗn độn lại phun ra lực lượng kinh người đột nhiên hóa thành một vòng xoáy hỗn độn, điên cuồng cắn nuốt đạo pháp của mọi người, không có bất kỳ cộng hưởng nào được sinh ra. Cẩn thận, nó đang cắn trả. Có một vị thiên thần kêu lên, sau đó, chỉ thấy một vị cường giả Sa tộc kêu thảm một tiếng, trực tiếp hóa thành tro tàn mà bay vào trong thần diễm hỗn độn, hóa thành một phần trong đó. Ầm, từ trong thần diễm phun ra một lực lượng kinh người, vòng xoáy đáng sợ đang gầm thét. Sau đó, không ngừng có người phát ra những tiếng kêu thảm thiết rồi tan thành mây khói, tất cả đều bị cuốn vào trong thần diễm, trở thành tro tàn, bị vòng xoáy ấy hấp thu. Tộc trưởng, rất nhiều người đưa ánh mắt về phía tộc trưởng Sa tộc. Sắc mặt Sa hầu tái xanh, bọn họ đời đời cố gắng, tâm huyết luyện chế của toàn tộc cuối cùng lại chính là một con quái vật không thể khống chế được hay sao? Chỉ còn chút nữa thôi là kiện thần binh ấy đã sắp xuất thế, thế nhưng lực lượng của bọn họ lại không khống chế nổi. Sắc mặt Sa hầu có vài phần vặn vẹo, lạnh như băng nói, chế phục nó, nếu như nó phá hủy mảnh không gian này thì Sa tộc cũng sẽ diệt vong. Các cường giả Sa tộc đều lộ ra thần sắc điên cuồng, bọn họ hiểu rõ lời của tộc trưởng nói là sự thực, uy lực của thần binh này quá cường đại, nếu không áp chế được thì cả không gian đều sẽ bị phá hủy, Sa tộc cũng sẽ đồng dạng biến mất. Bọn họ ai cũng đều điên cuồng phóng ra lực lượng của chính mình hòng áp chế và kích phát thần trận, thế nhưng vô ích, vòng xoáy khủng khiếp kia vẫn cắn nuốt thiêu đốt tất cả lực lượng, thần diễm rít gào, xông thẳng lên trời, muốn thiêu cả trời cao, cường giả Sa tộc không ngừng bị cuốn vào bên trong. Một tiếng gầm giận dữ truyền ra, là một thiên thần đang rít gào, thế nhưng cũng vô ích, hắn cũng bị cuốn vào bên trong, trở thành một phần của thần diễm hỗn độn, thần diễm màu vàng đốt cháy trời cao. Trong vòng xoáy hỗn độn cuối cùng lại mơ hồ có một hình mặt người xuất hiện, giống như là ma quỷ vậy, khắp cả không gian đều đang kêu rên. Đây là tai ương của Sa tộc, Sa hầu nhìn cảnh tượng như vậy, đáy mắt lộ ra thần sắc thống khổ. Không ngờ Sa tộc lại bị thần binh mà bọn họ đời đời hao hết tâm huyết cố gắng chế luyện hủy diệt, đây là châm chọc tới mức nào, hắn không cam lòng. Vô tận thần trận bao trùm khoảng trời cao, Sa hầu cầm quyền trượng trong tay luyện hóa chư thiên. Hắn bước ra phía trước một bước, chỉ thấy lực lượng luyện thế phóng ra, hóa lại bóng người như ma quỷ sinh ra bên trong thần diễm hỗn độn. Bóng dáng kia ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn Sa hầu, giống như là một tồn tại sống vậy, khiến cho trong lòng Sa hầu hung hăng run rẩy. Nếu các ngươi đã tạo nên ta thì sao còn muốn phản kháng, cứ để sinh mạng cùng với lực lượng của tất cả các ngươi dung nhập vào trên người ta đi thôi. Vậy chính là hoàn thành tâm nguyện của các ngươi, khuynh diệt hết tất cả, luyện chế được ta. Bóng người như ma quỷ mở miệng nói, vậy mà lại là tiếng người. Giọng nói của hắn lạnh như băng không có một tia tình cảm, hắn vốn không phải người, mà là thần khí được luyện chế ra. Chúng ta tạo nên ngươi, nhưng lại không hề nghĩ đến sẽ bị ngươi cắn trả. Sa hầu lạnh lùng nói, từ trong trí nhớ của bọn hắn, ta đã biết mục đích các ngươi tạo nên ta, chính là muốn tạo một thần binh siêu thoát tất cả. Nếu đã là như vậy, các ngươi nên biết lực lượng của các ngươi sẽ không thể khống chế được ta. Nếu như có thể khống chế ta thì lại không có cách nào đạt được mục tiêu của các ngươi, chẳng lẽ ngươi không hiểu rõ tất cả những điều này? Ngươi là kẻ ngu xuẩn hay sao? Giọng nói máy móc băng lãnh lại vang lên, sắc mặt Sa hầu khó coi, vậy
vậy mà hắn cuối cùng lại cứng họng. Quả thật, bọn họ muốn tạo nên một kiện thần binh siêu thoát tất cả, nó dĩ nhiên sẽ vượt ra khỏi phạm trù năng lực của bọn họ, vậy thì bọn họ sao có thể khống chế được? Tất cả những điều này chẳng lẽ không phải chính là gieo gió gặt bão hay sao? Ta không nghĩ tới chuyện sẽ chế luyện ra được một quái vật như ngươi. Sa Hầu than thở. Đây chính là số phận của sa tộc bọn họ hay sao? Có lẽ vậy. Giọng nói lạnh như băng lại truyền ra, khắp không gian đều đang bị phá hủy, vô số người của sa tộc đều bị tán diệt, trở thành một phần của thần khí. Cuối cùng, bóng người như ma quỷ lại phát ra một tiếng thở dài. Ta được các người chế luyện mà thành, chung quy vẫn bị các ngươi ảnh hưởng, chấp niệm này thật mạnh. Nếu đã như vậy thì sau này ngươi chính là ta chính là ngươi. Vừa dứt lời, thần binh này trực tiếp phá vỡ lực lượng luyện thế của Sa Hầu, nuốt chửng thân thể của hắn vào bên trong, sau đó từng chút một dung nhập vào trong thân thể của hắn. Thân thể Sa Hầu run rẩy kịch liệt, dường như hắn đang bị ma quỷ nhập thân vậy. Tại mảnh không gian trong thế giới này, lực lượng vô cùng vô tận điên cuồng lao vào trong cơ thể hắn, muốn tiêu hóa sạch sẽ toàn bộ lực lượng của thế giới này. Hỗn độn thần diễm kinh người phá vỡ tất cả, xé nát mảnh không gian. Tại di tích sa tộc vẫn có rất nhiều người đang thăm dò, thậm chí còn bạo phát thành một vài xung đột, có không ít người đang giằng co. Thế nhưng đúng vào lúc đó, cả thế giới dường như rung lên một cái, sau đó không gian bị xé mở, một uy áp hủy diệt tất cả bạo phát, trong không gian thứ nguyên xuất hiện một chùm sáng xé rách tất cả. Không, có một người phản ứng lại nhưng đã muộn, khi ánh sáng kia bạo phát, tất cả đều tan thành mây khói, từng tòa kiến trúc đứng sừng sững tại di tích sa tộc một lần nữa bị xé thành phấn vụn, hóa thành một đống đổ nát. Ánh sáng này không chỉ cắn nuốt đống đổ nát của sa tộc mà còn đang không ngừng khuếch tán về bốn phía xung quanh, như là thực sự có uy lực diệt thế mà không ngừng hủy diệt tất cả. Những người ở phía xa vừa nhìn thấy được ánh sáng hủy diệt này thì lực lượng kia đã đáp xuống, bao phủ lấy tất cả bọn họ. Chùm sáng đáng sợ ấy xông thẳng lên trời, giống như là muốn phá vỡ cửu thiên. Hùng thành mênh mông của sa tộc bị hủy diệt, cả một thành bị phá hủy, hóa thành một đống đổ nát. Người người trên khắp thái cổ địa vực vô tận đều có thể nhìn thấy ánh sáng kia, trong lòng bọn họ điên cuồng rung lên, có chuyện gì xảy ra ở sa tộc vậy? Lúc này, trên mảnh phế tích ấy, tộc trưởng sa tộc Sa Hầu đứng ở đó, khí chất của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như là một thần binh lạnh như băng vậy, lạnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ. Hiện tại, hắn chính là thần binh chính là hắn. Sa tộc đời đời cố gắng, dùng lực lượng của toàn tộc mong luyện chế ra một thần binh tuyệt thế, cuối cùng nó lại cắn trả phá hủy sa tộc. Tuy nhiên chấp niệm của cường giả sa tộc cũng ảnh hưởng tới kiện thần binh đó, vì vậy tất cả những điều này đã tạo thành hắn của hiện tại. Sa Hầu hắn đã không còn là Sa Hầu trước đây. Ánh sáng vô tận rực rỡ phóng ra từ trên người hắn hóa thành thế giới màu vàng phủ khắp mặt đất. Rất nhanh, từng tòa cung điện màu vàng đã mọc lên trên mặt đất bằng phẳng, sinh ra từ trong đống đổ nát. Chúng không ngừng lan tràn về khắp tám phía, hóa thành một tòa thành mênh mông, không ngờ lại giống sa tộc trước đây như đúc. Sau khi hủy diệt sa tộc, hắn phải một lần nữa sáng tạo sa tộc. Hiện tại có hắn ở đây, sa tộc sẽ không một lần nữa diệt vong, hắn sẽ đại biểu cho toàn bộ sa tộc, tính mạng của một mình hắn gánh cho vô số nhân mạng của sa tộc. Sa tộc bạo phát động tĩnh lớn như vậy, cả một tòa thành bị phá hủy, tin tức rất nhanh đã truyền đi khắp thái cổ tiên vực có chút chấn động. Rất nhiều người đều muốn biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở sa tộc. Rất nhanh đã có người nói rằng thấy được tộc trưởng sa tộc Sa Hầu, hắn đã trở về, hơn nữa còn đã đột phá đến một cảnh giới cường đại hơn, có thể so với thần vương. Hắn trở về xây dựng lại sa tộc, chuẩn bị tranh giành thái cổ. Chẳng lẽ, thế ba chân vạc vững chắc đã bị phá vỡ? Lực lượng thứ tư đã xuất hiện hay sao? Sa tộc phát sinh biến hóa lớn như vậy, chắc hẳn ba thế lực lớn sẽ đứng ngồi không yên. Tại thiên quật, sau khi Tần Vấn Thiên nhận được tin tức thì liền có chút giật mình, không ngờ sa tộc lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa chỉ có một mình tộc trưởng sa tộc trở về, quả là quỷ dị. Tề Vũ chủ động xin đi giết giặc, muốn tới sa tộc thăm dò thực hư một chút, nếu như có thể thì sẽ giết chết tộc trưởng sa tộc Sa Hầu luôn. Thế nhưng Tần Vấn Thiên lại không đồng ý, hắn cảm nhận được một tia không tầm thường. Tộc trưởng sa tộc dám một lần nữa xuất hiện, sau khi hủy diệt cả một thành lại xây dựng lại sa tộc. Chuyện tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, rất có khả năng sẽ giống như truyền thuyết đồn đại bên ngoài, hắn đã đột phá cảnh giới lên đến một cấp bậc khác. Sau khi Sa Hầu đúc lại sa tộc liền cứ sống ở đó không rời đi, ba thế lực tại thái cổ cũng không có động tĩnh gì. Mãi đến một ngày, có vài vị thiên thần quang lâm,
bọn họ chính là tộc trưởng cùng một vài thiên thần của ngục thần tộc, bọn họ đã quy thuận Nguyệt Trường Không, đến đây tìm hiểu nguyên do cặn kẽ. Nhìn tòa thành vàng rực còn to rộng hơn trước đây trước mắt, tộc trưởng ngục thần tộc mở miệng nói, Sa huynh, bằng hữu cũ đã tới bái phỏng sao còn không ra gặp. Từ trong thành lớn màu vàng, một chùm sáng lập lòe vô cùng chói mắt xuất hiện, sau đó liền hóa thành một bóng người, chính là tộc trưởng Sa tộc Sa Hầu. Ánh mắt của hắn ngưng lại nhìn cường giả vừa đến, nói, không nghĩ tới người đầu tiên tới lại là ngươi. Giọng nói của hắn đặc biệt lạnh, lạnh như băng giống như binh khí vậy, không có tình cảm. Sa tộc phát sinh chuyện lớn như vậy, ta đương nhiên phải đến xem. Tộc trưởng ngục thần tộc cười nói, ngày trước chúng ta liên thủ tấn công thiên quật, không nghĩ tới lại có kết cục thất bại. Đáng hận hơn chính là kết thúc thì thiên quật lại thuộc về thời đại của chúng ta. Mối hận này hẳn là Sa huynh sẽ không quên chứ. Ngươi muốn nói cái gì? Đôi mắt của Sa Hầu toát lên ánh sáng lạnh như hàn băng, khiến cho người ta không tự chủ được mà sinh ra cảm giác ớn lạnh. Hiện tại chắc hẳn Sa huynh cũng biết vài tin đồn liên quan tới Thái Cổ. Ta giờ đã đi theo Nguyệt Trường Không, trên người hắn có hai cổ lực lượng đại thần vương. Tại Thái Cổ chính là không ai sánh bằng. Sao Sa huynh không quy thuận cùng ta, hủy diệt thiên quật, nhất thống Thái Cổ? Tộc trưởng ngục thần tộc nói ra mục đích của chuyến đi này, chính là do Nguyệt Trường Không lệnh hắn đến đây bảo Sa Hầu quy thuận. Sa Hầu lạnh như băng nhìn hắn, khóe miệng có vài phần châm chọc, nói, lúc đầu Tần Vấn Thiên ra tay với Tần tộc cũng như hủy diệt Lôi tộc, cái người mà ngươi bảo là Thái Cổ không ai sánh bằng cũng nào có xuất hiện, còn có thế giới Tây Phương, khi chúng ta tấn công thiên quật thì phía sau vẫn có sự tồn tại của bọn họ nhưng ngay cả mặt mũi cũng không có thấy. Lẽ nào ngươi vẫn nhìn không rõ tất cả những điều này sao? Trước đây chúng ta chẳng qua đều là quân cờ mà thôi. Tộc trưởng ngục thần tộc trùng mình, không ngờ cường đại như bọn họ cũng chỉ có thể làm quân cờ. Đây là một chuyện thật đáng buồn. Thế nhưng ván cờ này là do những kẻ mạnh nhất Thái Cổ đánh với nhau. Kẻ nào thắng được ván cờ ấy sẽ nhận được toàn bộ thiên hạ. Cho nên, hiện tại, dù hắn vẫn còn là quân cờ nhưng lại là nguyện ý làm một quân cờ, không thể không làm một quân cờ. Sa huynh, con người khi còn sống có rất nhiều bất đắc dĩ, ngươi không lựa chọn cũng không được. Tộc trưởng ngục thần tộc giống như đang cảm thán lại cũng giống như đang uy hiếp. Sa Hầu chỉ là lạnh như băng mà cười. Ngươi nói không sai, con người khi còn sống ai cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, nhưng từ nay về sau, ta muốn bản thân làm chủ cuộc đời của ta. Sa tộc đã hủy diệt, Sa Hầu ta cũng đã từng chết một lần, hiện tại ta đã không phải là ta của ngày xưa, niệm tình ngươi và ta đã từng sống vai chiến đấu, ngươi đi đi. Ta sẽ không làm khó dễ ngươi, Sa huynh đừng khiến ta phải khó xử. Tộc trưởng ngục thần tộc nói, Sa Hầu thoáng lộ ra một vẻ giễu cợt, khó xử. Hắn đích xác không muốn đối phó tộc trưởng ngục thần tộc, chẳng qua tên đó cũng là một quân cờ bị người lợi dụng, bằng không hắn căn bản sẽ không thừa lời với đối phương. Trở về đi, Sa Hầu xoay người, trong tròng mắt tộc trưởng ngục thần tộc hiện lên một tia sáng lạnh lẽo. Hắn phất phất tay, nhất thời thiên thần bên cạnh liền phóng ra thần uy. Lưỡi dao không gian sắc bén vô cùng cường đại xé nát hư không, hạ xuống trước người Sa Hầu. Thân thể Sa Hầu dừng lại trong hư không, khi lưỡi dao không gian đáng sợ sắc bén kia chém vào trên thân thể hắn, nó lại phát ra từng tiếng suy suy chói tai. Công kích thần thông giống như đang đánh vào trên thần binh kiên cố nhất thế gian chứ không phải là thân thể máu thịt. Sa Hầu chậm rãi xoay người, con ngươi của hắn càng lạnh thêm vài phần, nhìn lướt qua mấy vị thiên thần của ngục thần tộc. Ân, vị thiên thần vừa công kích khẽ nhíu mày, ngón tay hắn vẽ về phía trước, trong phút chốc, một phong bạo không gian màu vàng đáng sợ xé nát tất cả cắn nuốt tiến về phía Sa Hầu. Thế nhưng trong cổ gió lốc kinh người ấy, Sa Hầu vẫn đứng lặng lẽ tại chỗ, y phục màu vàng trên người bay phất phới theo gió, chớ nói đến thân thể, kể cả quần áo cũng đều không bị xé nát. Một màn đáng sợ này khiến cho sắc mặt mấy vị thiên thần của ngục thần tộc đều thay đổi, bao gồm cả tộc trưởng ngục thần tộc. Đến cảnh giới thiên thần thì thân thể quả thật đã là cực kỳ đáng sợ. Có người có thân thể cường đại, nhục thể có thể so với thần binh, thế nhưng dù có thế nào thì khi dùng lực lượng thiên đạo công kích, đối phương vẫn có thể bị chấn động. Vậy mà lúc này, khi lực lượng đạo pháp cường đại công kích ở trên người Sa Hầu, hắn căn bản còn không cần phản kháng, tùy ý công kích đánh vào thân thể, hoàn toàn bất động, đây đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Đạo pháp không gian, khóe miệng Sa Hầu cong lên lạnh như băng, chỉ thấy hắn vươn tay, ra tay về phía vị thiên thần kia. Trong chớp nhoáng này, không gian giữa hai người sản sinh ra một lối đi này trực tiếp bị vòng xoáy màu vàng đáng sợ bao vây lấy tất cả, sau đó, dường như có vô tận lưỡi dao thần binh sắc bén xuất hiện bên trong vòng xoáy hóa thành gió bão thần binh, muốn nhân thời cơ mà xé nát thông đạo trong không gian.
thần sắc của vị cường giả thiên thần kia biến hóa kịch liệt, bàn tay hướng lên trên khoảng không mà đánh ra, muốn mở một con đường rời khỏi mảnh không gian này, còn muốn đi, giọng nói của Sa Hầu lạnh giá, bàn tay nắm chặt, thông đạo trong không gian điên cuồng xoay tròn vặn vẹo, trong phút chốc, khắp cả vòng xoáy đều vặn vẹo, thân thể của vị cường giả ngục thần tộc kia cũng vặn vẹo trong mảnh thời không bị vặn vẹo đó, vô cùng hỗn loạn, Sa tiền bối tha mạng, thiên thần kia lớn tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu rên và tiếng cầu xin tha thứ cùng truyền ra, thế nhưng Sa Hầu lại căn bản không có ý tứ dừng tay, hắn đứng ở đó, cánh tay vươn ra vẫn chậm rãi xoay tròn, cả mảnh thời không theo luật động của cánh tay hắn mà xoay tròn, vòng xoáy đáng sợ xé nát tất cả, vị cường giả thiên thần ngục thần tộc tán diệt trong đó, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng đều không có, vài thiên thần bên cạnh nơm nớp lo sợ mà nhìn tất cả những chuyện này phát sinh, thậm chí, tộc trưởng ngục thần tộc cũng không ra tay, chỉ đứng ở bên cạnh quan sát cảnh tượng như vậy, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, Nguyệt Trường không lệnh cho hắn đến đây thăm dò thực hư, nếu như có thể liền đưa Sa Hầu về theo. Mặc dù ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị tâm lý là Sa Hầu có khả năng sẽ mạnh hơn so với trước đây, thế nhưng hắn hiển nhiên không có nghĩ đến Sa Hầu lại sẽ mạnh như vậy, thiên thần ở trong tay hắn chỉ giống như một con kiến hôi, hơn nữa đây còn là tùy ý ra tay, nếu như Sa Hầu xuất ra toàn lực thì hiện tại hắn đã mạnh tới mức nào, Nguyệt Trường không muốn ta quy thuận. Lúc này, giọng nói của Sa Hầu truyền ra, hắn đưa mắt nhìn về phía tộc trưởng ngục thần tộc, lạnh nhạt nói, bảo chính hắn tới tìm ta. Ta cũng muốn xem thử một chút, hắn một thân kim hai lực lượng đại thần vương thì lại mạnh tới mức nào. Tộc trưởng ngục thần tộc khẽ run, thời khắc này Sa Hầu tự tin như vậy, tự tin đến muốn thử xem thực lực của thần vương như nào. Hắn dường như đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một người khác, hoàn toàn không giống trước đây. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với hắn, những người khác của Sa tộc ở đâu? Vì sao chỉ có một mình Sa Hầu xuất hiện, ta không muốn giết ngươi. Bằng không ngươi cũng không thoát được khỏi mảnh không gian này, thay ta chuyển lời tới Nguyệt Trường Không, nếu không tự mình tới tìm ta thì cũng đừng trêu chọc ta, còn có cả thế giới Tây Phương và Thiên Quật, cứ chờ đó, Sa Hầu ta sẽ tới. Trong giọng nói lạnh như băng của Sa Hầu toát lên một sự tự tin cường đại, còn có cả thù hận, hắn hận Tần Vấn Thiên, nếu không phải là Tần Vấn Thiên và thế lực của Thiên Quật thì Sa tộc hắn đây đã không cần như chó nhà có tang mà tránh né vào không gian thứ nguyên, hắn cũng hận thế giới Tây Phương. Dám lợi dụng bọn hắn làm quân cờ, bản thân lại không lộ diện. Hiện tại, nếu Sa Hầu hắn đã tập hợp chấp niệm của toàn bộ Sa tộc vào thân mình, là một khối với thần binh, như vậy thì hắn sẽ đòi lại món nợ này. Cho dù hiện tại, Sa tộc chỉ còn lại có một mình hắn vẫn sẽ khiến cho cái tên của Sa tộc vang vọng khắp toàn bộ Thái Cổ. Tộc trưởng ngục thần tộc nghe ngữ điệu tự tin cuồng vọng của đối phương mà không dám phản bác cái gì. Tuy rằng đều là cảnh giới thiên thần nhưng hiện tại sợ là hắn đã bị đối phương bỏ xa, hắn đã không có cách nào so sánh được với độ sâu của cảnh giới của Sa Hầu. Nếu như phân chia cảnh giới thiên thần, đại khái có thể chia ra làm trình độ thiên thần bình thường, trình độ thiên thần đỉnh cấp như hắn có sẽ do những người thuộc thế lực cao cấp nắm giữ trong tay, trên nữa là trình độ như của lão giáo chủ Càn Khôn giáo hay Tần Đỉnh, còn Tần Viễn Phong khi trở về có khả năng còn ở cấp trên nữa, tức là đã tiếp cận cổ thần vương. Như vậy hiện tại, Sa Hầu là thuộc trình độ gì? Liệu có phải hắn đã ở cấp bậc như Tần Viễn Phong, hoặc là còn mạnh hơn? Có thể so với cổ thần vương, tộc trưởng ngục thần tộc không có cách nào biết được, bởi vì rốt cuộc trình độ ấy mạnh tới mức nào, hắn cũng không rõ ràng. Về phần kẻ nắm giữ thiên quật trong tay Tần Vấn Thiên, năm đó hắn đã có thể nghiền ép tộc trưởng lôi tộc, thực lực khi đó của hắn chắc hẳn là đã ở trình độ như Tần Đỉnh cùng với lão giáo chủ của Càn Khôn giáo, về phần hiện tại. E là đã mạnh hơn. Hiện tại Thái Cổ đang tiến vào một thời đại điên cuồng, chư hùng tranh bá, tộc trưởng ngục thần tộc rời đi, cái tên Sa Hầu lại một lần nữa vang vọng khắp Thái Cổ, không có ai biết hắn vì sao lại làm được đến mức đó hay hắn đã từng trải nghiệm chuyện gì. Tuy nhiên thế nhân tán thành thực lực của hắn, sợ rằng hắn thật sự có khả năng dựa vào sức của một người mà trở thành thế lực lớn thứ tư tại Thái Cổ. Những lời mà Sa Hầu nói với tộc trưởng ngục thần tộc cũng truyền khắp Thái Cổ tiên vực, tại Thiên Quật. Tần Vấn Thiên hạ lệnh, người của thần tông gần đây không nên tùy tiện ra ngoài, Sa Hầu có thể sẽ nhằm vào thiên quật bọn họ. Tuy rằng không biết Sa Hầu đã từng trải qua chuyện gì, thế nhưng Tần Vấn Thiên suy đoán, Sa tộc có khả năng đã diệt vong. Trong thiên quật, tại cung điện treo trên bầu trời, luyện ngục xuất hiện ở bên cạnh Tần Vấn Thiên, gọi một tiếng, Tần Đại Ca, hiện tại luyện ngục cũng đã ở cảnh giới thiên thần, mọi người đều được triệu vào thiên quật cả rồi chứ.
Tần Vấn Thiên nhìn dung nhan xinh đẹp của Luyện Ngục, nhẹ giọng hỏi. Ân. Luyện Ngục gật đầu. Tần đại ca, chúng ta ra ngoài tìm Sa Hầu không được sao? Với thực lực như bây giờ của Tề Vũ, Quân Mộng Trần và Tiểu Hỗn Đảng, cứ để bọn họ đi ra ngoài được rồi. Nàng hiển nhiên là cho rằng Tần Vấn Thiên có chút cẩn thận hơi quá mức. Tần Vấn Thiên nhìn Luyện Ngục ôn hòa cười, đưa tay xoa xoa đầu của nàng, nói, thái cổ đã không còn giống như xưa, bởi vì sơ suất của ta mà Tiểu Diệp đã không có cách nào trở về, hiện tại ta không muốn lại mất đi bất kỳ ai trong số các ngươi. Sa Hầu lẻ loi một mình, chúng ta khó đối phó với hắn, nhưng mục tiêu của chúng ta lại rất lớn, cứ ở thiên quật chờ hắn đến đây đi, hắn sẽ đến chứ? Luyện Ngục hỏi. Sẽ. Tần Vấn Thiên gật đầu, ta suy đoán, có khả năng Sa tộc đã không còn tồn tại, Sa Hầu sẽ nổi giận mà giận chó đánh mèo, đánh tới trên người chúng ta. Dựa vào mấy lời hắn đã nói với Ngục thần tộc, hắn nhất định sẽ tới. Vô Nhai hải vực, Tần Thiên Thần Tông đứng sừng sững, giống như một thần quốc trên biển bao trùm lấy hải vực, thần tông của hiện tại đã hơn xưa rất nhiều. Năm đó Tần tộc bị hủy diệt, Tần Vấn Thiên lại dẫn quân đoàn thiên thần đi hủy diệt Ngục thần tộc, các thế lực đỉnh cấp thái cổ thoái lui không dám đối đầu, thậm chí còn quy thuận Nguyệt Trường Không. Từ đó về sau, Tần Thiên Thần Tông liền có địa vị siêu nhiên tại thái cổ, hơn 10 năm qua không ngừng có cường giả gia nhập Tần Thiên Thần Tông. Sát hạch của thần tông đặc biệt nghiêm khắc, đệ tử nòng cốt vẫn là các cường giả năm đó đi theo Tần Vấn Thiên, chỉ có bọn họ mới có tư cách tự do ra vào thiên quật mà tu hành. Những người năm đó đã từng liều mạng lưu lại hộ vệ cho thần tông, cùng chung hoạn nạn với thần tông đều được Tần Vấn Thiên ban cho bí cảnh để tu hành. Trong các đệ tử đó, đã có rất nhiều thiên thần được ra đời, mà hết thảy những chuyện này đều chỉ có người thiên quật mới biết được. Đệ tử trong Tần Thiên Thần Tông cũng chỉ có thể rình đến một góc của tảng băng mà thôi. Tần Thiên Thần Tông giáp với Vô Nhai Thành, hiện tại Vô Nhai Thành sớm đã trở thành thuộc địa của Thần Tông, sùng bái Thần Tông cuồng nhiệt. Bởi vì mấy năm nay mọi sự bình yên, có rất nhiều cường giả đến từ các vực trong thái cổ tập trung về Vô Nhai Thành chiêm ngưỡng Tần Thiên Thần Tông, trong đó cũng có người muốn bái nhập, cả tòa Vô Nhai Thành vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Trong các đại tửu lâu khách điếm ở Vô Nhai Thành, khách khứa quanh năm chật ních, tất cả đều bàn luận thế cục hiện nay của thái cổ. Trên đường phố Vô Nhai Thành cũng có rất nhiều cường giả chậm rãi bước đi. Vạn dặm trời quang, chợt có một tiếng rít gào chói tai truyền đến, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, một chùm sáng màu vàng còn muốn chói mắt hơn ánh nắng đột nhiên đập vào mắt họ, khiến cho bọn họ cũng khó có thể mở mắt. Đó là cái gì? Giờ phút này, không ngừng có người ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, ánh sáng càng lúc càng chói lòa, làm đau mắt người ta. Âm thanh gào thét khủng khiếp truyền ra, khắp cả vòng trời phóng ra vô số thần hoa, thần binh, trời giáng thần binh. Có tiếng kêu kinh ngạc truyền ra, rất nhiều người đều thấy lòng mình run rẩy mãnh liệt, từng đạo oai lực của thiên đạo từ trên bầu trời đáp xuống, không ngờ từng chùm sáng lại là từng kiện thần binh, chúng đáp xuống giống như mưa sao băng vậy. Cuối cùng, kèm theo một tiếng nổ rung trời, mặt đất bị xé rách, rất nhiều người phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt cả phạm vi vạn dặm đều bị san thành bình địa. Chỉ là dư âm mà đã khiến cho rất nhiều người vô tội phải chết. Ầm, ầm, ầm. Không ngừng có tiếng nổ lớn kinh thiên truyền ra, Vô Nhai Thành giống như đang có địa chấn bạo phát, cực kỳ đáng sợ. Thần binh, thái cổ thiên giáng thần binh, vô số người phát ra những tiếng thét điên cuồng chói tai. Đây là một tai nạn, vô số người đã phải chết, thế nhưng đây cũng là một bữa tiệc thịnh soạn, thần binh từ trên trời cao rơi xuống, rơi vào trong Vô Nhai Thành, khiến cho các cường giả điên cuồng. Kẻ yếu thì đau thương, cường giả thì hưng phấn lao về phía thần binh rơi xuống. Đây mới thực sự là thần khí, là thần binh thiên thần có oai lực hủy thiên diệt địa. Nếu có thể đoạt được thần binh thì sẽ có thể cảm ngộ được lực lượng thiên đạo tích chứa trong đó, còn có thể nâng cao thực lực của chính mình trên diện rộng. Ở thái cổ tiên vực, chỉ có cường giả thiên thần mới có tư cách sử dụng loại thần binh có cấp bậc như vậy. Thế mà bây giờ bọn họ lại được có cơ hội đoạt được những thần binh này, sao lại không khiến người ta điên cuồng cơ chứ? Nhưng mà thần khí thì sao lại dễ dàng đoạt được như vậy? Thần khí đáp xuống Vô Nhai Thành phóng ra đạo uy, cường giả dưới cảnh giới thiên thần căn bản là không chạm vào được, bị lực lượng mà chúng phóng ra chặn đứng từ bên ngoài, nếu tới gần thậm chí còn có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Thái cổ đại biến, giờ đến cả trời cao cũng đã biến đổi hay sao, lại còn giáng xuống thần khí. Trong Vô Nhai Thành có một vị lão già ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mà cảm thán một tiếng, tu vi của hắn cường đại. Là một nhân vật cấp bậc giới chủ tài ba, thế nhưng hắn vẫn không có cách nào đoạt được thần khí vừa đáp xuống, chỉ có thể cảm thán. Những thần khí rơi vào Vô Nhai Thành có thần kiếm, có thần kích,
Tất cả đều là thần binh lợi khí khác nhau, không người nào biết nguyên nhân là do đâu hay chúng từ đâu mà đến, ngoại trừ trời xanh thì còn ai có thể mạnh tay như vậy. Động tĩnh phát sinh tại Vô Nhai thành khổng lồ như vậy, nó đương nhiên sẽ kinh động tới địa phương thần thánh bao trùm Vô Nhai hải vực, chính là Tần Thiên Thần Tông. Lập tức có cường giả của Thần Tông đến điều tra, sau đó liền truyền về tin tức. Đầu tiên là truyền vào Thần Tông, sau lại truyền vào trong thiên quật, các nhân vật thượng tầng lục tục nhận được tin tức, bọn họ đều cảm nhận được một ý vị không tầm thường. Vì vậy, bọn họ hạ lệnh, phái cường giả đi điều tra, thậm chí còn xuất động cường giả cảnh giới thiên thần. Các cường giả năm đó đi theo Tần Vấn Thiên bao gồm Vạn Ma Đảo, Đấu Chiến Thánh Tộc, Nam Hoàng Thị cùng rất nhiều thế lực, lãnh tụ của bọn họ, Bạch Tinh, Tề Vũ, Nam Hoàng Nữ Đế vân vân từ lâu đã đặt chân vào thần cảnh, mấy năm này trong những người đến sau cũng đã lục tục sinh ra thiên thần. Những cường giả tới Vô Nhai thành điều tra chính là những người trong số các thiên thần đi ra từ trong thiên quật. Trời giáng thần binh mặc dù là chuyện lạ nhưng vẫn không khiến cho Tần Vấn Thiên kinh động. Hiện tại Tần Thiên Thần Tông đã là một thế lực khổng lồ tới nhường nào, Tần Vấn Thiên không có khả năng trực tiếp xử lý mọi chuyện, chỉ có các chuyện lớn không giải quyết được thì mới có thể truyền vào trong tai hắn, nếu không thì việc có nhiều thiên thần như vậy lại có ý nghĩa gì. Ở Thái Cổ, thiên thần có thể một mình đảm đương một phía, bọn họ là tồn tại đỉnh cấp, chỉ vì hiện tại thời đại biến hóa, thiên quật sinh ra quân đoàn thiên thần, lại có thần vương hiện thế, cùng với những tồn tại gần thần vương. Vậy nên thiên thần mới có vẻ chẳng có gì nổi bật. Nam Hoàng Vân Hy và Nam Hoàng Sanh Ca của Nam Hoàng Thị cùng nhau đi tới Vô Nhai thành điều tra, đồng hành còn có mấy vị thiên thần nữa. Thần niệm của bọn họ bao trùm Vô Nhai thành, sau đó liền đi về phía một món thần binh trong số đó. Đó là một thanh thần kiếm rực rỡ chói lòa, có khả năng chặt đứt hư không, uy lực vô cùng. Một vị cường giả thiên thần của cơ môn bước ra, bàn tay nàng phóng ra đạo pháp không gian cường đại bao phủ lấy chuôi của thần kiếm. Tiếp đó bàn tay lập tức chập lại, thần kiếm kêu lên vang vọng, trực tiếp nhảy vào trong tay của thiên thần cơ môn, không có gì khác thường. Nàng khẽ nói, từng người tản ra, đi tới thu thập những thần binh tại các địa phương khác, tuy rằng không có gì khác thường nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, đề phòng có biến cố. Nam Hoàng Vân Hy mở miệng nói, mọi người đều gật đầu. Bọn họ vẫn rất tôn trọng Nam Hoàng Vân Hy, nàng là bằng hữu tốt đã từng sóng vai chiến đấu với Tần Vấn Thiên, là sinh tử chi giao. Là người có tư cách ở trong cung điện treo trên bầu trời của Tần Vấn Thiên và cũng có thể nhìn thấy Tần Vấn Thiên bất cứ lúc nào. Hiện tại đã không có khả năng cứ muốn gặp là ai cũng có thể lập tức gặp được Tần Vấn Thiên nữa rồi. Các cường giả thiên thần đi về các phương hướng khác nhau để thu thập thần binh trong Vô Nhai thành, chuẩn bị đưa chúng đi. Tuy rằng không biết những thần binh này từ đâu đến, nhưng Vô Nhai thành tiêu hóa không nổi những thần binh này, nếu còn để lại đây sẽ dẫn phát bạo động. Lúc này, một vị ma tu cường đại của Vạn Ma Đảo đang cầm một thần binh trường thương trên tay chuẩn bị quay về thì đúng lúc ấy, thần binh trường thương toát ra từng tia sáng rực rỡ lượn lờ mà leo về phía cánh tay hắn, từng chút một cuốn chặt. Hắn nhíu mày, cúi đầu liếc mắt thoáng nhìn cánh tay, lực lượng cường đại phóng ra, muốn chấn nát chúng, thế nhưng sau một khắc, ánh sáng đáng sợ lại trực tiếp đồng hóa cánh tay hắn, khiến cho nó không ngừng bị cố định lại, trong nháy mắt đã hóa thành một phần của thần binh. Hơn nữa còn đang lan tràn về phía thân thể hắn. Không xong rồi, hắn giật mình, trống to, nhanh ném xuống. Một câu nói giống như sấm sét giữa trời quang chấn động khắp cả không trung Vô Nhai thành. Các thiên thần đến từ Tần Thiên Thần Tông đều nghe được giọng nói của hắn trong nháy mắt, cúi đầu nhìn về phía thần binh. Sau đó, tay mà bọn họ dùng để nắm thần binh liền hóa thành màu vàng, chỉ là trong chốc lát đã giống như không còn thuộc về mình, mà là một phần thuộc về thần binh. Nam Hoàng Sanh Ca cũng đang cầm một thanh thần kiếm, cánh tay của nàng đã hóa thành màu vàng, đang hòa làm một thể với thần kiếm, chém tay. Nam Hoàng Vân Hy ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên, sắc mặt Nam Hoàng Sanh Ca ngưng lại, sau đó không hề do dự mà vung tay kia lên trực tiếp chặt đứt cánh tay đang nắm thần kiếm. Nháy mắt, máu tươi chảy ròng ròng, chỉ thấy thần binh ấy phóng ra ánh sáng rực rỡ, cách không mà lao về phía thân thể của Nam Hoàng Sanh Ca, thân thể Nam Hoàng Vân Hy lóe lên. Lôi nàng rời đi trong nháy mắt, lui ra xa về phía sau. Không sao chứ, Nam Hoàng Vân Hy nhìn cánh tay đã cục của Nam Hoàng Sanh Ca. Nàng đang dùng lực lượng chữa trị, khẽ lắc đầu một cái, đôi mắt đẹp của Nam Hoàng Sanh Ca thay đổi, thần niệm bao trùm khắp cả Vô Nhai thành. Chỉ thấy các đại cường giả thiên thần cũng không may mắn được như nàng, lúc này thân thể của tất cả bọn họ vậy mà đã hóa thành một phần của thần binh, một thân màu vàng còn thần binh thì đã không thấy, chúng dung nhập vào trong thân thể bọn họ. Cứ như là đã trực tiếp hóa thành bọn họ. Nam Hoàng Vân Hy đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng này,
nàng biết kẻ địch này đã không thuộc diện mà nàng có thể chống lại được, lôi theo thân hình của Nam Hoàng Sanh Ca, thân hình nàng lóe lên, nhanh chóng chạy về phía Tần Thiên Thần Tông. Trên không trung Vô Nhai Thành, từng cổ thân thể màu vàng xuất hiện, phía sau bọn họ cũng có thật nhiều thần binh. Hóa ra những thân thể màu vàng ấy lại chính là các thiên thần đến từ Tần Thiên Thần Tông, hiện tại con ngươi của bọn họ lộ ra nét lạnh lùng cực hạn, lạnh như băng giống như binh khí vậy. Này, người của Vô Nhai Thành ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong lòng mãnh liệt rung động. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã bố trí? Không ngờ lại đáng sợ như vậy, những thân thể thần binh lóe lên, đồng dạng lao về phía Tần Thiên Thần Tông, còn có các thần khí ở sau người kêu lên vang vọng, khiến cho cả tòa thành đều chấn động, uy áp hạ xuống, người trong thành đều cảm thấy một trận hít thở không thông, không dám thở mạnh. Tốc độ Nam Hoàng Vân Hy và Nam Hoàng Sanh Ca nhanh tới mức nào, Vô Nhai Thành lại giáp sát với Tần Thiên Thần Tông, các nàng trực tiếp lui vào bên trong thần tông, đồng thời thông báo cho cường giả thần tông khởi động thần trận, bao trùm cả Tần Thiên Thần Tông. Màn ánh sáng bao phủ khắp cả thần địa mênh mông, đến thần thánh cũng không thể xâm phạm. Bên trong Tần Thiên Thần Tông, Càn Khôn giáo chủ và Cửu Thiên Huyền Nữ bị kinh động, ánh mắt bọn họ nhìn ra phía ngoài, thấy được cảnh tượng đáng sợ bên ngoài thần trận. Từng thân thể màu vàng của thiên thần mang lạnh như băng giống như lợi khí đang đứng sừng sững ở đó, ánh mắt máy móc lạnh lùng, phía sau còn có thần khí đi theo. Là Sa tộc sao? Càn Khôn giáo chủ nhỏ giọng nói. Sa tộc đã từng là thế gia luyện khí đầu tiên của Thái Cổ, những thần binh lợi khí kia khiến cho hắn nghĩ đến Sa tộc. Đúng lúc này, khuôn mặt của những thân thể thiên thần đó phát sinh biến hóa, không ngờ tất cả đều hóa thành khuôn mặt của cùng một người. Sa hầu, Càn Khôn giáo chủ thấy cảnh tượng như vậy, đáy mắt liền lộ ra phong quang. Tộc trưởng Sa tộc giáng lâm Tần Thiên Thần Tông, giống như lời mà hắn đã nói cho người đời nghe vậy. Hiện tại, hắn đã tới, hơn nữa, hắn lại có thể huyễn hóa thành những người khác nhau, lấy thần binh phụ thể. Hắn trước đây nào có thủ đoạn nghịch thiên như vậy, hắn của hiện tại đã đáng sợ hơn nhiều. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.